Bí thư trùng sinh, vương tử quân. chương 1896, một khúc chiết tiến lên. Bí thư sầm, tôi cảm thấy đề cử của bí thư văn trong chuyện này là hợp lý, thế nhưng đây không phải là chuyện nhỏ, chúng ta nên chuẩn bị một chút, hay là chờ đến hội nghị thường ủy rồi thảo luận sau. Lý Trinh siêu trong mắt nhiều người là theo sát vương tử quân, bây giờ hắn lại có thái độ có chút cố kỵ với người sắp tiến lên một bước là sầm vật cương thậm chí có thể nói hắn không muốn vì chuyện công tác mà phát sinh tình huống không thoải mái với sầm vật cương. Hà Kiến Trương đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, hắn chuẩn bị mở miệng, hắn biết rõ lúc này Vương Tử Quân không phù hợp mở miệng, dù sao sầm vật cương bên kia còn chưa đả động gì. Nếu như Vương Tử Quân bên này cố gắng phản đối, như vậy tình huống giơ tay biểu quyết là khả năng lớn nhất. Nếu nhân số tán thành nhiều hơn, như vậy thế cục cân đối vào lúc này sẽ bị đánh phá. À, bí thư chính siêu nói cũng không phải là không đúng, thế nhưng sự việc này tôi cảm thấy cũng không nên kéo dài. Dù thế nào thì đề cao đãi ngộ và quyền lợi của các đồng chí thành phố Linh Long đã là việc bức thiết, nếu như có đồng chí phản đối, không bằng cứ quyết định như vậy. Sầm vật cương nói rồi đưa mắt nhìn bốn phía, bộ dạng kiên cường độc đoán. Hội nghị nhanh chóng kết thúc, khi nhóm thường ủy tỉnh ủy nối đuôi nhau ra khỏi phòng, tất cả giống như khôi phục lại sự bình tĩnh thường có. Hà Kiến Trương quay về phòng làm việc nghỉ ngơi một lát, sau đó cầm ly trà đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi thấy Vương Tử Quân đang mỉm cười uống trà, hắn cảm thấy tâm tư thả lỏng hơn một chút. Chủ tịch Vương, tôi đến chỗ ngài kiếm chút trà để uống. Lần trước đến chỗ ngài uống trà, khẩu vị của tôi đã bị đổi khác, uống trà khác cảm thấy khó có được hương vị như trước. Sau khi ngồi xuống chiếc ghế sa lông đối diện với Vương Tử Quân, Hà Kiến Trương mỉm cười nói vương tử quân hợp tác với hà kiến trương thời gian không ngắn hai người căn bản đều hiểu rõ tính tình của nhau lúc này thấy hà kiến trương nói đùa với mình vương tử quân nào không rõ hà kiến trương đang đến trấn an mình vương tử quân cười cười nói chủ tịch hà nếu đã thích thì lát nữa tôi cho người đưa đến cho anh một ít chỗ này của tôi cũng không thiếu cảm ơn chủ tịch hà kiến trương đặt ly trà xuống rồi cười nói chủ tịch bí thư sầm đã làm ra không ít cống hiến cho tỉnh mật đông thượng cấp cũng khẳng định công tác của bí thư sầm. Tôi có đến trò chuyện với một vị đồng sự cũ, anh ấy nói tuyến trên rất coi trọng bí thư sầm, cố ý để anh ấy tiến lên nắm công tác ở ban ngành trọng yếu, thế nhưng bí thư sầm lấy lý do tỉnh Mật Đông đang vào thời điểm quan trọng để từ chối. Nhưng người đồng sự cũ của tôi nói thời gian bí thư sầm ở tỉnh Mật Đông chỉ có 2 năm, chúng ta nên nắm bắt thời cơ này để tạo ra cơ sở tốt cho sự phát triển của tỉnh Mật Đông. Hà Kiến Trương vừa nói vừa cười. Ý nghĩa của những lời nói này là gì thì Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ ràng. Đây là Hà Kiến Trương đang tự nói với chính mình, đó là thời gian sầm vật cương ở tỉnh Mật Đông cũng không còn nhiều, chỉ là hai năm nữa mà thôi, chờ đến khi sầm vật cương rời khỏi Mật Đông thì sẽ là một thiên địa khác. Đối với người trong quan trường thì lắng động 2 năm là điều cần thiết, đặc biệt là có một vài chuyện có tranh luật, sau khi lắng động 2 năm thì tất cả sẽ dễ dàng mà thôi. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Hà Kiến Trương, hắn biết rõ lão trợ thủ này muốn tốt cho mình, thế nên không khỏi gật đầu nói: "Chủ tịch Hà, tôi biết rõ điều này, một ban ngành có sức chiến đấu là cực kỳ cần thiết vào thời điểm quan trọng." Hà Kiến Trương nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, hắn biết rõ Vương Tử Quân nghe và hiểu lời nói của mình, hắn cũng không tiếp tục nói về vấn đề này mà quay sang chuyện công tác nhưng khi nói đến chuyện công tác thì hai người có thể cảm giác được sự không yên lòng của đối phương. Trên công trường đã xây dựng được hơn một nửa của Phát Ly Cung, lúc này khắp nơi đều là vật liệu xây dựng, có nhiều công nhân đang vận chuyển cát từ bên này sang bên kia. Tuy đã là mùa đông thế nhưng công nhân làm việc vẫn đổ mồ hôi ròng ròng, nhiều người đã cởi áo ấm ra ngoài. Trần Lão Tứ, cậu sang bên này giúp đỡ một chút, nhìn bộ dạng của cậu kia, giống như lãnh đạo xuống kiểm tra công tác vậy. Một viên công nhân hơn 30 tuổi dùng giọng vui vẻ nói với một người hơn 20 tuổi ở gần đó. Viên công nhân kia đang hút thuốc, sau khi nghe người bạn của mình lên tiếng thì cười lớn nói, "Đại ca, anh đúng là làm việc không biết mệt, tôi đang hút thuốc mà anh cũng không chịu bỏ qua." "Được rồi, đừng nói nhiều nữa, Hai tháng sau vợ của cậu sinh con, cậu không cố gắng làm việc thì lấy đâu ra tiền mua sữa cho con?" Lúc đầu bố cậu có nói với tôi rồi, đó là yêu cầu tôi nhìn chằm chằm vào cậu. Người công nhân được gọi là đại ca nói đến đây thì không khỏi hạ giọng, "Tôi nghe nói tối qua cậu qua đêm trong một con hẻm có phải không?" Lời nói của người này không khỏi làm cho đám công nhân nở nụ cười. Con hẻm mà vị đại ca này nói cách không xa hạng mục phát ly cung, bên trong có nhiều người phụ nữ làm việc kiếm tiền, vì thu phí không cao nên chất lượng hơi kém. Người đi làm việc bên ngoài đôi khi cũng cần có sự an ủi, thế cho nên nhiều công nhân lén đi vào vụng trộm trong con hẻm kia. Mà con hẻm nhỏ kia cũng là tiêu điểm trong lời trò chuyện của đám công nhân này. Hi hi, ai mà không có lúc sốt ruột, tự mình giải quyết thì đỡ tốn tiền, thế nhưng làm như vậy sẽ tổn thương cơ thể, tôi cũng chỉ là vì suy xét với hạnh phúc lâu dài của vợ mà thôi. Trần lão tứ căn bản không tức giận vì đại ca phơi bày chuyện của mình, hắn không khỏi gãi gãi đầu nói: Lời nói của hắn làm cho đám đông chung quanh nở nụ cười, dù sao thì mọi người cùng làm việc với nhau một thời gian cũng đã thân quen, thế nên hai bên cũng không có nhiều điều che lấp. Khi mọi người đang cười nói vui vẻ thì vị đại ca bên kia lên tiếng, "Tôi không phản đối tiểu tử cậu đi tìm nguồn vui, thế nhưng cậu cũng không thể tiêu phí quá đi được." Tôi đề tỉnh cậu một câu, "Tháng này cậu đã ứng 500 đồng từ ông chủ thái, bây giờ còn 10 ngày trong tháng thì cố gắng vượt qua đi." tôi biết rồi, sau này nhất định sẽ chú ý. Mong đại ca yên tâm, tôi không phải là người không có chữ tín. Trần Lão Tứ ném điếu thuốc xuống đất rồi nhanh chóng đi đến xúc cát. Trần Lão Tứ vừa xúc được hai sẻng cát thì khẽ nói với vị đại ca bên kia, đại ca, hai ngày trước tôi đến ứng tiền chỗ ông chủ Thái, hình như ông chủ Thái cũng không được thoải mái cho lắm. Trường 1896, hai khúc chiết tiến lên. Không thể nào, ông chủ Thái là người làm việc thoải mái, hơn nữa cậu còn có 10.000 tiền công chưa lấy, ứng trước tiền thì có là vấn đề gì. Vị đại ca dùng giọng không đứng đắn mắng một câu, sau đó nói tiếp, anh Thái chỉ sợ cậu tiêu xài lãng phí tốn tiền mà thôi. Không phải, trước kia ông chủ Thái cho ứng tiền rất sảng khoái. Đúng rồi, hôm qua tôi còn gặp mặt ông chủ Thái. Trần Lão Tứ nói đến đây thì giọng điệu có vài phần trầm thấp, đại ca, không phải anh nói ông chủ thái thích xài hàng sao sang sao? Thế nhưng em thấy anh ta cũng rất lợi hại với Diễm Hồng. Vị đại ca này từng đến chỗ của Diễm Hồng, thế cho nên biết rõ Diễm Hồng kia có chất lượng thế nào. Hắn nhìn Trần lão tứ rồi lớn tiếng nói, "Không thể nào, tôi không biết nhiều về ông chủ thái, thế nhưng những chuyện này là cực kỳ nghiêm túc." Cậu không nhớ rõ anh ấy từng nói, đời này chủ yếu là ném tiền lên người phụ nữ sao? cậu có nhớ rõ lần trước ông chủ thái mời nhóm đốc công chúng tôi ăn uống hay không? Cũng vì người ta đưa đến vài cô gái không được tốt, thế là ông chủ thái vung tay lên, trực tiếp đuổi đi. Chỉ một lần đi vui vẻ mà anh ấy đã ném ra vài ngàn rồi. Vị đại ca nói đến chuyện ăn cơm với ông chủ thái mà tỏ ra rất vui vẻ, vẻ mặt sung sướng, đây là một sự việc đáng khoe khoang nhất của cả đời hắn. Trần Lão Tứ tỏ ra cực kỳ hâm mộ, hắn cố nuốt nước miếng nói, đại ca, khi nào chúng ta nhận được tiền công anh dẫn em đến chỗ kia thử một chút chỗ kia hai chúng ta sao cậu bỏ ý nghĩ này đi khổ sở kiếm tiền cũng không dễ dàng gì đến chỗ kia tiêu tiền là không đáng tôi nói cho cậu biết đó là nơi mà chỉ những người như ông chủ thái mới dám vào thôi vị đại ca nhìn trần lão tứ rồi dùng giọng không cho là đúng nói trần lão tứ là người có tính tình bướng bỉnh hắn nhìn qua viên đốc công của mình rồi nói đại ca mặc kệ anh có tin hay không, hôm qua em thấy rõ đó là ông chủ Thái, à. Khi đó anh đi đi vào phòng của Diễm Hồng. Được, được rồi, xem như cậu thấy ông chủ Thái, mau làm việc đi. Vị đại ca cũng không muốn dây dưa ở sự việc này, hắn dùng ánh mắt không vui nhìn Trần Lão Tứ rồi trầm giọng nói. Trần Lão Tứ cũng không dám tranh luận nhiều, dù sao đốc công cũng quyết định hắn làm được bao nhiêu tiền công, thế nên hắn nhanh chóng xúc cát, nhưng sau đó lại đột nhiên nói, đại ca, tôi nói một câu không hay, có phải là ông chủ thái đã hết tiền rồi không? Sao có thể như vậy được? Ông chủ thái mà không có tiền sao? Ông ta lấy ra một cọng lông cũng đủ lớn hơn người cậu, cậu đừng nó gở. Vị đại ca dùng ánh mắt khinh thường nhìn Trần Lão Tứ, thật sự muốn tiến lên cho hắn vài sẻng. Trần Lão Tứ cũng không nói gì thêm, tiếp tục trổng mông xúc cát. Vị đại ca nhìn Trần lão tứ làm việc mà không khỏi nở nụ cười, tiểu tử kia căn bản là thiếu liên hệ, sau này mình nên tìm thời gian liên lạc nhiều hơn. Sau khi châm một điếu thuốc thì vị đại ca chợt nhớ đến câu nói của Trần lão tứ, ông chủ thái không phải là hết tiền rồi đấy chứ. Nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu rồi biến mất, dù sao thì hắn cũng thấy ông chủ thái rất có khí phách, ai cũng có thể không có tiền, thế nhưng đây là chuyện không thể đối với ông chủ thái ông chủ thái là ai chứ, căn bản là người cực kỳ có tiền. Vị đại ca thầm cảm thán một câu, sau đó nghĩ đến phương diện báo cáo tiến độ cho ông chủ thái. Hắn không khỏi buông sẻng, sau đó đi đến phòng làm việc của ông chủ thái. Vị đại ca này là đốc công thế nên mọi việc có thể sắp xếp người khác, cũng không có người sắp xếp công tác cho hắn, hắn muốn đi thì cũng không ai dám lên tiếng. Phòng làm việc của ông chủ thái có hai gian, nhìn qua thì có vẻ đơn sơ thế nhưng bên trong giống như một thế giới khác chưa nói đến một chiếc tv rất lớn máy điều hòa nhiệt độ cũng làm cho người ta hâm mộ khi đi đến bên ngoài phòng làm việc của ông chủ thái máy điều hòa vang lên o o điều hòa là thứ thật sự rất tốt bầu không khí bên trong ấm áp như mùa xuân có người đến đời này giống như trời sinh làm chỉ huy người khác cả đời ăn mặc ngăn nắp ăn sơn hào hải vị, cũng có người đến đời này một lần nhưng chịu khổ lao lực. Ôi, cũng là con người sao có sự chênh lệch lớn như vậy. Khi vị đại ca đang cảm thán số mệnh của mình không được tốt, chợt nghe thấy trong phòng truyền ra âm thanh hổn hển, ông chủ, tiền công trình lúc nào thì được đưa đến. Mong anh cho tôi một tin tức chính xác, tôi nói cho anh biết, nếu kéo dài thêm một ngày, tôi căn bản không thể nào nói gì hơn được, chỉ có thể đình công mà thôi hạng mục trọng điểm sao? Cái quái gì mà hạng mục trọng điểm? Tôi không cần, tôi nói cho anh biết, các anh em trên công trình đều đang chờ tiền, nếu như anh không đưa tiền đến, đừng hòng mong tiến độ công trình được đảm bảo. Đây cũng không phải lần đầu tiên vị đại ca đến phòng và gặp ông chủ thái gọi điện thoại, thế nhưng trước kia ông chủ thái gọi điện thoại cho ai cũng cười hì hì, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy ông chủ thạch thở phì phò như vậy. Tiền công trình Vị đại ca chợt sinh ra cảm giác xấu, chuyện mà Trần lão tứ đang lo lắng rất có thể là hiện thực. Khi vị đại ca đang suy nghĩ mông lung, lúc này chợt nghe ông chủ Thạch bên trong thở phì phò cúp điện thoại, còn bà nó, nếu không có tiền, ông cũng không cần làm nữa. Cậu Trần, có chuyện gì không? Khi Viên đốc công đang do dự xem có nên đến vào lúc khác hay không, đúng lúc này ông chủ thái đẩy cửa đi ra. Tuy được gọi là ông chủ thế nhưng ông chủ thái căn bản không phải là một người bụng phệ như trong suy nghĩ của người khác, ngược lại còn có dáng người gầy gò. Theo như lời của một số người, giống như người này bị phụ nữ hút khô mất rồi, nếu không thì sao lại gầy như vậy? "Ôi, ông chủ, tôi đến hỏi xem tiền thưởng tiến độ khi nào thì nhận được." Vị đại ca có chút xứng sốt, sau đó xoa xoa tay nói: Ông chủ Thái nghe người kia nói đến chuyện tiền thưởng tiến độ thì gương mặt chợt trở nên âm trầm, nhưng sau đó hắn đã cười nói, ngân hàng bên kia có chút chuyện, tôi sẽ tiếp xúc rồi trả lời cậu sau. Hạng mục phát ly cung là trọng điểm của thành phố Linh Long, người đầu tư là thương nhân nước ngoài, anh nói xem người ta sẽ để cho cậu thiếu đi một phần tiền sao? Đúng rồi Trần Đại, tôi nói cho cậu biết, cậu nên để cho người bên dưới chuẩn bị một chút. 10 giờ hôm nay Bí Thư Đồ và Chủ tịch Miu sẽ đến xem xét tiến độ công trình. Ông chủ Thái cứ yên tâm, tôi biết phải làm sao, cũng không phải bọn họ mới đến một hai lần. Trần Đại vỗ vỗ ngực rồi lớn tiếng đảm bảo. Nếu như là trước kia thì Trần Đại nhất định sẽ trò chuyện với ông chủ Thái về chuyện liên quan đến phụ nữ, vì nghe những lời nói của một người có nhiều kinh nghiệm thực chiến như ông chủ Thái sẽ làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Nhưng bây giờ hắn cũng không dám hỏi, Hắn nói xong thì xoay lưng rời đi. Chương 1897, vận sức chờ phát động. Ông chủ thái nhìn Trần Đại rời đi mà nụ cười trên mặt biến mất ngay lập tức, tiền thưởng tiến độ chỉ là một phần tiền nhỏ với hắn, chỉ là tiền cho hắn uống rượu mà thôi. Nhưng bây giờ chút tiền kia cũng không có, điều này không khỏi làm cho hắn nổi giận. Hư, nói cho tiền mà bây giờ không nhận được, ông mặc kệ chỉ thị của lãnh đạo thị ủy, không cho tiền thì đừng hòng làm việc. Tuy ông chủ thái thầm nghĩ như vậy thế nhưng lại không dám hàm hồ. Hắn là một người chủ thầu ở thành phố Linh Long, hắn không dám không cung kính với lãnh đạo thị ủy Linh Long. Đồ phấn đấu ở Linh Long là hạng người gì thì hắn hiểu rõ ràng, trong mắt hắn thì đồ phấn đấu là người có thể quyết định vận mệnh của mình, chỉ cần bí thư đồ chỉa một ngón tay về phía mình, như vậy mình sẽ tan xương nát thịt. Chỉ sợ cũng chỉ có chủ tịch vương mới dám ra tay với bí thư đồ mà thôi ông chủ thái nghĩ đến những câu chuyện về vị chủ tịch tỉnh trẻ tuổi kia, hắn không khỏi cảm thấy cực kỳ hâm mộ vị chủ tịch tỉnh cùng tuổi với mình. Bí thư thị ủy và chủ tịch thành phố Linh Long đều là người rất bận rộn, thế nhưng hai vị lãnh đạo này của thành phố Linh Long lại rất coi trọng hạng mục phát ly cung, thế cho nên vào lúc 10 giờ, hai vị lãnh đạo được đám cán bộ vây quanh đi đến thăm quan hiện trường xây dựng phát ly cung. Ông chủ thái mặc dù là người nhất ngôn cửu đỉnh ở công trình xây dựng phát ly cung, thế nhưng hắn căn bản còn không được đứng bên cạnh bí thư đồ và chủ tịch miêu ngay cả ông chủ trước đó bị hắn mắng phun máu chó lên người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng sau lưng đổ phấn đấu và miêu dược hổ thế nên hắn càng cho rằng mình không có cơ hội nhưng không ngờ bí thư đồ lại chủ động nói với hắn vài câu rất thân thiết hơn nữa trước khi rời đi còn vỗ vỗ vai hắn khuyên khích là ông chủ thái làm rất tốt đóng góp một viên gạch vào sự phát triển của thành phố linh long ông chủ thái cảm thấy rất hưng phấn cũng không phải là phóng viên liên tục ghi lại hình ảnh của hắn vì hắn biết người ta chủ yếu là chụp ảnh ghi hình của bí thư đồ chính hắn chỉ được hưởng hào quang của lãnh đạo mà thôi thế nhưng bí thư đồ có tâm tình rất tốt ông chủ thái nghĩ rất đúng bí thư đồ thật sự có tâm tình rất tốt hội nghị thường ủy đã có quyết định kết quả của nó rơi vào trong tay hắn nếu như trước kia đồ phấn đấu căn bản tràn đầy tin tưởng với khả năng mình tiến vào ban ngành thường ủy tỉnh ủy hắn cũng không tỏ ra gấp gáp thế nhưng bây giờ hắn lại thật sự sốt ruột đã hai lần đồ phấn đấu thất bại tiến lên thường ủy tỉnh ủy nếu như bây giờ mà tiếp tục sôi hỏng bỏng không điều này căn bản làm cho hắn cực kỳ khó chịu tuy hắn cũng không phải là người mê tín thế nhưng câu nói quá tam ba bận cũng làm cho người ta phải suy nghĩ lần này quyết không để xảy ra vấn đề bí thư tôi ngồi xe của ngài nhé sau khi hoàn thành công tác kiểm tra Miêu Dược Hổ cười nói, "Đồ phấn đấu cũng không phản đối yêu cầu ngồi chung xe của Miêu Dược Hổ." Dù sao thì hai người cũng hợp tác với nhau lâu năm, hơn nữa hắn và Miêu Dược Hổ có quan hệ không tệ, ít nhất hai người cũng tỏ ra cực kỳ hài hòa. Sau khi lên xe thì Miêu Dược Hổ cười nói, "Bí thư Đồ, trưa nay bên tôi cũng không có vị khách nào quan trọng, không bằng hai chúng ta cùng uống vài ly." Uống vài ly không là vấn đề, tôi sẽ cho phía nhà khách chuẩn bị một chút anh Miêu không phải là thích ăn cá chích sao? Tôi sẽ cho bọn họ chuẩn bị cho anh." Đồ phấn đấu cười ha hả rồi lớn tiếng nói. Miêu Dược Hổ cười cười nói, "Vậy thì phải cảm ơn bí thư Đồ, hôm nay xem như được uống vài ly rượu ngon." "Được hổ, lần này tôi vui vẻ vì chuyện kia, thế nhưng anh cũng biết bầu không khí của hội nghị thường ủy lần này, ngay cả Lý Trinh Siêu cũng ném cho tôi một lá phiếu tán thành." Đồ phấn đấu nói đến Lý Trinh Siêu thì không khỏi nhíu mày. Nghiêu Dược Hổ biết rõ năm xưa giữa đồ phấn đấu và Lý Trinh Siêu có trải qua vài chuyện không thoải mái, hắn cười hì hì nói, Lý Trinh Siêu là người thông minh thức thời, anh ta dám không cho anh lá phiếu tán thành sao. Nghe nói chủ tịch vương kia cũng có chút mất hứng. Mất hứng thì làm gì được, bí thư sầm quá khoan hồng độ lược, anh không nhìn mà xem, bây giờ ngay cả bí thư văn cũng phải theo sát bên cạnh lãnh đạo. Nói đến bí thư văn, Tôi cảm thấy khi nào bí thư đồ ngài có rảnh thì đến bên kia ngồi một chút, thậm chí các đồng chí ở thành phố Linh Long chúng ta cũng phải có chút điều chỉnh mới được. Miêu Dược Hổ nói đến đây thì cười, cũng đúng lúc ngài nên cảm tạ anh ấy một chút. À, chuyện này anh nói đúng. Đồ phấn đấu cười cười nói, bí thư văn này thật sự có toan tính rất lớn. Văn thành đồ toan tính cái gì thì đồ phấn đấu cũng không nói rõ ràng, Miêu Dược Hổ cũng không nói rõ ràng, thế nhưng nụ cười trên mặt hai người cực kỳ ăn ý. Đúng rồi, Dược Hổ, tôi nghe nói phương diện tài chính của Phát Ly Cung có vấn đề có phải không? Đồ phấn đấu chợt nói sang chuyện khác. Miêu Dược Hổ gật đầu nói, nghe nói nghiệp vụ của công ty hưng nghiệp ở nước ngoài bị ảnh hưởng. Nhưng bí thư đồ cứ yên tâm, nếu công ty hưng nghiệp không đủ tiền, chúng ta có thể đổi người. Bây giờ có rất nhiều người đang cần đầu tư vào thành phố Linh Long. Đồ phấn đấu khẽ gật đầu, đối với hắn thì vấn đề tiền không là gì lớn, còn phía bên ngoài có vấn đề gì thì càng không cần quan tâm. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy việc đề bạt đồng chí đổ phấn đấu đã là chiều hướng tương lai, ngài cần gì phải phân cao thấp ở sự kiện này. Dù sao thì bí thư sầm bây giờ cũng tập trung tinh thần để đề bạt đồ phấn đấu, chúng ta nếu nắm chặt phương diện này, chỉ sợ bí thư sầm sẽ gây khó dễ ở tuyến trên. Lý Trinh Siêu ngồi đối diện với Vương Tử Quân rồi mở miệng giải thích. Phương Tử Quân căn bản cũng không hài lòng vì lời giải thích của Lý Trinh Siêu. Hắn dù có không thỏa mãn và hài lòng thế nhưng Lý Trinh Siêu đã đến chính là tỏ một loại thái độ, còn chuyện đề bạt đổ phấn đấu thì đã qua, căn bản không nên so đo. "À, bí thư Lý, tôi hiểu ý nghĩ của anh vào lúc đó." Thành tích công tác của thành phố Linh Long là quá rõ ràng, tôi mặc dù có chút ý kiến về phương diện đề bạt đồ phấn đấu, thế nhưng đây chẳng qua chỉ là nhận thức cá nhân mà thôi. Vương Tử Quân nói rồi nâng ly lên uống một ngụm, công tác chấp pháp vào mùa đông đã được triển khai mở rộng ngay ngắn trật tự, điều này là rất tốt. Nhưng này Bí thư Lý, Ủy ban tư pháp các anh nên cho ra một cơ chế riêng biệt ở phương diện này, các công tác không được buông lỏng. Mong Chủ tịch Vương yên tâm, tôi nhất định sẽ chứng thực chỉ thị của ngài một cách chân thực nhất, căn bản không để xảy ra vấn đề ở phương diện này. Trước khi đến thì Lý Trinh Siêu đã biết kết quả mình xin lỗi Vương Tử Quân lúc này thấy đạt được mục đích thì không khỏi chủ động nói sang chuyện khác, cũng không quên tỏ thái độ. Lý Trinh Siêu căn bản không cảm thấy mình có gì sai ở phương diện lựa chọn lần này, bây giờ đại thế của sầm vật cương đã được hình thành quá mạnh, nếu như mình phản đối theo vương tử quân, như vậy sẽ còn người khác đứng ra tiếp tục đẩy ý nghĩ của sầm vật cương tiến lên. Nếu mình đã khó thể chống lại, như vậy thức thời mới là Tuấn Kiệt, chủ tịch vương cũng không nên nổi giận với mình dù sao với cấp bậc của sầm vật cương thì căn bản có không ít quyền lên tiếng với vận mệnh của mình còn vương tử quân lý trinh siêu không muốn đắc tội với vương tử quân tuy hắn biết chủ tịch vương chắc chắn sẽ tức giận thế nhưng cũng không làm gì được mình dù sao hắn cũng là thường ủy tỉnh ủy cũng có một phiếu trong hội nghị thường ủy hơn nữa ban ngành ủy ban tư pháp cũng khá quan trọng chủ tịch vương nên hiểu nổi khổ tâm của mình Đồng thời Lý Trinh siêu cảm thấy Vương Tử Quân nên điều chỉnh thái độ. Dù sao cục diện bây giờ đã định, nếu cứ mãi cứng nhắc, căn bản không phải là một sự kiện làm người ta vui sướng. Hơn nữa bí thư Sầm tối đa cũng chỉ ở mật đông thêm 2 năm, chủ tịch Vương sẽ tiếp nhận vị trí của bí thư Sầm, thế nên quan hệ với bí thư Sầm cũng khá quan trọng. Vì sao Vương Tử Quân không thu nạp tính tình của mình, không kiến tạo ra cục diện hài hòa hơn? Audio điện tử võ tấn bền. chương 1898, một hình phạt kiếp sống chính trị. Vương Tử Quân và Lý Trinh Siêu nói chuyện với nhau 20 phút, sau đó hắn tiễn Lý Trinh Siêu ra khỏi phòng làm việc của mình. Hắn dù có bất mãn với hành vi của Lý Trinh Siêu, thế nhưng hắn cũng biết hiện tượng này là tất nhiên. Dù sao thì sầm vật cương bây giờ càng có vẻ cường thế, ai cũng không muốn đắc tội với sầm vật cương vào lúc này. Sau khi ngồi xuống ghế trong phòng làm việc của mình, Vương Tử Quân xem qua vài văn kiện thì Hà Kiến Trương mỉm cười đi đến. Hà Kiến Trương đã quá quen thuộc phòng làm việc của Vương Tử Quân, thế nên sau khi ngồi xuống thì cười ha hả nói, "Chủ tịch, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của cục thủy lợi, bọn họ nói lãnh đạo căn bản rất hài lòng với công tác trị thủy của tỉnh Mật Đông, đập nước sông Thanh Sa được nhìn chúng, thế nên lãnh đạo định xây dựng một đập nước lớn hơn ở nơi này." Đây là chuyện tốt. Vương tử quân xoa xoa bàn tay cười nói, chủ tịch hà, chuyện này phải nắm thật chặt, nếu có xí nghiệp lấy nước ở đập lão hán cung cấp cho thành phố, như vậy sẽ là một lời khẳng định cho công tác thống trị nắm chặt bảo đảm môi trường của tỉnh Mật Đông, chúng ta còn có thể nhân cơ hội này để tuyên truyền cho tỉnh Mật Đông. Vương tử quân nói đến đây thì lại cười, mặc dù lúc này phần lớn các xí nghiệp ô nhiễm đã bị dừng sản xuất yêu cầu cải tạo, có được thành tích khả quan, thế nhưng càng là lúc này chúng ta càng không nên kiêu ngạo anh chào hỏi các đồng chí của Sở Tài nguyên Môi trường, yêu cầu bọn họ không ngừng cố gắng. Nói với bọn họ là nếu như có xuất hiện tình huống không hay, tôi sẽ cho bọn họ biết tay. Hà Kiến Trương nghe Vương Tử Quân nói về vài phương diện công tác, sau đó hắn khẽ nói, "Chủ tịch Vương, tôi thấy nhà đầu nhà bí thư Văn không thích hợp công tác ở ban số 1." Hà Kiến Trương sao lại chợt nghĩ đến Văn Ngư Nhi? Vương Tử Quân căn bản cũng không suy nghĩ nhiều về việc Văn Ngư Nhi công tác ở ban số 1 văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Trước kia khi sắp xếp công tác cho Văn Ngư Nhi thì Hà Kiến Trương có nói cô gái này tính cách mạnh mẽ, thế nhưng lại khá thông minh. Chẳng lẽ vì lựa chọn của Văn Thành đồ mà điều động công tác của cô gái này sao? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Hà Kiến Trương, hắn không nói lời nào, phản ứng của hắn rõ ràng là yêu cầu Hà Kiến Trương cho ra một lý do. Chủ tịch Vương, nhà đầu kia đã trưởng thành, nếu cứ đi theo ngài mãi cũng là chuyện không hay. Hà Kiến Trương cũng không muốn nói, dù sao đó là chuyện không hay cho lắm, thế nhưng có một số việc mà hắn là minh hữu tốt của Vương Tử Quân, hắn không thể không để tỉnh Vương Tử Quân một câu. Dù sao thì Vương Tử Quân trong mắt hắn thật sự còn quá trẻ. Vương Tử Quân có chút sững sốt, hắn cũng không ngờ Hà Kiến Trương lại nói đến nguyên nhân này. Văn Ngư Nhi là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, Vương Tử Quân chỉ coi nàng là vãn bối, hắn không ngờ vì lý do này mà điều Văn Ngư Nhi ra khỏi ban tổng hợp số 1. Vương Tử Quân trầm ngâm suy xét, cảm thấy Hà Kiến Trương nói cũng không phải không hợp lý. Có câu không có lửa sao có khói, nhà đầu kia xem ra đã bị chủ tịch Hà nhìn thấu tâm tư. Hắn nghĩ đến đây thì cười nói, đúng vậy, nhà đầu kia nên tìm một chỗ phù hợp hơn. Chủ tịch Hà, anh sắp xếp một chút, Thế nhưng đừng để cho nha đầu kia cảm giác được rồi phát sinh chuyện không hay." Hà Kiến Trương gật đầu nói, "Điều này mong chủ tịch Vương cứ yên tâm, tôi sẽ làm thỏa đáng công tác này." Khi hai người nói xong đề tài này, gương mặt Hà Kiến Trương chợt có hơi tái. Vương Tử Quân thấy vẻ mặt của Hà Kiến Trương không đúng thì vội vàng hỏi, "Chủ tịch Hà, anh làm sao vậy?" "Không có chuyện gì, là bệnh cũ mà thôi, hôm nay quên uống thuốc, tôi quay về uống thuốc vào là xong." gương mặt hà kiến trương có chút tái nhợt hắn nói với điệu bộ đổ mồ hôi đầm đìa sau khi tiến chân hà kiến trương vương tử quân không khỏi nghĩ đến chuyện của văn ngư nhi chủ tịch hà có lẽ là vì tuổi cao thế nên không quen nhìn cách làm việc của văn ngư nhi nhưng nghĩ lại thì thấy lời nói của hà kiến trương không có gì là không đúng vương tử quân cũng không quan tâm đến những vấn đề này thế nhưng văn thành đồ thì sao hơn nữa văn ngư nhi còn phải lập gia đình ôi Bây giờ làm việc khó khăn quá. Vương Tử Quân cảm khái một câu rồi bắt đầu công tác của mình. Việc hàng ngày của Vương Tử Quân hầu như được thư ký sắp xếp rất tốt, nhiều khi thời gian của hắn được tính bằng phút. Sau khi đi tham gia một lễ khởi công, Vương Tử Quân còn chưa kịp ngồi xuống uống trà thì có người gõ cửa. Hơn nữa tiếng gõ cửa cũng không phải nhẹ nhàng gì. Vương Tử Quân không biết bao lâu rồi chưa từng nghe thấy tiếng gõ cửa vội vàng như vậy, hắn nói một câu mời vào chợt thấy văn ngư nhi đang gạt cổ dương ra phóng vào như bay cổ dương đi đến bên cạnh vương tử quân rồi xoa xoa tay nói chủ tịch vương trưởng khoa nói có chuyện cần báo cáo với ngài anh xem điều này cổ dương muốn giải thích cho vương tử quân văn ngư nhi liều lĩnh xông đến thật sự là không quy củ thế nhưng hắn lại không thể chọc vào cô gái này vương tử quân căn bản biết rõ cổ dương muốn nói điều gì hắn khoát tay áo với cổ dương rồi nói cậu đi ra ngoài trước Tôi xem trưởng khoa có chuyện gì cần báo cáo." Văn Ngư Nhi đi đến đơn vị thời gian không quá dài thế nhưng bây giờ đã là phó khoa, vì vậy nhiều người gọi nàng là trưởng khoa. Văn Ngư Nhi ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, gương mặt căng cứng, bộ dạng tức giận. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Văn Ngư Nhi thì hiểu ra vấn đề, thế nhưng hắn lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh nói, "Tiểu Ngư Nhi, cô đến có chuyện gì vậy?" "Chủ tịch Vương tôi không ngờ ngài lại là người như vậy. Văn Ngư Nhi đứng lên khỏi ghế sa lông dùng giọng tức giận nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Văn Ngư Nhi, hắn không biết nói gì cho phải, thế là không khỏi cười hỏi, làm sao vậy? Ai chọc tiểu Ngư Nhi sao? Có gì cứ nói với chú Vương, chú Vương sẽ giúp cháu hả giận. Vương Tử Quân nhìn Văn Ngư Nhi rồi mỉm cười nói. Hừ, tôi không thể làm phiền được chủ tịch Vương, Tôi chỉ muốn hỏi một câu, đó là có phải vì bố tôi giúp đỡ bí thư sầm ở hội nghị thường ủy, thế nên ngài mới nghĩ đến chuyện điều động tôi đến công tác ở tỉnh Đoàn hay không? Anh làm như vậy không phải là trả thù cá nhân sao? Văn Ngư Nhi nói đến đây thì bắt đầu chảy nước mắt. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Văn Ngư Nhi, hắn không khỏi trầm mặt xuống, sau đó nói, "Trưởng khoa Ngư Nhi, cô cần hiểu một việc, cô không còn là một cô bé" cô là nhân viên công tác của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, cô nên biết liên quan đến chuyện sắp xếp công tác của mình thì thượng cấp phải suy xét, cũng không phải tôi muốn làm gì cũng được. Vì vậy tôi nhắc nhở cô, cô bản thân là nhân viên công tác của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, cô cần phải phụ trách hành vi của mình, không phải nghĩ gì cũng có thể nói được. Trường 1898-2, hình phạt kiếp sống chính trị Văn Ngư Nhi nhìn vương tử quân đối đã với mình như vậy thì vừa lúng túng vừa tức, nàng có thể phản đối ý kiến của bố mẹ để cố ý đi vào văn phòng ủy ban nhân dân tình, lại không ngờ người này vô tình như vậy. Vương tử quân nhìn bộ dạng khóc lóc của Văn Ngư Nhi, hắn không khỏi lắc đầu. Hắn thật sự không làm gì hơn được, thế nên suy nghĩ giây lát rồi nói, Ngư Nhi, thật ra tôi có biết về chuyện điều chỉnh công tác của cô. Khi vương tử quân chuẩn bị giải thích cho Văn Ngư Nhi, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên hắn nói một câu mời vào đúng lúc cổ dương vội vàng chạy vào có chuyện gì vậy khoảng thời gian qua cổ dương luôn cực kỳ ổn định đây cũng chính là nguyên nhân làm vương tử quân không muốn thay người nhưng lần này cổ dương làm sao vậy chủ tịch vương vừa rồi chủ tịch hà đi kiểm tra công tác và té xỉu cổ dương đưa mắt nhìn vương tử quân rồi dùng giọng bối rối nói hà kiến trương té xỉu đây là làm sao vậy Vương Tử Quân cảm thấy chấn động, căn bản không có tâm tư suy xét chuyện của Văn Ngư Nhi, hắn không khỏi đứng lên nói: "Mau lên, đi tôi đi thăm chủ tịch Hà." Vương Tử Quân đi đến bệnh viện thì lúc này có nhiều người đứng chắn đầy hành lang ngoài phòng bệnh đặc biệt. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì giám đốc bệnh viện đứng chờ sẵn nhanh chóng tiến lên đón chào. Nhưng lúc này Vương Tử Quân không quan tâm đến đám người này, hắn muốn làm chính là an ủi vợ của Hà Kiến Trương. Vợ của Hà Kiến Trương là một người phụ nữ hơn 50 tuổi, bây giờ đã về hưu, khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì nàng khóc lóc nước nở nói, Chủ tịch Vương, anh Hà nhà tôi khi đi làm còn rất khỏe, mới đó sao lại xảy ra chuyện thế này. Chị dâu, người hiền gặp lành, chị cứ yên tâm, chủ tịch Hà sẽ không có việc gì. Nơi này là bệnh viện tốt nhất tỉnh Mật Đông, tôi sẽ yêu cầu bọn họ dùng chuyên gia tốt nhất, thuốc tốt nhất, anh ấy sẽ khá hơn mà thôi. Chị cũng đừng gấp. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, như vậy ai chăm sóc cho anh Hà nữa đây?" Vương Tử Quân vừa an ủi chị Triệu vừa nói với người thanh niên đứng bên cạnh, "Tiểu Hà, cậu phải chú ý cảm xúc của mẹ, có biết không?" "Cháu biết rồi, Chủ tịch Vương. Con trai của Hà Kiến Trương hiện tại công tác ở Sở xây dựng, cũng là một vị trưởng khoa, hắn thật lòng cảm thấy cực kỳ sợ hãi với Chủ tịch Vương." Vương Tử Quân an ủi vợ con của Hà Kiến Trương xong thì mới nói chuyện với giám đốc bệnh viện trong một căn phòng được bố trí sẵn. Vị giám đốc này họ mã, hơn 50 tuổi, nhìn qua có bộ dạng rất nho nhã. Giám đốc mã là nhân tài thuộc kiểu mẫu chuyên gia, căn bản hiểu rõ bệnh tình của Hà Kiến Trương. Sau khi Vương Tử Quân hỏi thăm tình huống, hắn không khỏi mở miệng khẽ nói, Chủ tịch Vương, Chủ tịch Hà bị tắc nghẽn não, trước kia Chủ tịch Hà có tiền sử bệnh này, Thế nhưng lần này phát sinh quá nhanh. Khi nào thì chủ tịch Hà có thể tỉnh lại? Vương Tử Quân nhìn giám đốc Mã rồi khẽ hỏi. "Chủ tịch Vương, chủ tịch Hà được đưa đến rất kịp thời, dựa theo tình hình cứu chữa vào lúc này, có thể là tối nay sẽ tỉnh lại." Giám đốc Mã nói đến đây thì có chút trầm ngâm, nhưng chỉ sợ sau này chủ tịch Hà không thể thích hợp với các công tác quá sức, chỉ có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mà thôi lời nói của giám đốc mã làm cho vương tử quân thở dài một hơi đồng thời cũng có vài phần chấn động hắn biết rõ lời nói của giám đốc mã căn bản là phán quyết tử hình với kiếp sống chính trị của hà kiến trương đối với vương tử quân thì hà kiến trương là một trợ thủ trọng yếu nhất nếu như hà kiến trương xảy ra vấn đề như vậy sẽ là đả kích quá lớn với hắn nhưng sau khi trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy thì vương tử quân cười nói chuyện công tác để nói sau Bây giờ quan trọng nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho chủ tịch Hà, chỉ cần người còn thì tất cả không là vấn đề." Giám đốc Mã trầm giọng nói, "Chủ tịch nói đúng." Khi Vương Tử Quân hỏi thăm Giám đốc Mã về tình huống của Hà Kiến Trương, Tần Hoài Trung lúc này cùng Trương Tề Bảo và các vị phó chủ tịch khác đã chi ai đến. Đám người này đứng bên cạnh Vương Tử Quân với gương mặt trầm trọng, sau khi an ủi người thân trong gia đình của Hà Kiến Trương, cuối cùng mới cùng theo Vương Tử Quân rời đi. Chủ tịch Vương là xe của bí thư sầm. Khi Vương Tử Quân vừa ngồi lên xe thì lái xe tiểu lý khẽ nói. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua xe của sầm vật cương, hắn cũng không lên tiếng, mà lúc này sầm vật cương ở chiếc xe đối diện cũng thấy chiếc xe số 2 tỉnh ủy của Vương Tử Quân. Sầm vật cương căn bản rất bất ngờ với tin tức liên quan đến Hà Kiến Trương, lão không ngờ Hà Kiến Trương lại bị bệnh, lão giật mình và cảm thấy có vài phần vui mừng trong mắt mọi người thì hà kiến trương là một nhân vật giúp đỡ chủ yếu cho vương tử quân vương tử quân có thể nắm được ủy ban nhân dân tỉnh cũng là vì trợ lực đến từ hà kiến trương hà kiến trương tuy lớn tuổi nhưng còn khá mạnh mẽ làm việc không cần phải nói này nọ sầm vật cương đối mặt với hà kiến trương và cảm thấy rất đau đầu chẳng lẽ trời giúp mình trước khi đến thăm hà kiến trương thì sầm vật cương có ý nghĩ như vậy lúc này vương tử quân sẽ có tâm tư gì khi quay về đơn vị thì bầu không khí trong xe rất trầm thấp, dù là cổ dương hay là lái xe tiểu lý đều không dám nói lời nào, sợ ảnh hưởng đến suy nghĩ của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân nghĩ đến vị trí để chống của Hà Kiến Trương, tuy hắn tình nguyện cho Hà Kiến Trương tiếp tục tham gia công tác, thế nhưng có một số việc mà không phải anh muốn là được. Bây giờ tình huống của Hà Kiến Trương quá rõ ràng, căn bản không còn thích hợp tham gia công tác. Mượn lời của Vương Tử Quân, hắn cũng không thể vì ý nghĩ của mình mà ép Hà Kiến Trương không quan tâm bệnh tình để tham gia công tác được. Như vậy thì bây giờ điều quan trọng là tìm người phù hợp tiếp nhận vị trí của Hà Kiến Trương. Tuy Vương Tử Quân làm việc có được sự giúp đỡ của Thạch Kiên Quân và Bí Thư Lâm, thế nhưng có một số việc cũng không phải chính mình tự quyết định được. Thật lòng thì Vương Tử Quân càng muốn cho Trương Tề Bảo tiếp nhận vị trí này, thế nhưng lý lịch của Trương Tề Bảo quá kém, sức cạnh tranh quá nhỏ nếu không thể là trương tề bảo, vậy nghiêm khâm binh thì sao? Vương tử quân có chút khó nắm chắc, hơn nữa sầm vật cương có thể thông qua sao? Sau khi vương tử quân vào trong phòng làm việc của mình rồi ngồi xuống, lúc này trương tề bảo cũng đi vào trong. Vương tử quân không lên tiếng, trương tề bảo có chút do so dự, cuối cùng khẽ nói, chủ tịch vương, xem ra chủ tịch hà lần này đổ bệnh không đúng lúc. Ừ, nhưng cũng không có gì là trở ngại quá lớn. Vương tử quân hiểu rõ ý nghĩ của Trương Tề Bảo, hắn không khỏi thản nhiên nói. Trương Tề Bảo do dự dây lát rồi nói, Chủ tịch, lần này Chủ tịch Hà đổ bệnh, ngài cần phải tính toán trước. Tôi cảm thấy phía bí thư sầm sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phó Chủ tịch thường vụ mặc dù là cấp phó thế nhưng có nhiều công tác giao nhau với Chủ tịch tỉnh. Nếu một người là Phó Chủ tịch thường vụ được bí thư tỉnh ủy giúp đỡ, vị trí càng thêm chí mạng. Tề Bảo, nếu như chủ tịch Hà tiếp tục công tác thêm 2 năm, như vậy anh sẽ đủ lý lịch. Vương Tử Quân nhìn Trương Tề Bảo rồi thở dài một hơi. Vâng, chủ tịch ngài cũng không nên gấp gáp, tôi cảm thấy ngài nên tìm người trong số các vị phó chủ tịch còn lại, nhưng tôi sợ trong số đó cũng không ai có lý lịch vượt qua chủ tịch Cố. Trương Tề Bảo nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Chương 1899, Cúc cung tận tụy khoảng thời gian gần đây cố tắc viêm bị vương tử quân áp chế quá mạnh thế nhưng dư uy vẫn còn. Tuy không phải là không còn người nào trong số các vị phó chủ tịch tỉnh, thế nhưng bàn về uy vọng và thủ đoạn thì không có ai vượt qua Hà Kiến Trương. Vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi nói với Trương Tề Bảo, Tề Bảo, anh cảm thấy nếu để cho cố tắc viêm tiếp nhận vị trí của chủ tịch Hà, sau đó anh tiếp nhận vị trí của cố tắc viêm thì thế nào? Trương Tề Bảo cảm thấy kích động, nếu như mình có thể tiếp nhận vị trí của cố tắc phiêm như vậy có nghĩa là sẽ tiến vào trong danh sách thường ủy tỉnh ủy mặc dù cấp bậc không được đề cao thế nhưng dù thế nào cũng là bước tiến quá lớn vì khi đó mình là thường ủy tỉnh ủy chủ tịch tôi cảm thấy việc cấp bách của ngài bây giờ là trấn an cảm xúc của các vị lãnh đạo khác trương tề bảo trầm ngâm dây lát hắn cố gắng khắc chế kích động sau đó dùng giọng đại nghĩa nói Trương Tề Bảo có biểu hiện làm cho Vương Tử Quân rất hài lòng. Hắn biết rõ Trương Tề Bảo cũng không phải không có tâm tư cầu tiến, vì người nào trong quan trường mà không muốn vượt sóng tiến lên. Người này có thể nhịn được việc của mình mà nghĩ về đại cục, điều này rất khó có được. Lúc này Vương Tử Quân dù là người nhất ngôn cửu đỉnh trong văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, thế nhưng hắn cũng nên quan tâm đến ý nghĩ của các thành viên khác. Dù sao bây giờ tình thế hỗn loạn, hắn cần có được sự giúp đỡ của nhiều người tề bảo tôi phải cảm ơn anh vương tử quân vỗ vỗ lên vai trương tề bảo rồi nói vương tử quân nói lời này làm cho trương tề bảo cảm thấy vui mừng đồng thời còn có chút thất lạc lúc này hắn chủ động bỏ qua ý nghĩ tiến lên rõ ràng là nói lời tạm biệt với vị trí mà hắn thiết tha mộng tưởng hắn cam lòng bỏ qua vị trí kia sao sau khi tiến chân trương tề bảo thì vương tử quân rời vào trầm ngâm một lát sau cửa mở, lôi yên hồng và nghiêm khâm binh đi vào trong phòng. Tuy đám người này chủ yếu cảm khái sự việc của Hà Kiến Trương, thế nhưng nhìn vào biểu hiện của bọn họ, vương tử quân biết bọn họ đến tìm mình là vì cái gì. Vương tử quân mặc dù có chút bực mình thế nhưng vẫn phải đối mặt. Hà Kiến Trương đã bị bệnh, không còn thích hợp ở lại cương vị, những người khác nhìn vào vị trí của Hà Kiến Trương cũng là bình thường. Vương tử quân không phải là thánh nhân, Sao có thể yêu cầu người ta không màng danh lợi được. Vì vậy Vương Tử Quân trò chuyện cùng Lôi Yên Hồng và Nghiêm Khâm Binh rất ôn hòa, hắn cảm khái bệnh tình của Hà Kiến Trương, cũng quan sát trợ thủ của mình để xem bọn họ cho ra biểu hiện thế nào. Khi trời tối thì Vương Tử Quân kết thúc trò chuyện với hai người Lôi Yên Hồng và Nghiêm Khâm Binh, hắn đi lại trên hành lang trống trải, cảm thấy cực kỳ cảm khái. Ha ha ha, hôm nay có chút không thích hợp, bí thư sầm tìm tôi có việc ngày mai rồi nói sau. Giọng nói của cố tác viêm xuyên thấu qua hành lang truyền vào trong tai vương tử quân. Cố tác viêm cúp điện thoại, vương tử quân nhìn về phía cố tác viêm, lúc này cố tác viêm cũng nhìn thấy vương tử quân, khóe miệng hắn không khỏi vỉnh lên. Cố tác viêm đi về phía vương tử quân rồi nói, chào chủ tịch vương, ngài còn chưa về nhà sao? À, tôi chuẩn bị về nhà, chủ tịch cố không phải còn chưa đi sao? vương tử quân nhìn cố tắc viêm rồi vừa cười vừa nói có vài công tác còn chưa xử lý xong trước kia khi còn chủ tịch hà thì tôi không thấy có vấn đề nhưng bây giờ chủ tịch hà bị bệnh tôi cảm thấy áp lực của mình là quá lớn cố tắc viêm nói đến đây thì không khỏi cảm khái không ngờ chủ tịch hà cực kỳ tinh thần và khỏe mạnh lại đổ bệnh như vậy cũng may không phải là bệnh nặng vương tử quân nhìn thoáng qua cố tắc viêm rồi thản nhiên nói Vương tử quân nói xong thì đi xuống lầu, cố tắc viêm đi theo bên cạnh, hai người cùng sóng vai với nhau. Cổ dương đi theo sau lưng vương tử quân thấy rõ tình cảnh như vậy thì có chút không thoải mái. Mặc dù không có quy định rõ ràng, thế nhưng cấp phó đi với cấp chính thì phải chậm hơn một bước để bày tỏ sự tôn trọng, nhưng lúc này cố tắc viêm lại không có tư thái như vậy. Trước kia cố tắc viêm là người luôn chú trọng lễ tiết, hôm nay làm sao vậy? Khi cổ dương đang buồn bực thì chợt nghe cố tắc viêm nói, chủ tịch vương, bí thư sầm còn có việc, tôi phải đi trước. Buổi tối vương tử quân về nhà thì gặp văn ngư nhi lạnh mặt đi ra, hôm nay hắn bể bộn cả ngày, bây giờ nghĩ đến sự kiện trò chuyện với văn ngư nhi trước đó, thế là không khỏi phất tay định bắt chuyện. Văn ngư nhi đối mặt với nụ cười của vương tử quân thì quay đầu đi về phía bên kia. Vương tử quân đối mặt với tính nết của văn ngư nhi cũng không quan tâm hắn lắc đầu cười rồi sải bước vào nhà tử quân tiểu ngư nhi làm sao vậy hôm nay đến nhà không nói lời nào mà chỉ khóc thôi mạc tiểu bác chờ vương tử quân đi vào nhà rồi dùng giọng kỳ quái nói vương tử quân khoát tay áo nói một đứa bé mà thôi không cần quan tâm nhiều như vậy chỉ là công tác có chút điều chỉnh chính cô ấy không vui nhưng qua một thời gian ngắn thì sẽ tốt lên à chủ tịch hà đã khá hơn chưa mạc tiểu bắc trầm ngâm dây lát rồi hỏi đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng đến bây giờ còn chưa tỉnh lại vương tử quân đứng lên cầm ly trả được mạc tiểu bắc rót sẵn uống vài ngụm sau đó dùng giọng kỳ quái hỏi tin tức này em biết được từ đâu vậy tin này đã truyền khắp văn phòng thư viện tỉnh chúng em mạc tiểu bắc bình tĩnh trả lời vương tử quân mạc tiểu bắc công tác ở thư viện tỉnh đây là một địa phương không mấy quan tâm đến chính trị dù sao thì công nhân viên của thư viện tỉnh cũng không nghĩ xem sau này mình phát triển như thế nào, có biểu hiện cực kỳ bình tĩnh với công danh lợi lộc. Không có tâm tư cầu tiến tất nhiên không quan tâm đến việc thay đổi nhân sự trên tỉnh. Nhưng bây giờ ngay cả thư viện tỉnh cũng biết thông tin này, chỉ sợ cả tỉnh đều đã biết cả rồi. Hiện nay những chuyện thế này được truyền bá quá nhanh. Vương Tử Quân thầm cảm khái một câu mà không nói gì thêm em còn nghe nói lần này chủ tịch hà bị bệnh căn bản không thể nào tiếp tục công tác được nữa mạc tiểu bắc hiểu rõ tác dụng của hà kiến trương với vương tử quân thế nên nói với gương mặt có chút lo lắng vương tử quân nhìn gương mặt của mạc tiểu bắc thì cười nói chỉ cần anh ấy có thể giữ được tính mạng thì xem như may mắn lớn rồi còn việc công tác thì sau này hãng nói mạc tiểu bắc nhìn gương mặt bình tĩnh thoải mái của vương tử quân nàng cảm thấy trong lòng hắn cũng không phải là nghĩ như vậy chỉ là người đàn ông này tình nguyện làm trụ cột cho nàng và tiểu bảo nhi, không muốn cho mình lo lắng mà thôi. Tử quân, em cảm thấy tất cả sẽ khá hơn. 10 giờ tối tin tức tốt truyền đến, Hà Kiến Trương đã tỉnh lại. Vương tử quân thật sự rất vui mừng, ngày hôm sau đi làm xử lý vài công tác khẩn cấp rồi nhanh chóng đến bệnh viện. Hà Kiến Trương đã thay quần áo bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, nhìn qua có vẻ rất tiêu tụy. Nếu như không phải biết rõ thân phận của Hà Kiến Trương, dù là ai cũng không liên hệ một người uể oải không phấn chấn này với vị phó chủ tịch thường vụ Hà Kiến Trương uy phong lẫm liệt của tỉnh Mật Đông. Hà Kiến Trương thấy Vương Tử Quân thì nở nụ cười, vợ của Hà Kiến Trương nhanh chóng rót nước cho Vương Tử Quân. Trương 1901 một trao đổi bị động. Đám người bốn phía biết chủ tịch và phó chủ tịch thường vụ có chuyện cần nói với nhau, thế nên nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh hà kiến trương nhìn thoáng qua vương tử quân rồi khẽ nói chủ tịch vương lần này tôi bệnh không đúng lúc vương tử quân nhìn về phía hà kiến trương rồi cười cười nói chủ tịch hà bây giờ anh không nên nghĩ nhiều như vậy thực tế bệnh này phát hiện sớm tốt hơn muộn anh nói xem có đúng không đúng vậy nhưng nó lại đến không đúng lúc hà kiến trương nhìn vương tử quân rồi dùng giọng không chút che giấu nói lúc này là thời điểm quan trọng của chủ tịch sức khỏe của tôi lại xảy ra vấn đề ôi ngay cả tôi còn muốn theo ngài công tác cho tốt thế nhưng bây giờ thì tốt quá rồi chỉ sợ sẽ cung cấp cho người ta cơ hội cực kỳ tốt vương tử quân nâng ly lên uống một ngụm rồi cười nói chủ tịch hà anh muốn nói gì thì tôi hiểu rõ nhưng anh yên tâm tôi có thể gánh vác được những chuyện này chủ tịch tôi tin tưởng năng lực của ngài hà kiến trương nói đến đây thì khẽ nói nhưng tôi cảm thấy vấn đề này căn bản là không tốt từ khi tỉnh lại tôi vẫn nghĩ về vấn đề của mình, nếu như tôi có thể phát bệnh muộn 2 năm, đợi đến khi chủ tịch Trương Tề Bảo có lý lịch, tất cả không là vấn đề. Thế nhưng bây giờ lý lịch của Trương Tề Bảo là không đủ, chưa nói đến phương diện tiếp nhận vị trí của tôi, dù là tiếp nhận vị trí của Cố Tác Viêm cũng có vấn đề. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng có suy xét về những gì Hà Kiến Trương vừa nói. "Chủ tịch, tôi cảm thấy ngài nên đẩy chủ tịch Trương bản tiến tiến lên." còn vị trí của anh ấy, ngài không cần quan tâm. Hà Kiến Trương nói đến đây thì trầm ngâm dây lát, sau đó lại nói, nếu như bí thư sầm không thèm quan tâm đến vị trí của Trương Bản Tiến, như vậy có thể cho bí thư Lý đổi vị trí. Hà Kiến Trương nói đến bí thư Lý, chính là bí thư ủy ban tư pháp Lý Trinh Siêu. Lúc này Hà Kiến Trương cho ra lời đề nghị với Vương Tử Quân, chính là muốn giữ lại vị thế của mình ở ủy ban nhân dân tỉnh. Nếu như có thể đổi vị trí chủ tịch mặt trận tổ quốc của Trương Bản Tiến lấy phó chủ tịch thường vụ, như vậy thì quá tốt. Nếu như không được, Hà Kiến Trương đề nghị đổi vị trí bí thư ủy ban tư pháp và phó chủ tịch thường vụ. Vị trí của Lý Trinh Siêu là quan trọng, sầm vật cương hẳn là có ý nghĩ với vị trí của Lý Trinh Siêu. Tuy điều chỉnh như vậy sẽ làm cho lực lượng của Vương Tử Quân co rút lại, thế nhưng lại đảm bảo quyền lên tiếng của Vương Tử Quân ở ủy ban nhân dân tỉnh. Hà Kiến Trương đang mang bệnh còn có thể suy nghĩ cho Vương Tử Quân, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân cảm động. Hắn gật đầu nói, thật ra tôi cảm thấy đưa vị trí phó chủ tịch thường vụ cho sầm vật cương cũng không phải là chuyện gì lớn. Hà Kiến Trương nhìn bộ dạng hời hợt của Vương Tử Quân, hắn biết rõ vị chủ tịch tỉnh này cực kỳ tự tin, biết đâu tự tin là tư chất tự nhiên của Vương Tử Quân. Hắn nhìn nụ cười nhàn nhạt của Vương Tử Quân, thế là không khỏi nghĩ đến tình cảnh vị chủ tịch này năm xưa một mình đến mật đông. Đúng vậy, thực tế thì Vương Tử Quân có thể vẫn là người chủ đạo hướng đi của Ủy ban Nhân dân tỉnh, người này chủ yếu là dựa vào năng lực của bản thân mình. Mình ở bên cạnh Vương Tử Quân tuy có vị trí quan trọng, thế nhưng thực tế chỉ là một tồn tại cao cấp ở bên cạnh Vương Tử Quân mà thôi. Hà Kiến Trương nghĩ như vậy mà không khỏi cười nói, chủ tịch nói rất đúng, chỉ cần còn có ngài, Tôi cảm thấy phía Ủy ban nhân dân tỉnh không thể bùng lên con sóng gì lớn. Vương Tử Quân nâng ly lên uống một ngụm rồi nói tiếp, "Chủ tịch Hà, bệnh đến như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, khoảng thời gian này anh cứ an tâm dưỡng bệnh, tôi sẽ căn cứ vào ý kiến của anh mà trò chuyện với bí thư Sầm." Hà Kiến Trương nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, hắn khó thể ném đi hết lo lắng trong lòng. Hắn tuy có ý tưởng tốt, thế nhưng bây giờ Sầm Vật gương không còn như trước. Nếu như tin tức sầm vật cương tiến lên một bước còn chưa được truyền đến, như vậy bí thư Sầm sẽ tình nguyện đạt đến thế cục bây giờ với Vương Tử Quân, nhưng bây giờ tin tức kia càng thêm nặng nề, có xu hướng ván đóng thuyền. Bí thư Sầm còn có thể thỏa mãn với một vị trí phó chủ tịch thường vụ nữa không? Sau khi an ủi Hà Kiến Trương một phen thì Vương Tử Quân rời khỏi phòng bệnh. Khi hắn hỏi thăm giám đốc Mã về tình hình bệnh của Hà Kiến Trương, lúc này Phương Anh Hồ từ đầu hành lang đi đến khi thấy vương tử quân thì nhanh chóng tiếp cận chủ tịch vương tôi biết ngài đến nên đặc biệt đến chào hỏi phương anh hồ nhìn vương tử quân rồi vừa cười vừa nói lúc này hà kiến trương đã tỉnh vì vậy có nhiều người đến thăm dù sao hà kiến trương cũng không phải bị bệnh nan y không ảnh hưởng đến nụ cười của đám người này vương tử quân bắt tay phương anh hồ rồi nói thư ký trưởng anh đến khi nào vậy tôi vừa mới đến Bí thư sầm hôm nay tiếp kiến khách đến từ nước Mỹ, yêu cầu tôi thay mặt đến thăm chủ tịch Hà, để xem chủ tịch Hà bên này có cần gì hay không. Phương Anh Hồ cung kính đứng ở phía đối diện với Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân có cảm giác không tệ với Phương Anh Hồ, người này ít nhất cũng có phẩm hạnh tốt, thế nên cười nói, chủ tịch Hà đã khá hơn, rõ ràng là có phúc bình an. Đúng vậy, chủ tịch Hà bị bệnh là lời cảnh báo cho chúng ta? người một khi đã cao tuổi thì nên chú ý sức khỏe. Phương Anh Hồ nói rồi lại cảm khái. Dù sao thì Phương Anh Hồ cũng là thư ký trưởng của Sầm Vật Cương, Vương Tử Quân và người này cũng không có gì để nói. Vì vậy sau khi nói vài câu thì Phương Anh Hồ đi về phía phòng bệnh của Hà Kiến Trương. Vương Tử Quân từ bệnh viện quay về thì tham gia hai hội nghị, khi có chút thời gian nhàn rỗi thì gọi điện thoại cho Thạch Kiên Quân, muốn thông báo với Thạch Kiên Quân về sự kiện lần này dù thế nào thì người khống chế cuối cùng cũng là ban ngành lãnh đạo thượng cấp thạch kiên quân bên kia vẫn bận rộn nhiều việc dù sao thì hắn cũng vừa mới tiến vào đơn vị hơn nữa lại là một đơn vị quan trọng nhất của trung ương không biết có bao nhiêu vấn đề nhân sự cần phải giải quyết trưởng ban thạch bây giờ cần phải giải quyết nhiều việc hơn nữa còn có nhiều người nhìn chằm chằm vào ban ngành này sau khi nói hai câu thì thạch kiên quân khẽ nói tử quân Tôi nghe nói chủ tịch Hà Kiến Trương đổ bệnh có phải không? Chưa đến một ngày mà ngay cả Thạch Kiên Quân cũng đã biết, Phương Tử Quân không khỏi cảm khái, đồng thời khẽ nói chủ tịch Hà thật sự có chút không khỏe. À, Hà Kiến Trương phối hợp với anh rất tốt, anh ấy đổ bệnh thì anh nên tính toán cho tốt. Thạch Kiên Quân nói đến đây thì do dự dây lát rồi nói, lúc này lãnh đạo tôn trọng ý kiến của tỉnh Mật Đông, tôi cảm thấy anh ở sự kiện này nên liên hệ tốt với bí thư sầm vật gương. Chỉ khi nào hai anh tạo nên sự nhất trí thì tôi mới dễ làm những công tác còn lại. Chương 1902 trao đổi bị động. Đạt thành nhất trí với sầm vật gương, Vương Tử Quân khẽ chấp mắt, hắn biết rõ chuyện bây giờ là sầm vật gương nắm thế chủ động, hắn muốn nhất trí với sầm vật gương cũng không dễ dàng gì. Nhưng Thạch Kiên Quân nói như vậy thì cho dù thế nào cũng phải thực hiện theo đúng như vậy. Dù sao thì hắn cũng có quan hệ không tệ với Thạch Kiên Quân. Thế nên Thạch Kiên Quân cho ra sự trợ giúp rất lớn. Hai người nói chuyện thêm vài phút, sau đó Thạch Kiên Quân cúp điện thoại. Sau khi đặt điện thoại xuống thì Vương Tử Quân chỉ nghĩ đến những lời nói của Thạch Kiên Quân, việc cấp bách của hắn lúc này là đạt thành nhất trí với Sầm Vật Cương, hoặc là cùng Sầm Vật Cương đạt thành hiệp nghị ở sự kiện Hà Kiến Trương, nếu không thì phải động vào Bí thư Lâm. Trong sự kiện này nếu như Lâm Trạch Viễn mở miệng thì căn bản còn lợi hại hơn Vương Tử Quân nói rách miệng. Thế nhưng mấu chốt là khi hy vọng càng cao thì Lâm Trạch Viễn càng ít khi cho ra chỉ thị ở sự việc cụ thể. Nhưng Lâm Trạch Viễn cũng rất ít khi trợ giúp trực tiếp cho Vương Tử Quân. Tất nhiên Vương Tử Quân biết rõ đây là Lâm Trạch Viễn đang khảo nghiệm mình, nếu như bây giờ mình nhịn không được, như vậy sẽ gây bất lợi cho sự phát triển sau này. Xem ra vẫn phải tìm Sầm Vật Gương nói chuyện cái đã. Lúc này trong phòng làm việc của Sầm Vật Gương cố tắc viêm đang vừa uống trà vừa trò chuyện với sầm vật cương. Hắn là một người luôn theo sát bên cạnh sầm vật cương, tuy hắn có vị trí khá nhạt bên phía ủy ban nhân dân tỉnh, thế nhưng hắn lại cực kỳ có thể diện ở chỗ sầm vật cương. Bí thư sầm, khoảng thời gian này khôn biết chủ tịch vương còn lợi hại như năm xưa hay không, cũng không biết dưới tình huống này còn có thể chống đỡ được không. Cô Tác viêm căn bản không cần che giấu định ý với vương tử quân trước mặt sầm vật cương, lời nói ra khỏi miệng cũng rất cay nghiệt. Sầm vật cương nở nụ cười uống trà, phần lớn thời gian lão đều là lắng nghe, lúc này nghe thấy cố tắc viêm nói lời quá mức thì mới mở miệng, anh đấy, có năng lực nhưng miệng mồm lại không ra gì. Dù gì thì chủ tịch tử quân cũng là lãnh đạo của anh, anh nói chuyện cần phải chú ý nhiều hơn. Bí thư, ngài phê bình là tốt với tôi, tôi biết rõ điều này, đây không phải là tôi muốn phát tiết một chút trước mặt ngài sao tôi luôn là người không che đậy miệng ở chỗ của ngài, nghĩ đến đây nói đến đó, nếu không thì tôi cũng không phải là người nổi tiếng nói thật ở tỉnh Mật Đông này. cố tác viêm rõ ràng nắm chặt tính tình của sầm vật cương, thế nên cố ý lớn tiếng nói. Sầm vật cương cười cười, lão nhìn thoáng qua cố tác viêm rồi nói, chủ tịch cố, chủ tịch hà sinh bệnh thì tôi cũng rất đau buồn. Ôi! Một đồng chí khổ sở nhiều năm như vậy đến bây giờ còn chưa từng nói mệt mỏi, thật sự là quá liều mạng công tác, lần này lại ngã xuống khi còn ở trên cương vị. Bây giờ phía ủy ban nhân dân tỉnh khá dối, chủ tịch phương bận rộn không chịu nổi, anh làm cấp phó thì nên đảm đương thay cho chủ tịch phương. khi cần đảm đương thì nhất định phải đảm đương, anh có hiểu không? Dũng cảm đảm đương đôi khi lại có ý nghĩa khác, cố tắc viêm cười cười nói với sầm vật gương bí thư sầm, tôi hiểu rõ điều này. Cố tắc viêm nói đến đây thì trầm ngâm dây lát rồi nói, bí thư, Tôi cảm thấy nếu cứ mãi để cho thư ký trưởng phương ở văn phòng tỉnh ủy cũng không phải quá hay, càng nên để anh ấy tiến bước, nhất định phải có kinh nghiệm ở nhiều cương vị. Ngài cảm thấy cho anh ấy đến công tác ở ủy ban nhân dân tỉnh có phù hợp hay không? Sầm vật cương căn bản rất thỏa mãn với một người là quản gia văn phòng tỉnh ủy như Phương Anh Hồ, cũng không phải dễ dàng tìm người phù hợp để thay thế. Nhưng cố tác viêm nói lại khá đúng, dù thế nào thì cũng phải đẩy Phương Anh Hồ đi ra, có kinh nghiệm nhận chức ở nhiều vị trí là rất quan trọng với Phương Anh Hồ. Đồng thời nếu như Phương Anh Hồ là phó chủ tịch thường ủy như vậy vị trí thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy sẽ để chống mà vị trí này thì dù là vương tử quân hay là lãnh đạo thượng cấp cũng phải tôn trọng ý kiến của Sầm Vật Cương. Dù sao thì thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy cũng là thư ký cho bí thư tỉnh ủy. Trong đầu Sầm Vật Cương lóe lên vài ý nghĩ, lão chợt cười nói, chủ tịch cố mong anh giúp đỡ cho thư ký trưởng anh hồ nhiều hơn. Điều này mong bí thư cứ yên tâm, cố tác phim càng tỏ ra vui vẻ hơn. Đối với Văn Thành Đồ thì ai trở thành phó chủ tịch thường vụ thì cũng không phải là việc có thể suy xét. Hắn đang suy nghĩ mình muốn có chỗ tố cho mình trong sự kiện này thì phải theo sát tiến độ của bí thư sầm, tuyệt đối không nên để cho bí thư sầm có ý kiến với mình. Nhưng Văn Thành Đồ tin tưởng bí thư sầm sẽ không có ý kiến với mình, dù sao thì khoảng thời gian gần đây mình luôn có biểu hiện vâng lời hầu như luôn theo sát tiến độ của bí thư sầm thật lòng thì văn thành đồ thích nhìn những chuyện như hiện tại phát sinh hắn và kiến trương không có giao tình gì đặc biệt hơn nữa hắn còn có tâm tư giấu kín khó nói ra đó là có vài phần ghen ghét hà kiến trương tất nhiên văn thành đồ không dám biểu hiện sự ghen ghét này ra ngoài hà kiến trương mặc dù có vị trí ở phía dưới hắn trong danh sách thường ủy tỉnh ủy Thế nhưng dù là phạm vi quản lý hay uy tín trong Thường ủy vẫn vượt xa hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Nhưng cho đến nay thì Văn Thành Đồ chỉ dám giấu cảm giác không thoải mái của mình vào trong lòng. Lúc này Hà Kiến Trương vừa mới bị bệnh, không lâu sau sẽ vì nguyên nhân sức khỏe mà lui ra, điều này làm cho hắn cảm thấy trong lòng cân đối hơn. Nếu là trước kia Văn Thành Đồ tuyệt đối sẽ muốn tính toán cho mình một chút, nhưng bây giờ hắn nghĩ đến tình thế hiện tại, hắn xác định cho mình một con đường, đó là theo sát tiến độ của bí thư sầm. Được mất vào lúc này không quan trọng với hắn, chủ yếu là thắng lợi ở phương diện đại cục. Vương tử quân bây giờ có lẽ đang cực kỳ đau đầu. Văn Thành đồ nghĩ đến phản ứng của vương tử quân mà không biết vì sao lại nghĩ đến con gái của mình. Vài ngày qua con gái có biểu hiện làm cho hắn tức giận, nhưng sau cảm giác tức giận thì có chút đau lòng. Văn Ngư Nhi dù thế nào cũng là con gái của Văn Thành Đồ, hắn không thể không quan tâm được văn thành đồ hoan nghênh việc điều chỉnh văn ngư nhi đến tỉnh đoàn công tác trước đó hắn ngẫu nhiên nghe nói con gái trong trắng của mình công tác ở gần bên vương tử quân thế là cảm thấy cực kỳ bực mình ăn cơm cũng không ngon dù hắn tin tưởng con gái văn ngư nhi tài sắc vẹn toàn của mình là công chúa không lo việc gả ra ngoài thế nhưng những lời nói lung tung chung quanh cũng ảnh hưởng đến thanh danh của con gái mình hà kiến trương điều động văn ngư nhi đến tỉnh đoàn là một việc công đức vô lượng nhưng không biết vì sao nha đầu văn ngư nhi kia mỗi ngày đều khóc lóc khổ sở điều này làm cho văn thành đồ nhìn vào và cảm thấy tức giận nhưng dù có tức giận thì văn thành đồ cũng không dám ồn ào chỉ sợ ồn ào lên càng không hay văn ngư nhi kia không phải thật sự có ý với vương tử quân đấy chứ ý nghĩ này vừa xuất hiện thì đã bị văn thành đồ áp chế hắn không tin đây là sự thật Tất nhiên hắn cũng không muốn tin đây là sự thật. Chương 19011 nên vứt bỏ phải vứt bỏ, nên hy sinh phải hy sinh. Những ngày qua Văn Thành Đồ luôn bực mình vì Văn Ngư Nhi, thế nhưng cũng không phải không nghĩ về con gái. Hắn chỉ tức giận với con gái, chính xác là oán trách, bên trong cảm giác tức giận là tình cảm yêu thương. Trong ký ức của hắn thì Snow gái tức giận người nào đó thì chỉ biết khóc mà thôi, giống như một cơn mưa mùa hạ sẽ nhanh chóng tiêu tán. Văn Thành Đồ trước hết phát hiện khi mà cảm xúc của con gái có sự biến hóa thì luôn có hai mắt đẫm lệ, nhưng cũng nhanh chóng dừng khóc, vẻ mặt lạnh như băng, hai mắt lạnh như gió mùa đông làm cho người ta cảm thấy lạnh buốt. Thế nên mỗi lần có biểu hiện như vậy thì hắn biết rõ đứa con gái vô tư của mình đang gặp phải chuyện gì đó rất thương tâm. Ngày hôm qua Văn Thành Đồ muốn nói chuyện với Văn Ngư Nhi trên bàn cơm, không ngờ con gái giống như sợ người khác phát hiện ra âm thanh nức nở của mình thế là không nói câu nào mà ngửa đầu bước ra khỏi nhà văn thành đồ nhìn rõ biểu hiện của con gái chỉ sợ mình nói thêm vài câu sẽ làm tâm can của con gái bảo bối rất đau lòng thế là nước mắt nín nhịn từ lâu sẽ hòa ra như nước vỡ đê văn thành đồ và vợ đưa mắt nhìn nhau không dám nói thêm câu nào con gái của văn thành đồ có tính cách thẳng thắn là một cô gái tốt thường giúp đỡ mọi người không cần trang điểm vẫn đẹp như mây trên cao căn bản là một cô công chúa lương thiện Rốt cuộc là tên khốn nào làm cho nàng đau lòng như vậy? Chẳng lẽ là Vương Tử Quân, hay là vì điều chỉnh công tác, biết đâu mình lên tiếng ở hội nghị thường ủy làm phiền Hà tới Văn Ngư Nhi. Văn Thành đồ muốn giải thích với con gái về điều này, nói rằng bố cũng là bất đắc dĩ mà thôi, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng hắn sợ nói như vậy thì con gái sẽ khóc lớn hơn, Tiểu Ngư Nhi là một cô gái cảm tính, căn bản là không chịu được uất ức. Văn Thành đồ nghĩ đến đây và cảm thấy thật sự rất sốt ruột. Tiểu Ngư Nhi ơi là Tiểu Ngư Nhi, con đúng là sầu khổ làm hại bố rồi. Bí thư Văn, bí thư sầm mời ngài đi qua. Thư ký khẽ gõ cửa đi vào, sau đó khẽ lên tiếng báo cáo. Sau khi nghe lời kêu gọi của bí thư sầm, Văn Thành đồ đành phải áp chế những suy nghĩ miên man của mình. Hắn trầm ngâm dây lát rồi nói với thư ký tôi biết rồi. Tuy Văn Thành Đồ có biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng hắn không dám chủ quan với lời kêu gọi của sầm vật cương. Hắn sửa sang lại trang phục rồi đi về phía phòng làm việc của sầm vật cương. Lần này bí thư sầm tìm mình có phải là vì vấn đề nhân sự hay không? Dù sao thì Hà Kiến Trương cũng đã bị bệnh, không thể nào tiếp tục tại vị công tác được nữa, tin chắc là bí thư sầm sẽ phải tìm người bổ khuyết. Nếu như mình lúc này mang theo một nhân tuyển nào đó đi đến, bí thư sầm có lẽ sẽ không đến mức không nể mặt mình nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên thì đã bị văn thành đồ chối bỏ bây giờ mình mới xem như đứng vững chân trong nhóm người của sầm vật cương nếu như mình có biểu hiện nóng vội có phải là chỉ vì cái trước mắt hay không chỉ sợ như vậy sẽ làm cho sầm vật cương phản cảm văn thành đồ lập tức hạ quyết tâm hắn toàn tâm toàn ý đi theo ý kiến của sầm vật cương hắn gõ cửa phòng làm việc của sầm vật cương lúc này sầm vật cương đang xem văn kiện sau khi Văn Thành Đồ đi vào thì Sầm Vật Cương khoát tay nói: "Bí thư Văn, anh đến đây đi, mời ngồi." Trước kia Văn Thành Đồ đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương thì có được đãi ngộ rất tốt. Chưa nói đến những thứ khác, ví dụ như động tác của Sầm Vật Cương, mỗi lần Văn Thành Đồ đến thì Sầm Vật Cương đều đứng lên chào hỏi. Thế nhưng bây giờ Sầm Vật Cương cũng không thèm đứng lên, Văn Thành Đồ cũng không nổi giận, điều này nói vị trí của mình trong lòng Sầm Vật Cương có sự biến đổi nói trắng ra thì bí thư sầm có tư thái này với mình sẽ có ý nghĩa gì rõ ràng là bí thư sầm không xem mình là người ngoài bí thư thành đồ công tác tuy quan trọng nhưng cũng cần phải chú ý sức khỏe vì sức khỏe là tiền vốn của cách mạng sầm vật cương chờ thư ký đi vào rót trà xong đóng cửa đi ra thì khẽ nói với văn thành đồ văn thành đồ gật đầu nói bí thư nói rất đúng chủ tịch hà đổ bệnh làm cho tôi thêm hoảng sợ Vốn tưởng rằng sức khỏe của mình rất tốt, bây giờ mới thấy căn bản là thiếu rèn luyện. Văn Thành Đồ nói đến đây rồi nhanh chóng nhìn thoáng qua Sầm Vật Cương, sau đó lại khẽ nói, "Chủ tịch Hà nếu có sức khỏe tốt hơn một chút thì sẽ không có vấn đề gì vào lúc này." "Ôi, chủ tịch Hà bị bệnh quá đột nhiên, thật sự làm cho tôi cảm thấy có chút vội vàng không chuẩn bị kịp." Sầm Vật Cương cảm thán vài câu về bệnh tình của Hà Kiến Trương, sau đó lại nói tiếp, Chúng ta nên hấp thu bài học trong sự kiện này, thế nhưng điều quan trọng nhất là chủ tịch Hà đổ bệnh làm cho khối công tác của anh ấy không có người quản lý, điều này làm cho trọng trách của chủ tịch Vương là khá nặng nề. Chỉ sợ nếu như Vương Tử Quân mà đổ bệnh thì ngài phải là người cực kỳ vui sướng mới đúng. Văn Thành Đồ có suy nghĩ xấu xa như vậy, thế nhưng ngoài miệng lại nói, đúng vậy, chủ tịch Vương bây giờ có áp lực công tác không nhỏ đặc biệt là bây giờ tỉnh mật đông đang ở vào giai đoạn chuyển biến từng ngày nếu như không có một ban ngành có lực lượng mạnh chỉ sợ chủ tịch phương bên kia văn thành đồ không nói chỉ sợ cái gì thế nhưng sầm vật cương lại giống như quên mất điều này bí thư văn hôm qua tôi có liên hệ một chút với lãnh đạo thượng cấp lãnh đạo căn bản cực kỳ khẳng định công tác của tỉnh mật đông đặc biệt là lãnh đạo còn nói mật đông có một ban ngành có khả năng dưới tiền đề như vậy tôi cho rằng chúng ta không nên xuất hiện bất kỳ sai lầm nào trong sự kiện này sầm vật cương nói đến đây thì nhìn văn thành đồ lần này tôi gọi anh đến là muốn anh liên hệ với trưởng phòng quân để cử một người có thể đẩy mạnh sự phát triển của tỉnh mật đông là một vị phó chủ tịch có thể giúp đỡ tốt nhất cho chủ tịch vương sầm vật cương nói bốn chữ hỗ trợ tốt nhất cực kỳ cường điệu điều này làm cho văn thành đồ cảm thấy sự coi trọng của bí thư sầm với bốn chữ này là thế nào Văn Thành Đồ đã sớm nghĩ đến vấn đề này, không ngờ lại suy nghĩ trên góc độ của sầm vật cương. Hắn tin tưởng bây giờ chỉ cần bí thư sầm mở miệng hỏi, mình có thể cho ra một câu trả lời cực kỳ thỏa mãn. Vì vậy Văn Thành Đồ trầm ngâm dây lát rồi khẽ nói, bí thư sầm, tôi cảm thấy chủ tịch cố trẻ trung khỏe mạnh, đặc biệt là quen thuộc phát triển kinh tế mật đông, nếu để cho anh ấy tiến lên, như vậy nhất định là trợ thủ đắc lực cho chủ tịch tử quân trợ thủ đắc lực nhất cho vương tử quân vào lúc này rõ ràng không phải là cố tắc viêm. Văn Thành đồ thầm nghĩ như vậy thế nhưng gương mặt lại rất nghiêm túc giống như những lời của mình vừa nói là sự thật. chương 1901 hai nên vứt bỏ phải vứt bỏ, nên hy sinh phải hy sinh. Sầm vật cương căn bản nắm chắc ý nghĩ của Văn Thành Đồ, mà Văn Thành Đồ lúc này cũng không làm cho lão thất vọng. Nhưng lão vẫn làm ra vẻ khó xử nói, chủ tịch Cố là người có năng lực công tác mạnh mẽ, đủ nhiệt tình, điều này thực tế là khó có được. Nhưng anh ấy, nói như thế nào đây nhỉ, căn bản là khá qua loa đối với những việc nhỏ nhặt, tôi cảm thấy vì để cho ban ngành vận hành tốt, cần phải phối hợp thêm một trợ thủ nữa. Làm một người đứng đầu ban ngành thì bình luận về một thành viên cũng không là vấn đề, rất bình thường mà thôi nhưng sau khi nghe sầm vật cương bình luận như vậy về cố tắc viêm, Văn Thành đồ thầm nghĩ nếu như vương tử quân nghe được cũng không biết sẽ có phản ứng gì, vì bí thư sầm xem như thật sự toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho vương tử quân. Văn Thành đồ nhanh chóng suy nghĩ, hắn xem xét ý nghĩ của sầm vật cương, cẩn thận lục soát, sau đó tìm ra được hương vị của nó. Ý nghĩ của sầm vật cương là quá rõ ràng rồi, trong sự kiện này cảm thấy một vị trí phó chủ tịch thường vụ là chưa đủ, còn muốn nhét cả vị trí phó chủ tịch thường ủy vào trong ngực mình. Một khi hai vị trí này đều thuộc về Sầm Vật Cương, hơn nữa với sự cường thế của Sầm Vật Cương vào lúc hiện tại, chỉ sợ quyền lên tiếng của Chủ tịch Vương phía Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ bị chèn ép rất mạnh. Lúc này Văn Thành Đồ trên cơ bản đã đoán được Sầm Vật Cương muốn cho ai tiếp nhận vị trí phó chủ tịch thường ủy kia. Một người cầu thả phải thêm một người cẩn thận. Sau khi suy xét câu nói của Sầm Vật Cương, Văn Thành Đồ nhanh chóng nghĩ đến một người. Hắn nghĩ đến kết quả sau khi sắp xếp người này, thế là không khỏi cảm thấy có vài phần bội phục Sầm Vật Cương. Khi Văn Thành Đồ chuẩn bị nói ra người này, lời lên bên miệng thì lại cười nói, "Bí thư Sầm, tôi cảm thấy trưởng phòng Uông phòng tổ chức là người cẩn thận, nếu như có thể để anh ấy tiến lên, có lẽ là là quần anh tụ hội." Uông Thanh Minh phòng tổ chức, đây là chuyện căn bản không thể. Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy Quyền lực quan trọng cần phải nắm là nhân sự, Uông Thanh Minh rõ ràng là một khâu quan trọng nhất của quyền lợi nhân sự tỉnh mật Đông. Đừng nói là trung phó thần tỉnh, cho dù là phó chủ tịch thường vụ thì Uông Thanh Minh cũng không thèm. Gương mặt sầm vật gương khá nghiêm túc, lão lắc đầu nói, trưởng phòng Uông thật sự là nhân tuyển tốt, thế nhưng công tác của phòng tổ chức bên kia quá bận, khó thể thoát thân được. Tôi cũng biết là như vậy, Văn Thành Đồ thầm cảm khái. Hắn bày ra bộ dạng khó xử nói, bí thư, người cẩn thận tuy còn khá nhiều, thế nhưng nếu muốn phối hợp không một khe hở với chủ tịch cố thì lại không nhiều. Nếu như trưởng phòng uông không thích hợp, như vậy chỉ còn một người khác phù hợp với chức vụ này, thế nhưng tôi chỉ sợ bí thư không nỡ buông tay mà thôi. Ôi, chỉ cần có lợi cho công tác, tôi đều có thể cho người ấy tiến lên. Gương mặt sầm vật cương lộ ra nụ cười, lão vung tay lên dùng giọng cực kỳ tự tin nói với Văn Thành Đồ lúc này văn thành đồ cũng không giấu giếm nữa hắn khẽ nói bí thư sầm ngài cảm thấy thư ký trưởng như thế nào anh ấy là người công tác cẩn thận đây là một người nổi tiếng trong số các thường ủy tỉnh ủy hay cho bí thư văn anh còn có ý với cả thư ký trưởng ôi xem ra tôi phải tìm một thư ký trưởng mới rồi sầm vật cương cảm khái không khỏi làm cho văn thành đồ sinh ra ý nghĩ hèn mọn thầm nghĩ ngài thật sự là có lợi còn than thở nếu như ngài không muốn thì hoàn toàn có thể nhờ văn thành đồ tôi đến hỗ trợ. Vương tử quân đi ra khỏi phòng làm việc của sầm vật cương vào lúc 10 giờ lẻ năm. Hắn tiến vào trong phòng làm việc của sầm vật cương lúc 9 giờ 50, nói cách khác thì hắn chỉ ở trong phòng làm việc của sầm vật cương 15 phút mà thôi. Lần này vương tử quân đến phòng làm việc của sầm vật cương chủ yếu là nói rõ ý nghĩ của mình ở sự kiện này, thế nhưng hắn không ngờ sầm vật cương cũng không muốn cùng mình bàn bạc quá nhiều hai người hỏi han một chút về tình hình của Hà Kiến Trương, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói đến chuyện công tác của Hà Kiến Trương. Vương Tử Quân không cảm thấy bất ngờ với đề cử cố tác viêm tiến lên thay thế Hà Kiến Trương. Khi nói đến cố tác viêm, Vương Tử Quân căn bản có cho ra vài lời khẳng định. Thế nhưng khi hắn đẩy trương bản tiến tiếp nhận vị trí của cố tác viêm, sầm vật cương lại đề cử Phương Anh Hồ nhìn từ phương diện lý lịch thì phương anh hồ làm thường ủy tỉnh ủy thời gian dài hơn cả trương bản tiến hơn nữa người này còn là thư ký trưởng lực ảnh hưởng rất lớn nhưng một khi phương anh hồ làm thư ký trưởng tiến vào ủy ban nhân dân tỉnh vương tử quân biết rõ mình sẽ mất đi quyền lực một khi phó chủ tịch thường vụ và phó chủ tịch thường ủy kết hợp với nhau hơn nữa lại có được sự coi trọng của sầm vật cương như vậy trong ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xuất hiện xu thế khác vương tử quân căn bản không cho phép tình huống này xảy ra. Vì vậy vương tử quân căn bản chối bỏ ý kiến của sầm vật cương, tất nhiên lời nói của hắn rất có kỹ xảo, là vì vị trí của Phương Anh Hồ rất quan trọng, nên để cho Phương Anh Hồ tiếp tục làm thư ký trưởng. Nhưng sầm vật cương vất vả lắm mới có được cơ hội như thế này, lão nào chịu đơn giản bỏ qua. Vì vậy sầm vật cương nói thư ký trưởng Phương tuy dùng thuận tay thế nhưng vì sự phát triển của mật đông, cũng phải có chút ý thức đại cục, nên vứt bỏ thì vứt bỏ nên hy sinh thì hy sinh tuy sầm vật cương nói những lời này có cảm giác khá khôi hài thế nhưng ai có thể cười được sau khi vương tử quân và sầm vật cương nói hai câu tranh chấp hai người không nói gì thêm hai người bọn họ đều biết rõ tranh chấp này phải có một bên nhượng bộ bây giờ tình huống là dương cung bạt kiếm thế nhưng lại không ai chịu nhượng bộ vương tử quân không muốn lui bước cũng không thể lui bước lúc này nếu như hắn lùi bước nhượng bộ, như vậy sẽ không còn chỗ nào để lùi. Sầm vật cương căn bản là người gây sự, người này có được ưu thế cũng không bao giờ chịu nhượng bộ. Chủ tịch Vương, bác sĩ nói bệnh tình của chủ tịch Hà đã chuyển biến tốt đẹp hơn. Vương tử quân quay lại phòng làm việc thì cổ dương khẽ nói. Vương tử quân khẽ gật đầu, hắn cũng không nói lời nào. Trong lòng nghĩ đến vấn đề của Hà Kiến Trương Trong sự kiện này Hà Kiến Trương có quyền lợi đề cử thế nhưng tác dụng của quyền lợi này là không lớn. Khi cổ dương không biết phải làm sao thì vương tử quân cảm thấy có chút quẫn bách, hắn trầm ngâm dây lát rồi nói với cổ dương, cậu sắp xếp một chút, tôi muốn đến thăm chủ tịch hà. Khi cổ dương đóng cửa lại rời đi, vương tử quân nhìn về phía cửa sổ, tuy bên ngoài còn chưa có tuyết rơi nhưng bầu không khí càng lạnh lẽo khô giáo. Khi nào thì thời tiết mới dễ chịu hơn một chút. Vương Tử Quân ngồi trên ghế sa lông rồi tiện tay cầm báo lên đọc. Đây là nhật báo Mật Đông, Vương Tử Quân lật qua lật lại, sau đó nhìn vào trang quảng cáo, căn bản chỉ thấy những tòa nhà ở thành phố Linh Long. Tuy chuyên gia tuyến trên nói điều này rất bình thường, thế nhưng lúc này tốc độ phát triển của sản nghiệp bất động sản ở Linh Long đã là quá lớn, cũng nói giá nhà không lên quá cao. Thế nhưng không có mấy quần chúng tin vào điều này, dù sao thì bây giờ có không ít người xem báo và suy nghĩ ngược lại như vậy cũng không tính là bi ai. Vương tử quân nhìn giá cả nhà đất ở Linh Long, trong đầu hắn lóe lên hào quang. Hình như sang năm chính là thời điểm khủng hoảng giá nhà đất, đại biểu cho nguy cơ lần này chính là giá cả nhà đất ở nước ngoài sụt giảm nghiêm trọng. Khi đó bọn họ có thể chống đỡ được qua mùa xuân thì là rất tốt rồi. Trường 1902, một ép tôi xuất thủ. Vương tử quân nhìn bài viết về thành phố Linh Long, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Hắn cảm thấy với năng lực của mình hiện tại, căn bản giải quyết nguy cơ lần này là chuyện cực kỳ khó khăn. Nếu như nguy cơ sẽ phát sinh, như vậy nên cố gắng làm cho nó nhỏ bớt đi một chút. Nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nếu là trước kia Vương Tử Quân còn không có được quyết tâm như vậy, nhưng tình thế bây giờ giống như tên đã lên dây, khó thể nào không bắn khi vương tử quân đang suy nghĩ đến nhiều phương diện thì điện thoại vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại, Trương Tề Bảo ở bên kia trầm giọng nói, Chủ tịch Vương, bây giờ ngài có rảnh không? Tôi có chuyện cần báo cáo với ngài. Anh đến đi, vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi khẽ phân phó Trương Tề Bảo. Ba phút sau Trương Tề Bảo đến phòng làm việc của vương tử quân, hắn hỏi han hai câu rồi dùng giọng quan tâm nói, Chủ tịch, hôm nay ngài bàn với bí thư sầm thế nào rồi? Vương Tử Quân cảm thấy Trương Tề Bảo quan tâm đến vấn đề này cũng không có gì là không đúng, dù sao thì Trương Tề Bảo là người của mình, có quyền lợi như vậy. Nếu như Trương Tề Bảo không quan tâm, rõ ràng là không chịu trách nhiệm với Vương Tử Quân. Không tốt lắm, Vương Tử Quân cũng không gạt Trương Tề Bảo mà trầm giọng nói, ý nghĩ của bí thư Sầm chính là muốn cho thư ký trưởng Phương Anh Hồ tiến lên. Phương Anh Hồ là thường ủy tỉnh ủy người này tiến lên ít nhất cũng phải là phó chủ tịch thường ủy. Một khi Phương Anh Hồ liên thủ với cố tắc viêm, như vậy sẽ là một nguy cơ lớn với lực khống chế của chủ tịch Vương ở ủy ban nhân dân tỉnh. Sầm vật cương làm như vậy rõ ràng là muốn cho Phương Anh Hồ và cố tắc viêm liên thủ với nhau công kích hàng rào quyền lực của Vương Tử Quân ở phía bên này. Không thể cho thư ký trưởng Phương tiến lên được, Trương Tề bảo hầu như không cần suy nghĩ mà trầm giọng nói tuy hắn coi như có quan hệ với phương anh hồ thế nhưng hắn biết rõ nếu cho phương anh hồ tiến lên sẽ có hậu quả gì vương tử quân không nói rõ ràng mà chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn trương tề bảo lúc này trương tề bảo cũng bình tĩnh lại hắn biết rõ chủ tịch vương tất nhiên không muốn xuất hiện cục diện này thế nhưng hình như lúc này chủ tịch vương không còn cách nào để thay đổi kết quả được nữa dù sao thì sầm vật cương căn bản có khí thế quá lớn hơn nữa cơ hội tốt thế này thì làm sao bí thư sầm có thể bỏ qua được. Chủ tịch, nếu như chúng ta không thể nào vãn hồi được cuộc diện, như vậy cũng chỉ có thể yêu cầu chủ tịch Hà tiếp tục công tác, điều này. Trương Tề bảo do dự dây lát rồi khẽ nói. Yêu cầu Hà Kiến Trương tiếp tục công tác không phải là biện pháp tệ, thế nhưng bệnh tình của Hà Kiến Trương không thể nào che giấu được, hơn nữa Phương Tử Quân cũng không muốn để Hà Kiến Trương tiếp tục kiên trì công tác. Điều này không cần phải nói nữa, Đúng rồi, chuyện này anh không nên nói với chủ tịch Hà." Vương Tử Quân khoát tay với Trương Tề Bảo rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Trương Tề Bảo khẽ gật đầu, hắn biết rõ chủ tịch Vương làm như vậy là có ý gì. Nếu như Hà Kiến Trương biết được chuyện này, với tính cách của chủ tịch Hà thì nhất định sẽ kiên trì công tác, như vậy sẽ không tốt cho quá trình trị liệu. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cầm điện thoại lên, đầu bên kia vang lên giọng nói của Cổ Dương, "Chủ tịch Vương, vừa rồi văn phòng tỉnh ủy có gọi điện thoại đến, nói là cuối tuần sẽ tổ chức hội nghị thường ủy, chủ yếu là nghiên cứu phương diện triển khai mở rộng công tác giai đoạn tới." Triển khai mở rộng công tác giai đoạn tới, vấn đề này nghe qua không là gì, thế nhưng rõ ràng là liên quan đến vị trí của Hà Kiến Trương. "Tôi biết rồi." Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống rồi nói với Trương Tề Bảo đang đứng đối diện với mình, cuối tuần sẽ tổ chức hội nghị thường ủy, có lẽ là nghiên cứu về vấn đề của chủ tịch Hà. Trương Tề Bảo mặc dù có chút tâm tư suy nghĩ cho Vương Tử Quân, thế nhưng hắn biết là mình hữu tâm vô lực. Bây giờ khó thể nào phá vỡ kế hoạch của bí thư Sầm Vật Cương, chỉ có thể tiến hành sắp xếp theo mà thôi. Bây giờ là thời điểm mà Sầm Vật Cương sắp tiến lên lãnh đạo thượng cấp chỉ cần cảm thấy yêu cầu của sầm vật gương không quá phận sẽ xác nhận theo dù sao cũng phải giữ uy tín của sầm vật gương chủ tịch vương tôi thấy ngài nên yêu cầu lãnh đạo cho ra một vài chỉ thị ở sự kiện này trương tề bảo trầm ngâm dây lát rồi khẽ nói vương tử quân nhìn vẻ mặt của trương tề bảo hắn biết rõ trương tề bảo vì muốn tốt cho mình hắn không khỏi cười nói tôi biết rồi anh đừng quá lo lắng sau khi tiến chân trương tề bảo rời khỏi phòng làm việc của mình vương tử quân cầm điện thoại lên hắn trầm ngâm dây lát rồi bấm số anh đang bận rộn gì vậy một giọng nói dịu dàng như nước chảy vang lên bên tai vương tử quân điều này làm cho tâm tư bực bội bất an của hắn chậm rãi bình tĩnh lại anh thì còn bận rộn gì nữa chỉ là công tác mà thôi vương tử quân cười cười nói không cầm tiểu tử kia bây giờ thế nào rồi rất tốt Ngày hôm qua em có đưa nó đi ra bãi biển dạo một vòng, nó rất hưng phấn, khi nào thì anh có thời gian, anh đến nó sẽ rất vui. Tần Hồng Cẩm nói đến tiểu tử kia hầu như chìm đắm trong tình yêu thương của cha mẹ cho con cái. Nàng giống như một người mẹ cưng chiều con hết mực, căn bản khác xa hình tượng của một người phụ nữ thương nhân có lực ảnh hưởng to lớn trong ngoài nước. À, có thời gian anh sẽ đến thăm con, con trai có lẽ cũng nhớ bố bản năng của một người làm cha tất nhiên lúc nào cũng muốn con trai mình phát triển tốt vương tử quân mặc dù có tâm tư muốn đến thăm con thế nhưng lại biết rõ cấp bậc của mình đi ra ngoài là không dễ dàng gì hơn nữa dù hắn có đi ra ngoài thì cũng khó thể nào cho hai mẹ con tần hồng cẩm một thời gian dài được anh có tâm tư như vậy là được rồi tần hồng cẩm nói đến đây thì khẽ nói vài ngày nữa em sẽ trở về một chuyến vương tử quân gật đầu nói vậy thì tốt quá hai người ôn chuyện một lúc về tiểu tử kia sau đó tần hồng cẩm chợt nói tử quân có phải anh gặp phải chuyện gì không vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi mới nói gặp một vài phiền toái anh cảm thấy có một số việc đến sớm hay hơn đến muộn điều này vương tử quân cúp điện thoại cảm thấy mình rất nhớ tần hồng cẩm với thân phận của hắn hiện tại hắn không thích hợp quá chú trọng vào tình cảm nhưng mỗi khi gặp phải khó khăn thì căn bản có vài phần khao khát chờ mong sự dịu dàng của Tần Hồng Cẩm. Người phụ nữ này động lòng người ở tính cách của mình, qua nhê ều năm như vậy mà nàng chỉ lặng lẽ quản lý tập đoàn vì hắn, làm cho hắn không buồn phiền vì việc nhà, tiếp tục tiến về phía trước. Đây căn bản là một người phụ nữ làm cho người ta khó thể nào dứt bỏ được. Chương 1902, 2 ép tôi xuất thủ. Vương Tử Quân cũng không biết trước đó Tần Hồng Cẩm quyết định đi theo mình có phải là xúc động nhất thời hay không, hay là chỉ vì một chút khúc mắc tình cảm mà chọn lựa con đường tình cảm như vậy cho chính bản thân. Năm xưa có nhiều người đàn ông theo đuổi nàng, không biết bây giờ nàng có thương tiếc vì năm xưa bỏ qua nhiều cơ hội lo chuyện chung thân đại sự của mình hay không. Đối với sự hy sinh lớn lao của Tần Hồng Cẩm, Vương Tử Quân căn bản chỉ có thể cho nàng một đứa bé để vui vẻ, để tìm nguồn vui mà thôi. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Kim Chính Thiện và Cổ Dương cùng đi vào, khi hắn thấy gương mặt thoải mái của Vương Tử Quân thì không khỏi thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó Kim Chính Thiện lại khẽ nói với Vương Tử Quân, "Chủ tịch Vương, tôi nghe nói Phương Anh Hồ sắp tiến sang Ủy ban nhân dân tỉnh." Kim Chính Thiện là một trong những vị thường ủy tỉnh ủy có quan hệ tốt với Vương Tử Quân, cũng là người kiên định ủng hộ Vương Tử Quân. Có hắn tọa trấn ở thành phố rừng mật, có thể nói là cung cấp nhiều giúp đỡ cho Vương Tử Quân. Sau khi nghe câu hỏi của Kim Chính Thiện thì Vương Tử Quân cũng không che giấu, đúng vậy, bí thư sầm có đề nghị này. Kim Chính Thiện căn bản không hoài nghi về đề tài này, sầm vật cương như vậy là quá bình thường. Lúc này hắn đến phòng làm việc của Vương Tử Quân và được chứng thực sự việc, nhưng hắn lại rơi vào trầm ngâm. Một lúc sau Kim Chính Thiện dùng giọng trầm trầm nói, Chủ tịch Vương, nếu không tôi tiến lên tiếp nhận vị trí phó chủ tịch thường vụ của chủ tịch Hà. Từ vị trí bí thư thị ủy rừng Mật tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ cũng không phải là bước tiến gì lớn. Dù sao thì bí thư thị ủy rừng Mật cũng có thể trực tiếp làm chủ tịch tỉnh, thậm chí có thể là bí thư tỉnh ủy. Hơn nữa Kim Chính Thiện còn nắm một ban ngành của mình ở thành phố rừng Mật, căn bản là thổ bá vương, nếu đến tỉnh làm phó chủ tịch thường vụ thì chỉ là thủ hạ của Vương Tử Quân mà thôi vương tử quân căn bản cảm thấy rất vui vì hành vi giúp đỡ mình lúc khó khăn của kim chính thiện hắn cười nói không cần đâu nhưng nếu như phương anh hồ tiến lên kim chính thiện cuối cùng cũng không nói rõ thế nhưng ý nghĩa lại quá rõ ràng vương tử quân thản nhiên nói nếu bọn họ tình nguyện đến như vậy cứ để cho bọn họ đến kim chính thiện nhìn nụ cười thản nhiên của vương tử quân mà không khỏi thở dài một hơi hắn thông qua tiếp xúc và biết chủ tịch phương căn bản còn trẻ thế nhưng ở nhiều chuyện căn bản là mình khó thể so sánh được ví dụ như phương diện vững vàng bình tĩnh chủ tịch phương căn bản là vượt qua mình rất xa lúc này chủ tịch phương quá bình tĩnh như vậy chẳng lẽ đã cho ra phương án nào tốt thậm chí là đã làm công tác với tuyến trên rồi sao nếu như tuyến trên không đồng ý với chuyện này như vậy dù sầm vật cương có hăng hái thế nào cũng không được kết quả tốt chỉ là không công mà thôi. Kim chính thiện căn bản không cùng một hội với sầm vật cương, bây giờ sầm vật cương nước lên thuyền lên, hắn không khỏi cảm thấy áp lực của mình ở rừng mật là rất lớn. Mà áp lực thì nơi nào cũng có. Chủ tịch, bây giờ khí thế phát triển của thành phố ngày càng lớn, hai ngày trước Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc thành phố rừng mật liên hợp cho ra một chương trình nghị sự, đó là yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố thúc đẩy kinh tế rừng mật phát triển tranh thủ vượt qua thành phố Linh Long, anh xem phía ủy ban nhân dân tỉnh có gì giúp đỡ cho thành phố rừng mật hay không. Kim Chính Thiện di rời chủ đề làm cho vương tử quân nhíu mày, hắn có thể nghĩ ra áp lực của Kim Chính Thiện vào lúc này là gì. Thế nhưng nếu như thành phố rừng mật đẩy mạnh xây dựng các công trình kiến trúc, như vậy sẽ không có lợi cho sự phát triển của rừng mật. Vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi thản nhiên nói, bí thư Kim, tuy tốc độ phát triển của Linh Long là rất nhanh, thế nhưng căn cơ của bọn họ là không ổn. Hơn nữa chúng ta phát triển với mục đích là gì, không phải chỉ nhìn vào con số xem ai hơn ai, chủ yếu là đề cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Chỉ khi nào đề cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, như vậy mới xem như đạt được mục đích phát triển. Còn con số phát triển kinh tế, tôi chỉ thấy đó là con số tham khảo mà thôi. Vương tử quân tỏ thái độ làm cho Kim Chính Thiện cảm thấy tâm tư mát lạnh, Hắn cho rằng Chủ tịch Vương nhất định sẽ giúp đỡ rừng mật đẩy mạnh chỉ số phát triển kinh tế, thế nhưng không ngờ Chủ tịch Vương không có tâm tư như vậy. Điều này làm cho Kim Chính Thiện thất vọng, đồng thời cũng không dám đối mặt với sự thật. Mặc dù hắn có thể cố gắng cứng rắn với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn vẫn rất cố kỵ tâm tình của Chủ tịch Vương. Cuối cùng hắn vẫn nuốt lời xuống bụng. "Chủ tịch, tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của ngài." Kim Chính Thiện khẽ nói. Sau khi tiến chân Kim Chính Thiện, Vương Tử Quân thở dài một hơi. Hắn biết Kim Chính Thiện không hiểu yêu cầu của mình, thế nhưng dưới tình huống này Kim Chính Thiện không chấp hành cũng phải chấp hành. Đã bắt đầu có tuyết rơi, không biết từ khi nào toàn bộ văn phòng cấp ủy chính quyền tỉnh được những hạt tuyết nhỏ vây quanh. Mặc dù những hạt tuyết này không quá ngăn trở công tác của nhân viên các văn phòng cấp ủy chính quyền, thế nhưng nếu so sánh với bầu không khí náo nhiệt trước đó, bây giờ các khu văn phòng có vẻ tĩnh lặng hơn. Hội nghị thường ủy được tổ chức trong phòng họp thường ủy của văn phòng tỉnh ủy, Sầm Vật Cương ngồi ở chiếc ghế đầu tiên, lão nhìn vị trí của Vương Tử Quân mà không khỏi dùng giọng trầm bổng nói: "Hôm nay tôi triệu tập mọi người đến là vì một việc, mọi người cũng biết vài ngày trước chủ tịch Hà vì công tác quá độ mà sinh bệnh, bây giờ căn bản không thể nào tiếp tục ở lại cương vị." Chủ tịch Hà là người công tác nặng nhọc nên chịu nhiều mệt mỏi, là người cực kỳ tận trách, tôi căn bản cảm thấy cực kỳ bất ngờ với tình huống anh ấy đổ bệnh. Tôi hy vọng các đồng chí nhất định phải đặt hoạt động rèn luyện sức khỏe lên vị trí cao, dù sao thì có sức khỏe tốt mới là đảm bảo cho quá trình công tác tốt đẹp sau này. Dựa theo chuẩn đoán của bác sĩ, lúc này Chủ tịch Hà không cần phải lo lắng đến tính mạng, thế nhưng một thời gian ngắn sau đó khó thể nào tiếp tục tại vị công tác. Thời điểm hiện tại rất quan trọng với công tác của Mật Đông, phiếu ủy ban nhân dân tỉnh càng có áp lực rất lớn, thế cho nên nhất định phải có người gánh vác vị trí của Chủ tịch Hà. Mở đầu hội nghị Sầm Vật Cương dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Sầm Vật Cương nói xong làm cho không ít người nhìn về phía Vương Tử Quân. Dù sao thì Hà Kiến Trương cũng để lại vị trí phó chủ tịch thường vụ, là vị trí cực kỳ quan trọng của Vương Tử Quân, bây giờ chỉ có hai người Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân tranh đoạt với nhau mà thôi. Trong số những ánh mắt kia có thân thiện, có ái náy, cũng có lãng tránh. Chương 1903, trăm phương ngàn kế cất tiếng hát vương tử quân khẽ ho khan một tiếng lúc này mới nói tiếp bí thư sầm nói đúng sức khỏe là tiền vốn của cách mạng bây giờ tôi nhấn mạnh một điểm đó là phương diện rèn luyện sức khỏe không thể thiếu vì đảm bảo thời gian rèn luyện của các vị tôi cảm thấy nên hình thành một chế độ nhỏ để cho văn phòng phụ trách giám sát đúng vậy đề nghị này rất tốt sầm vật cương nói rồi nhìn văn thành đồ bí thư thành đồ chuyện này anh nên nắm thật chặt vâng Văn Thành Đồ không từ chối, thực tế thì chuyện nhỏ nhặt này cũng không đáng từ chối. Người nơi này ai cũng biết đề tài thảo luận hôm nay không tầm thường, thế nhưng bầu không khí hội nghị lại hài hòa như vậy, điều này làm cho không ít người cảm thấy khó hiểu. Nhưng mọi người đều biết sau khoảng thời gian tĩnh lặng sẽ là bão tố kinh người. Bí thư sầm, Chủ tịch Hà lần này tuy thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, thế nhưng công tác cần phải tiếp tục. Vì vậy tôi cảm thấy đồng chí cố tác viêm công tác ở Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều năm, có kinh nghiệm công tác phong phú, tôi nghĩ nên để anh ấy tiến lên đảm nhiệm vị trí của Chủ tịch Hà, nhất định anh ấy sẽ không phụ lòng mong đợi của mọi người, sẽ trở thành trợ thủ tốt cho Chủ tịch Vương. Văn Thành đồ thay đổi chủ đề, bắt đầu nói đến cố tác viêm. cố tác viêm cười ha hả nói, cảm ơn bí thư văn đã tín nhiệm. cố tác viêm nói đến đây thì không khỏi nói với sầm vật gương bí thư sầm, Tôi có nên lảng tránh đi hay không? Đây là điều chỉnh công tác, cũng không phải đề bạt, anh không cần lảng tránh. Sầm vật cương khoát tay chặn lại rồi cười nói với cố tắc viêm, chủ tịch cố, tôi hỏi anh, lúc này anh có cảm thấy mình không đủ năng lực, không thể hỗ trợ tốt cho chủ tịch vương hay không? Sầm vật cương quả nhiên là sầm vật gương sau khi nghe xong lời nói này thì vương tử quân không khỏi cảm khái sầm vật cương mở miệng như đùa giỡn thế nhưng lại làm cho người ta nghe và cảm thấy như vị trí của chủ tịch Hà đã là của cố tắc viêm. Dưới tình huống này dù là ai có tiến lên ngăn cản cũng không được. Cố tắc viêm nào không rõ bí thư sầm cho mình cơ hội tỏa sáng. Hắn cười ha hả nói, bí thư sầm, con người của tôi chuyện khác thì không dám nói, thế nhưng lại cực kỳ tin tưởng vào khả năng công tác của mình. Nếu như bí thư sầm ngài không tin, tôi có thể lập quân lệnh cho ngài. Lập quân lệnh, anh cho rằng đây là thời chiến sao, anh nên xem xét lại tư tưởng của mình. Sầm vật cương cười mắng một câu với cố tắc viêm, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía rồi nói, mọi người có ý kiến gì về phương diện chủ tịch cố tiếp nhận vị trí của chủ tịch Hà hay không? Bây giờ là thời điểm tiếp thu ý kiến của quần chúng, mong mọi người thảo luận một chút. Lúc này người sầm vật cương cần phải hỏi nhất là Vương Tử Quân, dù so thì đây là trợ thủ của Vương Tử Quân, thế nhưng sầm vật cương lại hỏi mọi người, ép vương tử quân vào thế phải xong việc. Vương tử quân lẳng lặng nhìn gương mặt tươi cười của sầm vật gương hắn trầm ngâm dây lát định mở miệng, đúng lúc này có người lên tiếng, bí thư sầm, tôi cảm thấy chủ tịch cố tiếp nhận vị trí của chủ tịch Hà là cực kỳ thỏa đáng. Chủ tịch cố công tác trong Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều năm, có kinh nghiệm công tác phong phú. Tôi tin tưởng có anh ấy hỗ trợ chủ tịch vương, nhất định sẽ thúc đẩy công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh tiến lên. Người mở miệng là trưởng phòng tổ chức Uông Thanh Minh, hắn nói một lèo những lời như tổng kết, sau đó nói tiếp, nhưng tôi cảm thấy để cho Chủ tịch cố tiếp nhận vị trí của Chủ tịch Hà vẫn có một tệ đoan. Uông Thanh Minh là ai? Đám người nơi đây sao không rõ ràng cho được? Người này lên tiếng nịnh hót sầm vật cương, nói lời tốt đẹp cho cố tắc phiêm, căn bản là không có ai bất ngờ nhưng người này nói như vậy làm cho đám thường ủy chung quanh như đi vào sương mù thầm nghĩ ôm thanh minh này làm sao vậy vì sao giữa đường lại đổi hướng chẳng lẽ con người âm hiểm này quyết định rứt khỏi hàng ngũ của sầm vật cương anh nói xem có tệ đoan gì chúng ta cần phát huy đầy đủ tính dân chủ tích cực thảo luận mới tốt sầm vật cương cũng không nổi giận mà mỉm cười nói bí thư sầm chủ tịch cố vốn phụ trách khá nhiều công tác nếu như giao vị trí của chủ tịch hà cho anh ấy như vậy sẽ là không chịu trách nhiệm với sức khỏe của chủ tịch cố tôi cảm thấy chúng ta không nên suy xét từ góc độ làm phiền người khác còn phải suy xét dùng người hợp lý không nên cứ để cho chủ tịch cố phải gắng hết sức vì công tác theo tôi thấy thì không bằng nên tìm ra trong số các đồng chí của mình một người nữa để phụ giúp chủ tịch vương trong công tác của ủy ban nhân dân tỉnh Uông Thanh Minh nói đến đây thì khẽ nói, thế nên bây giờ tôi đề cử một người cho Chủ tịch Vương, người này không những có năng lực công tác mạnh mẽ, nhưng chỉ sợ là bí thư sầm không chịu buông tay mà thôi. Uông Thanh Minh nói những điều này không khỏi làm cho mọi người cười nhạt. Ai cũng cảm thấy chút thủ đoạn của Uông Thanh Minh khó đặt lên mặt bàn, chẳng qua người này đã dùng hết thủ đoạn của mình rồi. Mọi người dù biết thủ đoạn nhỏ của Uông Thanh Minh thế nhưng lại không thể nói gì hơn được. Lúc này Sầm Vật Cương lại nói, anh nói đến ai vậy? Chỉ cần có lợi cho đại cục, tôi sao lại không nỡ cơ chứ? Thư ký trưởng Anh Hồ là người công tác xuất sắc, năm xưa từng là chủ tịch thành phố tuyến dưới 4 năm, không xa lạ gì công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nếu để cho đồng chí Anh Hồ tiếp nhận vị trí của chủ tịch Hà, tôi cảm thấy như vậy sẽ có lợi cho sự triển khai mở rộng công tác của tỉnh mật đông, sẽ là một xúc tiến cực kỳ to lớn. Uông Thanh Minh nói xong thì sầm vật cương cười lên ha ha, sau đó lão nói với Uông Thanh Minh, hay cho trưởng phòng Uông, lại có ý với văn phòng tỉnh ủy của tôi, cũng không biết chủ tịch Vương đã mời anh uống bao nhiêu rượu nữa rồi, ha 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 ha. Phương Anh Hồ nghe Uông Thanh Minh nói đến tên mình thì cũng không lên tiếng. Hắn đã sớm biết đáp án, thế cho nên cũng không kích động với đề nghị của Uông Thanh Minh. Dù sao thì trước khi mọi thứ chưa được chứng thực cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Lúc này vương tử quân thầm cười lạnh, sầm vật cương nhìn qua thì có vẻ ném ra cơ hội lựa chọn dân chủ, thế nhưng kết quả này là quá rõ ràng rồi. Dù là Phương Anh Hồ hay là Cố Tắc Viêm đều là người của sầm vật cương, hai người kia dù là ai đến cũng sẽ gây ra cản trở không nhỏ cho công tác của mình ở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hơn nữa dù vương tử quân có lựa chọn khác cũng không có tác dụng gì, có lẽ lúc này Phương Anh Hồ đã chuẩn bị xong những lời nói khiêm tốn của mình rồi. Chủ tịch Vương, anh rốt cuộc có mời rượu trưởng phòng uông hay không? Anh xem, vì công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh mà trưởng phòng uông đã mất rất nhiều tâm cơ. Tôi cảm thấy dù là Phương Anh Hồ hay Cố Tác Viêm cũng là người có năng lực công tác rất mạnh, hoàn toàn có thể chia sẻ áp lực cho anh, nhưng chuyện này vẫn là do Chủ tịch Vương quyết định. Sầm Vật Cương nói một câu hay nghĩa, bộ dạng luôn lo nghĩ cho Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân nhìn ánh mắt đám kim chính thiện nhìn sang mình, hắn cười cười nói bí thư sầm tôi cảm thấy hai đồng chí cố tắc viêm và phương anh hồ đều là rất tốt nhưng hai người bọn họ cũng không phải là người phù hợp nhất phía công tác của ủy ban nhân dân tỉnh ngoài phương diện cần người cẩn thận còn phải là người có năng lực tổ chức mạnh mẽ bí thư sầm tôi thấy không bằng ngài nới lỏng một chút để trưởng phòng uông sang giúp đỡ công tác cho tôi vương tử quân muốn đẩy uông thanh minh làm phó chủ tịch thường vụ tỉnh điều này mặc dù làm cho uông thanh minh tiến lên một bậc thế nhưng từ góc độ của uông thanh minh thì căn bản không muốn tiến lên hắn đường đường là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy hắn cần giúp đỡ bí thư sầm nắm quyền nhân sự chỉ cần là người có đầu óc cũng thấy dù là uông thanh minh hay sầm vật cương cũng không muốn điều này mà bây giờ vương tử quân lại dùng giọng quang minh chính đại yêu cầu cho uông thanh minh tiếp nhận vị trí phó chủ tịch thường vụ điều này rõ ràng là lời phản kích với sầm vật cương Uông Thanh Minh nhìn về phía Vương Tử Quân, căn bản không biết nói sao cho phải. Dù sao Uông Thanh Minh cũng vừa yêu cầu bí thư Sầm độ lượng một chút, bây giờ nó liên quan đến mình, hắn không thể nói ngược lại. Sầm Vật Cương thầm cười lạnh, thầm nghĩ tiểu Vương cuối cùng cũng không trưởng thành, anh cho rằng chỉ chút thủ đoạn nhỏ này mà làm tôi thay đổi chủ ý sao? Tôi nói cho anh biết, đừng si tâm vọng tưởng. Chủ tịch Tử Quân, phương diện xây dựng kiến thiết đội ngũ cán bộ là rất quan trọng. Tôi chỉ sợ không thể đồng ý với anh được. Tôi thấy hay là thế này, để cho Chủ tịch Cố tiếp nhận vị trí của Chủ tịch Hà, thư ký trưởng Phương tiếp nhận vị trí của Chủ tịch Cố, có được sự giúp đỡ của hai người bọn họ, tôi tin tưởng công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiến lên một bước mà thôi. Chương 1904, 1 đột nhiên bị bệnh thái hóa xương. Trong phòng bệnh của Hà Kiến Trương có chút quạnh quẽ, khi Vương Tử Quân đi vào thì chỉ còn vợ Hà Kiến Trương ở đó khi thấy vương tử quân đi vào thì vợ Hà Kiến Trương vội vàng nhường chỗ ngồi. Chủ tịch đến đấy à, Hà Kiến Trương nằm nghiêng trên giường, hắn thấy vương tử quân đi đến, thế là vội vàng ngồi lên. Vương tử quân tranh thủ tiến lên ngăn cản, chủ tịch Kiến Trương, bây giờ anh cần nghỉ ngơi cho tốt, nếu như tôi đến quấy giày anh nghỉ ngơi, như vậy sau này tôi sẽ không đến thăm anh nữa. Hà Kiến Trương nghe thấy vương tử quân nói như vậy thì không tiếp tục kiên trì ngồi lên hắn cười cười với Vương Tử Quân, Chủ tịch, tôi cũng có nghe qua hội nghị thường ủy tỉnh ủy vừa rồi. Tôi biết rõ lúc này ngài rất mất hứng, thế nhưng thế cục bây giờ cũng đã là rất tốt rồi. Tuy cố tắc viêm có chút bản lĩnh, Phương Anh Hồ cũng không thể xem thường, nhưng dù sao thì ngài cũng là chủ tịch tỉnh, chỉ bằng hai người bọn họ thì căn bản khó thể nào đấu với ngài. Hà Kiến Trương nói rõ ràng là an ủi mình, thế nhưng Hà Kiến Trương không biết mình cũng không cần dỗ dành. Nhưng hắn vẫn vui vẻ tiếp nhận thiện ý của Hà Kiến Trương, "Chủ tịch Kiến Trương cứ yên tâm, tôi biết rõ nên làm thế nào." Hà Kiến Trương cười cười nói, "Tôi biết chủ tịch không cần tôi an ủi, năm xưa khi ngài đến Mật Đông, thế cục không phải càng khó khăn hơn lúc này sao? Lúc này tuy có chút gió nổi lên, thế nhưng tôi tin tưởng với năng lực của ngài, nhất định có thể điều chỉnh tốt tất cả trong thời gian ngắn." "Ha ha ha, chủ tịch Kiến Trương, nói thật thì tôi bây giờ còn không hiểu ra sao." anh có đề nghị nào tốt với tôi không? Vương tử quân tuy đã có tính toán thế nhưng căn bản không nói ra thì tốt hơn, dù sao thì có nhiều chuyện càng ít người được biết càng tốt. Ha ha, chủ tịch, nếu như đổi lại là người khác, tôi sẽ có thể cho ra vài đối sách. Thế nhưng người đó là ngài, tôi cảm thấy không có ý kiến gì cả. À, cũng có một ý kiến, đó là chỉ cần chủ tịch ngài giữ tâm tính bình tĩnh, căn bản mọi chuyện không là vấn đề khi hai người trò chuyện với nhau thì tiếng gõ cửa khẽ vang lên đúng lúc này triệu hiểu bạch mang theo vài món thực phẩm dinh dưỡng đi vào khi thấy vương tử quân cũng có mặt thì triệu hiểu bạch có chút sững sờ sau đó hắn kịp có phản ứng nhanh chóng chào hỏi vương tử quân chủ tịch vương vương tử quân thấy hiểu bạch thì cười nói cậu đến khi nào vậy tôi mới từ dưới huyện lên đây triệu hiểu bạch đặt những thứ mình mang theo vào tủ sau đó được vợ Hà Kiến Trương mời ngồi xuống ghế đầu. Mặc dù lúc này trong phòng bệnh có ghế salon, thế nhưng Tạ Kiến Bi cảm thấy có mặt Chủ tịch Vương thì mình phải bảo trì tư thái của một vị thư ký. Vương tử quân căn bản không thích sự chú ý của Triệu Hiểu Bạch, thế nhưng hắn cũng không uốn nắn. Dù sao thì như vậy cũng là một khảo nghiệm với Triệu Hiểu Bạch, nếu như hắn có thể làm tốt những điều này, như vậy sau này sẽ có lợi cho công tác. Triệu Hiểu Bạch thật ra cũng luôn quan sát Phương Tử Quân. Đối với người trong quan trường thì hội nghị thường ủy căn bản không có gì là bí mật. Tin tức Phương Tử Quân và Sầm Vật Cương tuyển người thay thế Hà Kiến Trương trong hội nghị thường ủy đã được truyền bá đi khắp nơi. Chủ tịch Vương lần này hầu như không chiếm được tiện nghi, quan điểm này hầu như làm nổi gió ở thành phố Thanh Chuyên. Tuy Triệu Hiểu Bạch có lòng tin với Vương Tử Quân, biết lãnh đạo của mình sẽ không bị đánh ngã vì việc nhỏ này thế nhưng đối mặt với những tin tức không hay ở chung quanh, hắn vẫn thật sự lo lắng cho tinh thần của Chủ tịch Vương. Nhưng hôm nay nhìn gương mặt của Chủ tịch Vương thì Triệu Hiểu Bạch cảm thấy yên tâm hơn, dù sao thì biểu hiện của Chủ tịch Vương rất bình thường, căn bản là rất tốt. Hiểu Bạch, gần đây cậu công tác thế nào? Hà Kiến Trương cũng rất quen thuộc Triệu Hiểu Bạch, trước kia khi Triệu Hiểu Bạch còn là thư ký của Vương Tử Quân, Hà Kiến Trương là người quản lý văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Xem như là một trong những vị lãnh đạo của Triệu Hiểu Bạch. Rất tốt, cục diện trong huyện đã được mở, hơn nữa công tác thống trị các mỏ khoáng sản đã có được thành quả nhất định. Triệu Hiểu Bạch nói vài câu về chuyện công tác, sau đó cười nói với Hà Kiến Trương, "Lão lãnh đạo, chỗ chúng tôi có nhiều núi rừng, còn có một vài nơi chưa từng khai phá, thật sự là có sinh thái nguyên sinh. Quần chúng dưới địa phương thường vào rừng bắt gà rừng, thỏ hoang, lần này tôi đến có mang theo vài con gà rừng." sẽ để cho bệnh viện nấu canh cách thủy cho ngài, hương vị khá tốt. À, có những thứ này nữa sao? Đây không phải là thế ngoại đào viên à? Rất tốt, sau này tôi có thời gian nhất định sẽ đến chỗ cậu đi săn, năm xưa tôi cũng là một thợ săn lành nghề đấy. Hà Kiến Trương giống như khá hào hứng theo lời nói của Triệu Hiểu Bạch. Chủ tịch Hà, cho dù ngài không nói thì tôi cũng chuẩn bị mời ngài đi tham quan một chút. Gần đây chúng tôi chuẩn bị lợi dụng ưu thế tài nguyên để động vào sinh thái nguyên sinh trong huyện, xây dựng một khu vực săn bắn, cố gắng khai phá du lịch. Tôi biết rõ ngài gần đây thích thanh tính, không thích hồn ào, thế nhưng ngài chỉ cần đến huyện chúng tôi, tôi sẽ đưa bốn bộ ban ngành đi đón ngài. Tôi cũng không phải là huy động nhân lực để tiếp đãi ngài, chủ yếu là vì muốn quảng cáo cho huyện nhà mà thôi. Triệu Hiểu Bạch cười ha hả với Hà Kiến Trương rồi lại nói với Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương, Tốt nhất là ngài nên tranh thủ chút thời gian đến huyện chúng tôi chỉ đạo công tác, thật sự là không gì tốt hơn. À, sau khi xây dựng xong khu vực săn bắn, tôi sẽ cùng đi với chủ tịch Hà. Kiều Bạch, cậu cuối cùng cũng là chư hầu một phương, suy nghĩ cho địa phương của mình, bây giờ còn chú ý đến cả tôi và chủ tịch Hà nữa. Vương tử quân mặc dù không có hứng thú với việc đi săn, thế nhưng cũng không thể không cười nói triệu hiểu bạch cảm thấy vui mừng vì mời được vương tử quân khi hắn đang định báo cáo những công tác kế tiếp của mình lúc này tiếng gõ cửa vang lên sau đó là trưởng phòng tổ chức uông thanh minh và một vài cán bộ đi vào uông thanh minh thấy vương tử quân thì có chút sững sốt sau đó nhanh chóng tiến lên nói chào chủ tịch vương ngài cũng ở đây à vương tử quân bắt tay với uông thanh minh rồi dùng giọng như tùy ý nói trưởng phòng thanh minh cũng đến thăm chủ tịch hà hà Vâng, tôi đến thăm Chủ tịch Hà. Uông Thanh Minh nói rồi quay sang Hà Kiến Trương, Chủ tịch Hà, gần đây anh đã thấy khá hơn chưa? Hà Kiến Trương nhìn gương mặt tươi cười của Uông Thanh Minh rồi cũng cười nói, khoảng thời gian qua khôi phục rất tốt, làm khổ trưởng phòng Uông rồi. Uông Thanh Minh nhìn thoáng qua đám người sau lưng mình, hắn do dự dây lát rồi chỉ vào giới thiệu, Chủ tịch Vương, đây là chủ nhiệm tần của phòng tổ chức thượng cấp, Lần này bọn họ đến Mật Đông là vì nghiên cứu công tác xây dựng đảng ở cơ sở. Hôm nay nghe nói chủ tịch Hà bị bệnh, thế nên đặc biệt đến thăm hỏi. Vương Tử Quân sao không hiểu ý nghĩa của việc chủ nhiệm Tần đến đây? Nhưng hắn từng là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn nhìn gương mặt tươi cười của Uông Thanh Minh rồi cười nói với chủ nhiệm Tần, "Chủ nhiệm Tần, hoan nghênh anh đến Mật Đông." Chương 19042, đột nhiên bị bệnh thái hóa xương chủ nhiệm tần được trưởng phòng uông mời đi là vì nhân tình với thân phận của hắn thì không cần phải đến thăm hà kiến trương dù sao thì hà kiến trương cũng không có liên hệ gì với hắn tuy cấp bậc của hà kiến trương cao hơn thế nhưng lại không ảnh hưởng gì đến hắn tất nhiên hắn biết rõ lần này mình đến vì mục đích gì vì vậy khi đối mặt với sự lạnh nhạt của vương tử quân hắn cũng có chút bực mình nhưng dù sao vương tử quân cũng có vị trí quá cao hơn nữa còn là ủy viên trung ương sau này tương lai vô hạn. Chào Chủ tịch Vương, tôi đã sớm nghe nói về ngài, ngài chính là lãnh đạo trẻ tuổi của chúng tôi. Vương tử quân nhìn về phía chủ nhiệm tần rồi cười nói, chủ nhiệm tần đến mật đông nghiên cứu công tác thế nào rồi. Đã hoàn thành hơn phân nửa, còn lại chỉ cần liên hệ trao đổi với trưởng phòng uông là được. Chủ nhiệm tần thấy vương tử quân quan tâm đến công tác của mình, hắn cũng muốn làm tốt bầu không khí trong phòng, thế nên mở miệng khá ôn hòa. Vương tử quân cười cười nói, vậy thì tốt rồi, tỉnh mật đông chúng tôi dù công tác có được chút thành tích thế nhưng khuyết điểm vẫn tồn tại. Chủ nhiệm tần là người đứng cao nhìn xa, lại là người công tác ở ban ngành thượng cấp, kính mong anh chỉ điểm nhiều hơn cho công tác của chúng tôi. Trưởng phòng uông, anh sắp xếp một chút, tối nay tôi sẽ cùng dùng cơm với chủ nhiệm tần, tôi không thể để cho trưởng ban thạch nói tôi thất lễ được. Chủ nhiệm Tần vốn cho rằng Vương Tử Quân là người quyền cao chức trọng thế nhưng không có liên quan gì đến mình, nhưng lúc này một câu nói vui đùa của Vương Tử Quân làm cho hắn chấn động. Khoảng thời gian gần đây khi Thạch Kiên Quân tiến vào trong ban tổ chức trung ương, đơn vị của bọn họ lặng lẽ phát sinh biến hóa. Chủ nhiệm Tần cảm nhận được sự biến hóa này, đồng thời trong lòng cũng không khỏi sinh ra một ý nghĩ, đó là mình có nên nắm bắt thời cơ này để tiến lên hay không? nhưng khốn nổi chung quanh trưởng ban thạch có quá nhiều người chủ nhiệm tần căn bản khó chen chân vào được bây giờ nghe vương tử quân nói như vậy hắn không khỏi cảm thấy có một khe hở mà khe hở này lại có thể chen chân vào nếu như mình không lợi dụng quan hệ này không phải là lãng phí vô ích sao chủ nhiệm tần không khỏi giật mình dựa theo cấp bậc của vương tử quân thì không nên ném ra ngoài những mối quan hệ của mình với thượng cấp bây giờ lại nói có quan hệ không tệ với thạch yên quân Rõ ràng là mối quan hệ không tầm thường. Chủ nhiệm Tần là một người cực kỳ mẫn cảm trong quan trường, hắn tin tưởng với trí tuệ chính trị của Vương Tử Quân, người này nói một câu sẽ cực kỳ có ý nghĩa, không hề đơn giản. Người ta để lộ tin tức này cho mình, không phải là có ám hiệu gì đó chứ? Chủ nhiệm Tần là người thông minh, hắn biết rõ lần này trưởng phòng Uông mời mình đến làm gì. Nếu như mình xuôi dòng nhân tình, mình làm gì thì làm dù sao thì Chủ tịch Hà sau này cũng sẽ lui ra. Cho dù Chủ tịch Hà có ý kiến với mình, chính mình cũng không cần quan tâm. Nhưng chủ nhiệm Tần lại cực kỳ quan tâm đến phản ứng của Chủ tịch trẻ tuổi Vương Tử Quân, vì vậy hắn trầm ngâm dây lát rồi cung kính nói với Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương, có thể ngồi cùng ngài là một cơ hội khó có được với tôi. Tối nay chúng tôi sẽ kính ngài vài ly, kính mong ngài cho ra vài lời phê bình chỉ lối cho công tác của chúng tôi. Uông Thanh Minh nhìn bộ dạng cung kính không thôi của chủ nhiệm tần, hắn không khỏi thầm hận người này nhát gan, mới gặp vương tử quân đã sinh bệnh thoái hóa xương rồi sao? Hắn thầm căm hận nhưng lại nở nụ cười vui vẻ nói, chủ tịch, hôm nay tôi sẽ sắp xếp thật tốt, tối nay chúng ta gặp mặt. Chủ nhiệm tần nói vài lời chúc phúc với Hà Kiến Trương, sau đó rút ra một ngàn nhét vào dưới gối của Hà Kiến Trương, cuối cùng theo Uông Thanh Minh rời khỏi phòng bệnh. Vương tử quân tiễn đám người ra đến cửa, lại yêu cầu triệu hiểu bạch đưa nhóm người uông thanh minh đi đến thang máy hà kiến trương nhìn vương tử quân rồi khẽ cười nói chủ tịch tôi phát hiện ngài thật sự là quý nhân của mình có ngài ở đây thì vị trí thường ủy của tôi giống như vẫn còn đeo lên đầu ít nhất tôi cũng có thể đội nó được hai ngày nữa vương tử quân nhìn hà kiến trương mỉm cười vui vẻ mà không khỏi cười theo sầm vật cương nghe những lời báo cáo của uông thanh minh mà không khỏi cười khổ dù sao thì lão cũng không ngờ mình lại mắc lỗi ở sự kiện nhỏ nhặt này sầm vật cương cảm thấy chỉ cần tiếp cận chủ nhiệm tần thì sẽ trực tiếp giảm đi vài trình tự không ngờ chủ nhiệm tần lại gặp vương tử quân trong phòng bệnh của hà kiến trương cũng không biết đây là có sắp xếp hay vô tình gặp mặt thế nhưng sầm vật cương vẫn cảm thấy sự việc không quá thuận lợi nhưng không thuận lợi thì thế nào chuyện bây giờ là như vậy lão cũng không nói gì hơn được hơn nữa chiều hướng phát triển đã là như vậy, cũng chỉ là chậm trễ vài ngày mà thôi, lão không tin trong vài ngày ngắn ngủi này lại xảy ra vấn đề. Như vậy cứ thực hiện theo đúng trình tự, sầm vật cương khoát tay với Uông Thanh Minh rồi thản nhiên nói. Uông Thanh Minh khẽ gật đầu, dưới tình huống này chỉ có thể thực hiện theo đúng trình tự với sự việc liên quan đến Hà Kiến Trương. Hắn do dự dây lát rồi quyết định nói ra lo lắng của mình, bí thư sầm, ngài cảm thấy trình tự bình thường này sẽ thuận lợi sao sầm vật cương nhìn thoáng qua uông thanh minh lão hiểu uông thanh minh đang nghĩ gì trình tự này có thuận lợi hay không liên quan đến phương diện vương tử quân có động tay động chân vào hay không sầm vật cương có nghe qua về tình cảm giữa vương tử quân và thạch kiên quân thế nhưng lão không cần quan tâm chỉ khẽ vung tay lên nói anh không nên quá lo lắng với sự kiện này anh cần phải tin tưởng vào trưởng ban thạch uông thanh minh thầm nghĩ tôi không lo lắng không được nhưng lại thầm thở dài một hơi dù sao hắn cũng đã nhắc nhở sầm vật gương còn có xảy ra sự cố hay không như vậy ngài đừng trách tôi công tác bất lực khi uông thanh minh chuẩn bị rời đi thì sầm vật gương khoát tay nói thanh minh anh cần phải chú ý đến ban ngành thành phố linh long trong quá trình điều chỉnh thì nhất định phải trưng cầu ý kiến các đồng chí của thành phố linh long uông thanh minh khẽ gật đầu hắn biết rõ thành phố Linh Long là quả tim của sầm vật gương, hắn sẽ không dám để xảy ra bất kỳ vấn đề gì trong sự kiện này. Bí thư sầm cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác điều chỉnh ban ngành thành phố Linh Long. Uông Thanh Minh lên tiếng đảm bảo làm cho sầm vật cương nở nụ cười, lão nói với Uông Thanh Minh, Thanh Minh anh cũng nên dùng sức, anh công tác rất tốt, tôi tin tưởng tất cả đối với anh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vấn đề thời gian cũng không có gì là lớn, Uông Thanh Minh là trưởng phòng tổ chức, hắn suy nghĩ tương lai của người khác, cũng phải nhìn vào tương lai của mình. Tuy hắn không còn nhỏ tuổi thế nhưng vẫn có tâm tư tiến lên. Lúc này bí thư Sầm đã đồng ý với mình, có lẽ không là vấn đề gì lớn. Tôi nhất định sẽ làm tốt công tác của mình, tuyệt đối không làm cho bí thư phải xấu hổ. Uông Thanh Minh dùng giọng hưng phấn nói. Cốc cốc cốc, khi hai người trò chuyện với nhau thì Phương Anh Hồ gõ cửa đi vào. Chương 1905, một khát vọng cháu nội thành ông nội. Phương Anh Hồ khẽ gật đầu với Uông Thanh Minh, sau đó hắn cười nói với Sầm Vật Gương, "Bí thư Sầm, đây là bản thảo về bài viết xây dựng năm mật đông của ngài, văn phòng đã viết xong, ngài có nên xem qua hay không?" Sầm Vật Gương khoát tay áo nói, "Chuyện này anh làm chủ là được, không cần báo cáo quá chi tiết với tôi." Phương Anh Hồ cười khẽ nói, "Bí thư điều này liên quan đến phương hướng phát triển kế tiếp của mật đông, ngài nên tự mình tỏa chấn thì hay hơn, nếu không thì tâm lý của người bên dưới khó thể nào bình tĩnh được. Hư, không cần phải dùng sự độ lượng của mình để phỏng đoán người khác, làm sao anh biết tâm lý người bên dưới khó bình tĩnh được. Theo tôi thấy các anh rõ ràng không có niềm tin vào bài viết của mình. Sầm vật cương nói đến đây thì trầm giọng với Phương Anh Hồ, thư ký trưởng Anh Hồ, anh cần phải ở vị trí thư ký trưởng thêm vài ngày, thượng cấp căn bản sẽ yêu cầu có trình tự rõ ràng với sự việc liên quan đến chủ tịch Hà. Bí thư sầm, nói thật thì tôi tình nguyện công tác ở bên cạnh ngài. Phương Anh Hồ cười cười dùng giọng tự nhiên nói. Uông Thanh Minh căn bản muốn phun một bãi nước miếng với lời nói tỏ thái độ của Phương Anh Hồ, đây không phải là quá dối trá rồi sao? Uông Thanh Minh biết rõ Phương Anh Hồ làm thư ký trưởng là nhờ sự giúp đỡ của sầm vật gương, người này có thể nói là có lực tương tác khá mạnh ở mật đông nhưng có một câu nói thế này đó là binh sĩ không muốn làm tướng quân sẽ không phải là binh sĩ tốt phương anh hồ anh có thể không màng danh lợi sao thật sự là đáng chê cười phương anh hồ có phải là binh lính tốt hay không tất nhiên là phải nhưng sao người này lại say xưa với chức vụ làm người hầu cho sầm vật cương như vậy có người nói rằng phương anh hồ là thư ký trưởng giống như một đứa cháu nội mỗi lần nhìn thấy sầm vật cương là phải quỳ gối không cười không nói tâm cơ quá sâu nhưng hôm nay đứa cháu này sắp tiến lên vị trí của ông nội, sẽ có một đám cháu nội đến quỷ dưới chân hắn. Một người có những khát vọng chính trị mãnh liệt sao lại không muốn làm tướng quân. Chỉ là thư ký trưởng khó thể nào nhảy một bước lên làm bí thư tỉnh ủy, dù thế nào cũng phải trải qua kinh nghiệm nắm giữ nhiều chức vụ, phải có lý lịch sâu rộng. Điều này tôi biết rõ, thế nhưng anh cũng không nên cứ mãi đi lại bên cạnh tôi. Những năm qua anh công tác bên cạnh làm tôi bớt đi nhiều lo lắng, nhưng tôi nếu cứ mãi giữ anh ở lại thì bất lợi cho sự phát triển của anh. Trước kia tôi còn chưa có quyết tâm này, thế nhưng bây giờ cơ hội đến, anh cũng không nên cứ mãi nắm lấy vị trí hiện tại của mình. Sầm Vật Cương khoát tay áo, cũng không chờ Phương Anh Hồ lên tiếng thì nói tiếp, anh nên sắp xếp một chút, ngày mai chúng ta đến thành phố Linh Long một chuyến. Đến thành phố Linh Long, Phương Anh Hồ có chút sững sốt, hắn không khỏi nói, không phải đầu tuần vừa mới đến Linh Long sao? Tôi muốn đến xem thế nào." Sầm Vật Cương cười cười rồi thản nhiên nói, trong lòng lại có chút không vui. "Anh là thư ký trưởng thì cứ sắp xếp theo lời lãnh đạo là được, nào có thể khoa chân múa tay như vậy." Xem ra Phương Anh Hồ vẫn chưa quá trưởng thành chính trị, vừa rồi bị mình dạy bảo thì đầu óc choáng váng, không phân biệt rõ đông tây nam bắc. "Tôi sẽ sắp xếp, đúng rồi bí thư, lần này có những ai đi theo?" Phương Anh Hồ nói đến đây thì khẽ xin chỉ thị vẫn là ban ngành trước đó sao? À, còn có thêm trưởng phòng Uông. Sầm Vật Cương nhìn thoáng qua trưởng phòng Uông rồi cười nói, "Cũng đừng nên cả ngày ở thành phố rừng mật, nên đi theo tôi đến Linh Long tham quan một chút." "Tôi đi cùng với bí thư nhất định sẽ được thưởng ngoạn phong cảnh khác hẳn." Uông Thanh Minh căn bản rất tình nguyện đi theo Sầm Vật Cương ra ngoài, dù sao được đi theo cũng là một sự tán thành của lãnh đạo với mình. Uông Thanh Minh cũng có ý nghĩ cầu tiến. Tất nhiên cảm thấy đây là cơ hội khó có được. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Sầm Vật Cương nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, sau đó nhìn Phương Anh Hồ và Uông Thanh Minh. Hai người Uông Thanh Minh và Phương Anh Hồ đưa mắt nhìn nhau, sau đó thức thời rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương tiếp cú điện thoại này hơn 20 phút, sau đó đặt điện thoại xuống, tâm tình vẫn chìm đắm trong nội dung cuộc điện thoại. Nội dung của cuộc điện thoại có một việc làm cho lão vui sướng, thế nhưng vẫn có một thông báo, đó chính là lúc này kinh tế nước ngoài có chút vấn đề, yêu cầu mật đông cho ra phương án đối phó. Sầm Vật Cương trước kia cũng từng nghe nói qua chuyện kinh tế phát triển quá nhanh và xuất hiện nguy cơ, nhưng khi đó lão không mấy quan tâm. Dù sao đó chỉ là dự đoán, thế nhưng khi dự đoán này sắp là sự thật thì lão không khỏi suy xét đến những ảnh hưởng của nó. Anh nói cho tôi nghe xem vì sao tiền cho hạng mục phát ly cung còn chưa đến nơi? Anh có biết hạng mục phát ly cung quan trọng thế nào với thành phố Linh Long hay không? Lỗ Đỉnh Thành, giám đốc lỗ, trước kia anh có phải đã hứa hẹn với tôi như vậy không? Trong văn phòng thị ủy Linh Long, đồ phấn đấu chỉ tay vào lỗ Đỉnh Thành rồi dùng giọng lớn tiếng nói. Lỗ Đỉnh Thành không dám đắc tội với đồ phấn đấu, dù sao thì tập đoàn của hắn vẫn ở thành phố Linh Long, nếu hắn muốn phát triển thì phải có sự giúp đỡ của bí thư đỗ. Lỗ đỉnh thành nào không biết được tầm quan trọng của hạng mục phát ly cung. Trước kia hắn cực kỳ tin tưởng vào việc xây dựng phát ly cung, thế nhưng bây giờ vì ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài nên tài chính có vấn đề. Không, phải nói là đã sớm có dấu hiệu này, hắn chỉ là không chống đỡ được mà thôi. Bí thư đồ, cũng không phải là chúng tôi không muốn thực hiện, thế nhưng lúc này tài chính liên tục có vấn đề, tập đoàn chúng tôi còn có nghiệp vụ khác, đặc biệt là nghiệp vụ năng lượng, bây giờ vì nguyên nhân giá cả mà lợi nhuận xuất hiện vấn đề không nhỏ, đồng thời tiền hàng bây giờ cũng có. Đồ phấn đấu đã sớm biết lời giải thích của Lỗ Đỉnh Thành, thế nhưng hắn không muốn nghe những thứ này. Hắn nhìn Lỗ Đỉnh Thành rồi hổn hển nói, Giám đốc Lỗ, anh biết tôi không muốn nghe những lời này, tôi không muốn nhắc đến những thứ này, tôi muốn tiến độ thực tế, hai mắt chỉ nhìn vào kết quả, hạng mục phát ly cung được lãnh đạo tỉnh ủy cực kỳ coi trọng, anh lấy lý do này nói với tôi, như vậy tôi phải lấy lý do nào để nói với lãnh đạo đây? Sao có thể báo cáo với bí thư sầm, sao có thể đòi tiền của lãnh đạo được? Lỗ Đình Thành rất muốn nói mình muốn tiếp tục khởi công phát ly cung, thế nhưng bây giờ phương diện tài chính khó khăn, hắn không thể cầm đâu ra tiền. Lúc này người có tiền là đại gia, không có tiền là cháu nội, hắn căn bản không cho ra nhiều tiền như vậy, nhất định phải có tư tưởng làm cháu nội. Lỗ Đình Thành do dự một lúc rồi nói, bí thư đồ, nếu không thì tập đoàn chúng tôi sẽ vay một khoản tiền từ ngân hàng đầu tư phát triển thành phố Linh Long được không? chương 1905, 2, khát vọng cháu nội thành ông nội. Đồ phấn đấu càng thêm nhíu mày, hắn đưa văn kiên lên rồi nói, anh lỗ, anh xem cái này đi, đây là cái gì? Các anh còn thiếu vay nợ ngân hàng sao? đặc biệt là tháng này các anh còn chưa trả lợi tức ngân hàng, lại muốn đi vay, anh nói xem có được không. Lỗ Đình Thành lúc này không còn gì để nói, nếu hắn có thể nghĩ biện pháp thì đã nghĩ từ lâu rồi. Bây giờ hai nghiệp vụ chủ yếu của tập đoàn đều rất xa sút hơn nữa hạng mục khai phá xây dựng trọng điểm lại có yêu cầu lớn, vốn là giá cả cao lại đột nhiên tụt dốc, điều này làm cho hắn không nhịn được phải muốn khóc toáng lên. Lúc này cho dù cắt ra bán thịt của lỗ đỉnh thành cũng không được bao nhiêu tiền, nhà đất thành phố Linh Long vốn nóng hổi bây giờ lại biến thành gân gà, khó ném ra ngoài. Bí thư đồ, có nhận được thông báo từ văn phòng tỉnh ủy. Thư ký của đồ phấn đấu khẽ đi vào, sau đó đưa một phần văn kiện cho đồ phấn đấu. Lỗ đỉnh thành rất muốn xem nội dung của văn kiện kia là gì, thế nhưng hắn không dám xem. Đồ phấn đấu nhìn vào nhíu mày, điều này làm cho lỗ đỉnh thành cảm thấy văn kiện kia căn bản là một chuyện không làm cho bí thư đồ cảm thấy vui vẻ. Lỗ đỉnh thành cảm thấy sự việc làm cho bí thư đồ phấn đấu không vui căn bản là việc không nhỏ. Sau khi anh quay về thì nhanh chóng khởi động hạng mục phát ly cung, tôi nói cho anh biết, bí thư sầm sắp đến kiểm tra giám sát thành phố Linh Long. Đồ phấn đấu vung tay lên dùng giọng chân thật đáng tin nói. Còn chuyện tài chính, lỗ đỉnh thành chợt ý thức được cơ hội sắp đến, hắn không khỏi dùng cặp mắt trông mong nhìn đồ phấn đấu. Anh liên lạc với chủ tịch Miêu, đồ phấn đấu dùng ánh mắt hung hăng nhìn lỗ đỉnh thành rồi nói. Đại ca, anh hỏi ông chủ thái xem, khi nào thì có tiền, điều này. Tôi căn bản không còn xu nào. Trần Lão Tứ vừa gặm bánh báo cứng ngắc vừa dùng ánh mắt trông mong nhìn vị đại ca đốc công của mình. Trần Đại cũng đang gặm bánh bao, Hắn nghe Trần lão tứ hỏi thì không khỏi dùng giọng mất vui nói: "Tiểu tử cậu muốn tìm gái sao? Vài ngày trước không phải đã chi tiền cho cậu rồi sao?" "Đại ca, đó là hôm trước rồi, hôm vừa em lại đến nữa." "À, Diễm Hồng kia nói, nếu như hôm nay không trả tiền nợ trước đó, cô ấy sẽ đi sang công trường tìm tôi." Trần lão tứ nói đến đây thì có chút ngại ngùng. Đám đàn ông đang ăn cơm nghe Trần lão tứ nói như vậy thì không khỏi cười rộ lên một người có quan hệ không sai với Trần Lão Tứ chợt nói, Lão Tứ, nếu cô ấy dám đến tìm, chẳng phải là vào hang sói sao? Tôi thấy anh em chúng ta nên xem cậu hưởng thụ một chút thì hơn. Đúng vậy, Lão Tứ sợ cô ấy động vào người, thế mà cứ mãi khoe khoang, tôi cũng không tin cậu chịu đựng được. Khi đám người ồn ào chung quanh thì Trần Lão Tứ có chút tức giận, đại ca, em đã có hơn 10.000 tiền công ở tay ông chủ Thái, Bây giờ ông ấy căn bản cũng không đưa cho em 200, vì chút tiền mà em phải giống như cháu nội đến tìm ông, rốt cuộc là ai thiếu nợ ai vậy? Anh ấy có ý gì thế? Vẻ mặt Trần Đại chợt biến đổi, đám công nhân đang vui đùa với Trần lão tứ cũng có gương mặt ngưng trọng. Đối với bọn họ thì tuy không thiếu tiền bên ngoài như Trần lão tứ, thế nhưng trong tay không có xu nào cũng làm bọn họ cảm thấy khốn khổ, giống như ví tiền của mình nằm trong tay người khác vậy bọn họ là người làm công nên có khứu giác rất mạnh, lúc bắt đầu thì còn hiểu ông chủ thái xoay vòng tài chính khó khăn, thế nhưng bây giờ dù là ai cũng cảm thấy bất ổn. Ông chủ thái này dù là khó khăn thì cũng không thể thiếu tiền tiêu vặt của bọn họ được chứ. Hừ hừ, trước kia nói một tuần cho ăn cơm thịt hai lần, nhưng bây giờ các anh nhìn xem, hôm nay ăn đậu hũ trắng và cải trắng, đừng nói là thịt heo, ngay cả một miếng thịt nát cũng không có. Đúng vậy, Sao thức ăn ngày càng kém đi như vậy? Khi những âm thanh rối loạn vang lên, Trần Đại thật sự đã ngồi không yên. Hắn nhanh chóng nhét bánh bao vào miệng, sau đó vỗ mông đi về phía văn phòng bên kia. "Ông chủ thái, ông chủ thái." Trần Đại lớn tiếng hô vài câu mà không nghe thấy ai đáp lại. Người làm việc trong công trường đều là đàn ông thô lỗ, bọn họ cũng không cố kỵ nhiều, sau khi nghe thấy không ai lên tiếng thì đẩy cửa phòng làm việc của ông chủ thái đi vào trần đại vừa đi vào thì phát hiện mình đến không phải lúc lúc này diễm hồng với cơ thể béo tốt đang cưỡi lên người ông chủ thái say rượu ông chủ thái đang mở to hai mắt hai tay giữ lấy đầu giường giống như không quan tâm đến chuyện bên ngoài diễm hồng thấy trần đại thì cũng không có gì ngại ngùng mà cười nói anh thái sắp xong rồi lát nữa anh đến là được trần đại cũng từng đến tìm diễm hồng cũng coi như là khách quen nhưng lúc này thấy tình cảnh của ông chủ thái và diễm hồng cũng có vài phần khó chịu trần đại có chuyện gì thế lúc này ông chủ thái mới kịp phản ứng hắn dùng giọng không còn sức lực nói trần đại cũng không thèm che giấu ông chủ thái anh em chưa nhận được tiền công thế nên thế nên bây giờ anh em đến tìm gặp diễm hồng cũng đều là ký sổ mọi người có chút xích mích vì tiền bạc hi hi anh thái anh cũng nên cho anh em chút tiền tôi nhớ chỗ này của anh có một người là trần lão tứ người này đã nợ em năm sáu lần rồi diễm hồng vừa nói vừa dùng bàn tay đầy đặn vỗ vỗ lên bụng của ông chủ thái ông chủ thái thật sự không chịu được hắn không khỏi kích động trách móc việc này cũng ký sổ được sao nếu cậu ấy nhấc quần bỏ đi tôi xem cô có thể làm được gì ôi đều là người quen mà thôi tôi sao lại không biết xấu hổ như vậy diễm hồng vùng vẫy vòng eo còn lớn hơn cả người của ông chủ thái rồi cười hi hi nói à dù sao thì cũng nhàn rỗi bây giờ không phải là xã hội tiết kiệm sao em cũng không thể lãng phí tài nguyên được trần đại nghe diễm hồng nói đến xã hội tiết kiệm thì thiếu chút nữa cười thành tiếng lúc này ngay cả diễm hồng còn biết lãng phí tài nguyên cũng không biết đây là niềm vui hay nổi buồn của xã hội cầu tiến nữa rồi được rồi xem như anh phục em ông chủ thái nói rồi hoạt động cơ thể một hai cái nhìn qua giống như cá chết trên giường nhưng hắn vẫn khen nói với trần đại trần đại tiền của cậu thì cứ yên tâm ông chủ thái tôi sẽ không thiếu tiền công của cậu tài chính bên kia sắp đến tay rồi nửa giờ sau là có thể có tiền cậu nói cho các anh em yên tâm đi cũng nói bọn họ sống cho tốt lát nữa còn có lãnh đạo đến chỗ chúng ta kiểm tra công tác trần đại thầm nghĩ kiểm tra cái quái gì dù là đồ con lừa cũng không có đủ sức khi không được ăn cỏ huống hồ mọi người đều là con người tuy trần đại thầm không cho là đúng thế nhưng biểu hiện lại cúi người khom lưng nói được tôi sẽ đi à hai người cứ tiếp tục đi còn tiếp tục cái gì nữa ông chủ thái không còn gì nữa rồi diễm hồng đứng lên khỏi người ông chủ thái nàng nói với trần đại trần đại nếu không thì anh đổi vị trí với ông chủ thái tôi cũng không uổng công đến đây chương 1906, ngày đông giá rét nước đóng băng. Trần Đại nhìn về phía người phụ nữ hào phóng đối diện, cảm thấy mình không là đối thủ, thế nên vội vàng vung tay rồi chạy đi như gà chống bại trận. Đúng lúc này điện thoại của ông chủ thái chợt vang lên, hắn cầm lấy điện thoại rồi chợt nhảy dựng lên, anh nói gì? Ông chủ lỗ đã bỏ chạy rồi à? Trần Đại vốn định bỏ chạy thế nhưng sau khi nghe những lời này của ông chủ thái thì không khỏi đứng ngay lại hắn làm đốc công, hắn biết nhiều thứ so với công nhân. Hắn sở dĩ tin tưởng ông chủ thái, cũng không phải là vì cơ thể gầy gò tràn đầy sức lực của người này, chủ yếu là giám đốc lỗ đứng sau lưng ông chủ thái. Giám đốc lỗ là ai? Chính là giám đốc tập đoàn đỉnh nhạc. Trần Đại hiểu rõ thành phố Linh Long xây dựng nhiều khu đô thị mới, hơn nữa còn có nhiều mỏ khoáng sản mọc lên như nấm, tất cả đều là nhờ tiền của lỗ đỉnh thành nhân vật như vậy sao lại không có tiền. Thế nhưng bây giờ sau khi nghe giám đốc lỗ bỏ chạy, điều này làm hắn khó thể nào tiếp thu được. Anh có phải quá say rồi không? Giám đốc lỗ sao lại bỏ chạy? Tôi nói cho anh biết nhé anh hà, anh nếu như phát tán tin đồn lung tung, tôi sẽ không tha cho anh. Ông chủ thái nói rất lớn làm cho người ta nghe và cảm thấy như đang cãi nhau. Bên kia không biết nói gì đó mà ông chủ thái vốn rất hăng hái chợt trở nên ỉu siêu bộp, một ly nhựa rơi xuống, nước văng tung tóe. Ông chủ thái có vài phần luống cuống, hắn cũng không quan tâm đến những thứ này. Hắn dùng tay vuốt tóc, cơ thể như một con dã thú. Ông chủ thái, anh không sao đấy chứ. Trần Đại có chút đồng tình với bộ dạng của ông chủ thái, dù thế nào thì ông chủ thái đối xử với mình không tệ, trước kia còn đưa hắn đi đến chơi đùa ở những địa phương cao cấp. Xong rồi, tất cả xong rồi, lỗ đỉnh thành bỏ chạy, lỗ đỉnh thành sao lại chạy? Tiền của tôi thì làm sao đây? Trần Đại, tôi nói cho cậu biết, công trình này đã nuốt của tôi hơn 10 triệu rồi. Ông chủ thái lúc này căn bản cần một người để chia sẻ sự đau khổ của mình, thế nên Trần Đại rất vinh hạnh tiếp nhận nhiệm vụ này. Hơn 10 triệu, đối với Trần Đại thì đây là một con số quá lớn, hắn nhìn bộ dạng như người điên của ông chủ thái, thế là không khỏi sinh ra cảm giác như rơi vào hầm băng trần đại nhìn ông chủ thái chui vào lòng diễm hồng khóc lóc tơi tả hắn không khỏi bỏ đi hắn cảm khái tình cảnh của ông chủ thái vừa cảm thấy nhân sinh vô thường những người như ông chủ thái thật sự có tiền thế nhưng dù là kẻ có tiền nhưng bây giờ cũng không bằng mình trần đại nghe lời nói của ông chủ thái tiền đầu tư phần lớn là đi vay nhưng tình cảnh bây giờ căn bản là không biết đến bao giờ ông chủ thái mới lấy được tiền ôi cũng không biết nửa đời sau của ông chủ thái sẽ làm gì bây giờ. Khi Trần Đại đang cảm thấy cực kỳ lo lắng cho ông chủ thái, một ý nghĩ chợt lóe lên trong lòng. Nếu ông chủ thái không có tiền, như vậy ai trả tiền công cho bọn họ? Trần Đại nghĩ đến chuyện mình khổ sở làm việc vài tháng nhưng không lấy được xu nào, thật sự là. Hơn nữa bên cạnh Trần Đại còn có nhiều bạn bè người thân, bọn họ đi làm cũng không dễ dàng gì đều là trong nhà có việc gấp thế nên mới chạy đến công trường làm công. Nếu như ông chủ thái cũng chạy theo giám đốc lỗ, như vậy đám người này căn bản khó thể nào về nhà. Trần Đại thật sự cảm thấy kinh hoàng, hắn không khỏi chạy về kêu gọi vài người đến giám sát ông chủ thái. Nhưng khi đám người bên này chạy đến, đúng lúc thấy ông chủ thái gầy gò đang đi lên lầu. Trần Đại thấy tình cảnh này thì có dự cảm bất thường, hắn cũng bất chấp tiền công của mình mà vội vàng nói, ông chủ thái lúc này còn chưa đến giờ làm sao anh lại đi kiểm tra công việc rồi có phải muốn đột nhiên tập kích tôi không trần đại anh bạn tốt tôi thật sự xin lỗi anh tôi thật sự không có tiền tôi căn bản đã là cùng đường rồi anh nói trần lão tứ khất nợ diễm hồng tôi càng nợ nhiều hơn cậu ấy nếu cậu cảm thấy chúng ta là đồng sự tốt của nhau cậu cứ để mặc tôi ông chủ thái chừng cặp mắt đỏ hồng lên bộ dạng tức giận không thôi sau đó hai mắt chợt trở nên ngây ngốc. Hắn đứng vững, bộ dạng như điên cuồng làm cho người ta không rét mà run. Trần Đại cảm thấy chóng mặt, thầm nghĩ ông chủ thái, cho dù chúng ta gặp phải tai họa ngập đầu thì cũng không nên mang tính mạng ra làm trò đùa. Trần Đại là người thiện lương, hắn căn bản rất có tâm đồng tình với ông chủ thái. Dù sao lúc này ông chủ thái đã leo lên khá cao, hắn tuyệt đối không dám nói ra những lời kích thích ông chủ thái. Ha ha hôm nay thật tốt ông chủ thái ngẩng đầu lên nhìn trời rồi lớn tiếng nói anh thái vừa rồi giám đốc hà có gọi điện thoại đến nói là vừa rồi không nên gạt anh chỉ là vui đùa mà thôi anh ấy nói giám đốc lỗ đã chuyển tiền đến tài khoản các anh em đến tìm anh chính là yêu cầu nhanh chóng phát tiền sau đó đưa anh em đi giải tỏa một chút trần đại căn bản là có kinh nghiệm hắn giơ hai tay lên lớn tiếng nói với ông chủ thái thật vậy sao Ông chủ thái cảm thấy rất vui mừng, nhưng ngay sau đó hai chân lại mềm nhũn. Gió thật mát. Sầm Vật Cương ngồi trong xe nhìn bầu không khí khắc nghiệt bên ngoài, cảm thấy có vài phần cảm khái. Tuy trên mặt lão vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt thế nhưng cảm giác bất an trong lòng khó thể vứt bỏ được. Sầm Vật Cương nhận được tin tức vào buổi sáng, đến tối hôm đó có vài xí nghiệp lớn trong và ngoài nước đột nhiên phá sản. Mặc dù sự việc xảy ra rất xa thế nhưng Sầm Vật Cương biết rõ trên đời này có nhiều thứ có liên lạc với nhau. Đặc biệt là hiện nay kinh tế đang toàn cầu hóa, có đôi khi một nơi xa xôi nhảy mũi thì một nơi khác nổi sóng, hơn nữa lần này không phải là một sự kiện nhỏ. Linh Long bên kia không có vấn đề gì đấy chứ? Sầm Vật Cương đang suy nghĩ về phương diện này, thế nhưng lão lại cảm thấy mình buồn lo vô cớ chẳng lẽ mình lớn tuổi thì không tự giác được phải cẩn thận và bảo thủ thế sao? Mười năm trước cũng không phải không phát sinh nguy cơ, thế nhưng ảnh hưởng không lớn, hơn nữa bây giờ thành phố Linh Long lại phát triển khá mạnh và vững bước. Khi sầm vật cương đang suy nghĩ như vậy, lúc này chợt nghe Phương Anh Hồ ngồi phía sau nói, bí thư sầm, tôi cảm thấy dược hổ là người rất tốt, nếu để anh ấy thay vị trí của tôi, bí thư ngài cũng bớt lo lắng. Phương Anh Hồ căn bản có tư chất đề cử nhân tuyển cho vị trí thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, nhưng người bình thường sẽ không dám lạm dụng quyền lợi này. Nếu như đề cử không phù hợp với tâm ý của lãnh đạo, căn bản sẽ có vấn đề, không đạt được mục đích lại có dấu hiệu bao biện khoa tay múa chân. chương 1907, một yêu hận đều là do anh. Thật ra mối quan hệ ban đầu giữa hai người Miêu Dược Hổ và Phương Anh Hồ cũng không hòa hợp. Trước khi Phương Anh Hồ làm thư ký trưởng thì Miêu Dược Hổ từng đến tỉnh ủy tìm sầm vật gương, khi thấy Phương Anh Hồ thì hai mắt nhìn lên trời, mãi đến khi Phương Anh Hồ là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, lúc đó Miêu Dược Hổ mới có chút nhiệt tình. Phương Anh Hồ vốn cũng không chú ý đến người này, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ thì thấy sau khi trở thành thư ký trưởng cần phải phối hợp với tất cả các bên, chính mình cần trưởng thành hơn. Hơn nữa quan trường là như vậy, từng người đều có nhiều mối quan hệ để giữ gìn, có thể giao hảo thì tuyệt đối không trở mặt, mình cần gì phải tính toán chi ly ở phương diện này. Hơn nữa thành phố Linh Long chính là phần đất của bí thư sầm, chính mình cũng phải làm tốt quan hệ với hai người đồ phấn đấu và miêu dược hổ. Những người có chút địa vị mỗi lần đề cử nhân tuyển cho lãnh đạo của mình đều không dám xử lý đơn giản. Phương Anh Hồ sở dĩ mạo hiểm không che giấu để đề cử miêu dược hổ, căn bản là biết rõ vị trí của Miêu Dược Hổ trong lòng Sầm Vật Cương, thứ hai cũng là vì hắn rất được Sầm Vật Cương tín nhiệm. Không ngờ Sầm Vật Cương lại căn bản từ chối lời đề nghị của Phương Anh Hồ, lão lắc đầu nói, "Anh Hồ, đồng chí Dược Hổ có năng lực, thế nhưng lúc này tôi không thể di chuyển vị trí của anh ấy. Tôi lo lắng một khi điều anh ấy đi thì công tác ở thành phố Linh Long sẽ xảy ra vấn đề." Sau khi đồ phấn đấu tiến lên thường ủy tỉnh ủy, như vậy căn bản cũng không còn nhiều thời gian cho thành phố Linh Long, thế nên tôi cảm thấy để đồng chí Dược Hổ tỏa trấn Linh Long cũng là làm tốt công tác tương lai. Sầm vật cương nói dù đúng hay sai thì đều là vàng ngọc với đám thuộc hạ ở nơi này, không thể nào vi phạm được. Phương Anh Hồ nghe những lời quyết định của sầm vật cương với miêu dược hổ, thế là không khỏi tranh thủ thời gian gật đầu nói, bí thư ngài nói rất đúng, tôi đã không suy xét chu toàn ở phương diện này. a à, anh cũng là suy nghĩ cho đại cục của văn phòng tỉnh ủy dù sao khi anh đi sang công tác bên ủy ban nhân dân tỉnh cũng cần phải có một người đắc lực tiếp quản công tác văn phòng nếu như không tìm được nhân tuyển đắc lực như vậy chỉ sợ công tác văn phòng khó thể nào hoàn thiện được sầm vật cương vung tay lên dùng giọng cực kỳ khẳng định nói với phương anh hồ phương anh hồ cười cười nói bí thư sầm nói thật nếu như không phải là vì công tác cần tôi cũng không đi sang khối ủy ban nhân dân tỉnh A, à, công tác bên phía Ủy ban nhân dân tỉnh khá bận rộn, anh cần phải hao tâm giúp đỡ chủ tịch Vương nhiều hơn." Sầm Vật Cương gõ ngón tay lên bàn rồi nói, "A, à, còn phương diện nhân tuyển thư ký trưởng, anh nên hao tâm suy nghĩ giúp tôi một chút." "Vâng." Phương Anh Hồ chỉ cười cười mà không nói gì thêm. Xe vừa chạy ra khỏi trạm thu phí ở đường cao tốc thì Sầm Vật Cương thấy đổ phấn đấu và miêu dược hổ của thành phố Linh Long đứng bên kia hai người thấy chiếc xe Toyota Coaster của Sầm Vật Cương thì nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Sầm Vật Cương nhìn gương mặt tươi cười của hai người đồ phấn đấu và miêu dược hổ thì khẽ lắc đầu nói với Phương Anh Hồ, thư ký trưởng Anh Hồ, anh nói xem hai người kia đến tận đây nghênh đón làm gì. Bí thư, ngài thích đơn giản, điều này các đồng chí bên dưới đều biết, thế nhưng bọn họ mạo hiểm bị phê bình để đi đến đón tiếp ngài, có lẽ cũng chỉ là biểu hiện cảm kích và kích động mà thôi. Phương Anh Hồ có quan hệ không tệ với hai người đồ phấn đấu và miêu dược hổ, thế nên lúc này càng lên tiếng giúp đỡ bọn họ. Sầm vật cương cười cười, hắn nói với Phương Anh Hồ, anh Hồ, anh cho hai bọn họ lên xe đi. Cửa xe mở ra, đồ phấn đấu và miêu dược hổ mỉm cười đi đến, gương mặt của hai người bọn họ giống như những lần trước khi sầm vật cương đến thành phố Linh Long. Thế nhưng sầm vật cương nhìn gương mặt của hai người này, cảm thấy có sự khác thường nhưng lão căn bản không tìm được sự khác biệt quá rõ ràng, thế nên càng không nói nên lời. Bí thư sầm, trời lạnh thế này mà ngài còn đi đường xa đến thành phố Linh Long, điều này làm cho chúng tôi cảm thấy ấm áp như mùa xuân. Đồ phấn đấu tự nhiên ngồi xuống bên cạnh sầm vật cương rồi cười tủm tỉm nói. Sầm vật cương nhìn viên cấp dưới khéo ăn nói của mình, lão không khỏi chỉ tay vào đồ phấn đấu rồi nói, anh đấy, cũng đừng đeo mũ lên đầu tôi, tôi hôm Annie đến là kiểm tra công tác của anh, nếu như không được khả quan, tôi sẽ cho anh biết thế nào là mùa đông khắc nghiệt. Ha ha ha, những người ngồi trong xe đều là thủ hạ thân tín của Sầm Vật Cương, sau khi nghe lời nói đùa của Sầm Vật Cương và đồ phấn đấu thì không khỏi cười lớn. Đồ phấn đấu và miêu dược hổ cũng cười theo, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút lo lắng. Mong bí thư yên tâm, Lúc này dù là mùa đông thế nhưng các hạng mục ở thành phố Linh Long vẫn được triển khai với khí thế hừng hực và nóng nảy, mong bí thư sầm và các vị lãnh đạo đến kiểm duyệt. Miêu Dược Hổ ngồi bên kia khẽ cười nói. Nhưng Miêu Dược Hổ nói những lời này không khỏi làm cho đồ phấn đấu hiếp mắt lại. Đoàn xe nhanh chóng chạy vào nội thành của thành phố Linh Long, đồ phấn đấu giống như dùng giọng tùy ý nói, bí thư sầm, thành phố Linh Long gần đây có khai phá một hạng mục mới, chuẩn bị tiến hành cải tạo tập trung các quận huyện, nếu không thì ngài đến đó khảo sát xem thế nào. Nếu như là trước kia thì sầm vật cương nhất định sẽ đồng ý, dù sao thì trước mặt vẫn là hai cấp dưới đắc lực của mình. Thế nhưng hôm nay lão lại cảm thấy có gì đó khó thể nào ném bỏ được, thế nên căn bản không có hứng thú với lời đề nghị của Đồ Phấn Đấu, lại thản nhiên nói, đi xem cũng được, nhưng trước tiên đến Phát Ly cung cái đã. Đi đến Phát Ly cung tuy chỉ là năm chữ thế nhưng lại làm cho đồ phấn đấu và miêu dược hổ như đứng đống lửa ngồi đống than, cực kỳ khó chịu. Đồ phấn đấu do dự dây lát rồi giống như hạ quyết tâm, bí thư sầm, hai ngày nay Phát Ly Cung đang ở vào giai đoạn đình công tu sửa, nếu bây giờ ngài đến xem, căn bản không còn người thi công. Cũng không có vấn đề, cũng không phải mỗi lần tôi đến đều muốn nhìn bầu không khí thi công náo nhiệt. Sầm vật gương là người thông minh, lão căn cứ vào lời nói của đồ phấn đấu để biết sự việc không đơn giản. lão phất phất tay rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói đến phát ly cung tham quan. lúc này đồ phấn đấu và miêu dược hổ ngồi trên xe của bí thư tỉnh ủy, tất nhiên phải chấp hành lời nói của bí thư tỉnh ủy. khi lái xe chuẩn bị đánh tay lái, đồ phấn đấu biết rõ tính cách cứng rắn quyết đoán của sầm vật gương, hắn không khỏi khẽ nói bí thư sầm, phát ly cung bên kia xảy ra sự cố bây giờ còn đang ở trong giai đoạn khắc phục hậu quả, tôi cũng không muốn ngài đến nơi đó. Xảy ra sự cố gì? Sầm vật cương chợt hít mắt, trong lòng sinh ra dự cảm mãnh liệt, xem ra sự thật đúng là như vậy. Điều này, à, có một công nhân vì không chú trọng phương diện an toàn mà ngã từ trên cao xuống đất. Đồ phấn đấu vã mồ hôi chán. chương 1907, hai yêu hận đều là do anh. Sầm vật cương nhìn gương mặt của đồ phấn đấu, kinh nghiệm nhiều năm nói cho lão biết vị thủ hạ đắc lực cũng không nói rõ tình hình thật sự cho mình. Nhưng có một số việc là như vậy, lão là lãnh đạo chủ quản một tỉnh, lão cần quan tâm đến rất nhiều thứ, căn bản còn nhiều việc phải làm. Hơn nữa trước mặt nhiều người thế này thì sầm vật cương vẫn phải nể mặt đồ phấn đấu. Dù sao đồ phấn đấu không những là bí thư thị ủy, còn là cán bộ được lão để bạt trọng điểm, lão tuyệt đối không để xảy ra vấn đề vào lúc này. Các anh nhất định phải nắm chặt công tác an toàn, chuyện bây giờ đã xảy ra thì cần làm hai việc, thứ nhất là trấn an người nhà của người ta, thứ hai là điều tra rõ nguyên nhân, truy cứu những người có trách nhiệm. Sầm Vật Cương cho ra chỉ thị làm cho Đồ Phấn đấu thở dài một hơi, hắn biết rõ đây là bí thư đang nể mặt mình. Hắn vội vàng gật đầu nói, "Bí thư Sầm cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt công tác giải quyết hậu quả. Chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng sẽ không bỏ qua những người có trách nhiệm. Tốt, sầm vật cương cũng không nói gì thêm, lúc này lái xe dựa theo yêu cầu của miêu Dược Hổ mà chạy đi một hướng khác. Vì xuất hiện tình huống bất ngờ này mà bầu không khí trên xe căn bản không còn hòa hợp như vừa rồi, thậm chí còn xuất hiện không khí lạnh lẽo làm cho người ta khó thể hít thở. Bí thư sầm, tôi thấy phương diện xây dựng đô thị của thành phố Linh Long làm rất tốt, tính hiệu quả rất mạnh, chưa nói đến những phương diện khác, Năm 10 năm sau cũng không tính là lạc hậu. Phương Anh Hồ căn bản suy tư giây lát với ánh mắt cầu cứu của Đồ Phấn Đấu, hắn không khỏi mở miệng vừa cười vừa nói. Phương Anh Hồ căn bản tuyệt đối muốn có giao tình với Đồ Phấn Đấu, dù sao thì Đồ Phấn Đấu cũng là người được đề cử tiến lên Thường ủy tỉnh ủy, chỉ cần có điều lệnh, như vậy sẽ là lãnh đạo tỉnh, vì vậy không đáng đắc tội với người này. Sầm Vật Cương cũng không muốn làm cho bầu không khí quá cứng nhắc. Có vấn đề gì thì lão hoàn toàn có thể trao đổi với đổ phấn đấu. Vì muốn dựng lên trụ cột là thành phố Linh Long mà lão bỏ ra nhiều tâm huyết. Nếu như bây giờ có vấn đề thì căn bản lão cũng khó mở miệng với tuyến trên. Phương Anh Hồ nói lảng sang chuyện khác. Thế là sầm vật cương đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Phát hiện lời nói của Phương Anh Hồ là không sai. Con đường thành phố Linh Long quá rộng rãi thế nhưng xe cộ qua lại hơi ít. À! Điều quan trọng nhất trong xây dựng đô thị chính là làm tốt công tác cơ sở, điều này xem ra thành phố Linh Long có ánh mắt khá lâu dài. Miêu dược hổ và đồ phấn đấu thở dài một hơi, hai người ném ánh mắt cảm kích về phía phương Anh Hồ. Bí thư sầm đã thay đổi chủ đề, điều này nói rõ lãnh đạo không quan tâm đến chuyện vừa rồi. Chỉ cần thay đổi chủ đề thì hai người có lòng tin làm tốt tất cả công tác còn lại. Bí thư sầm, chúng tôi đi khảo sát bên ngoài thì phát hiện các địa phương thường xuyên đào cống làm đường, đường xá thành phố bị cày nát. Vì thế mà chúng tôi cho rằng phương diện xây dựng đô thị phải tiến hành làm tốt công tác cơ sở hạ tầng, chưa nói đến phương diện khác, nếu như giao thông không thuận lợi thì cũng gây khó khăn rất lớn cho công tác xây dựng sau này. Miêu Dược Hổ là chủ tịch thành phố, hắn là người nắm công tác xây dựng đô thị, thế nên mở miệng rất rõ ràng mạch lạc. Sầm vật cương lẳng lặng lắng nghe, trên mặt chậm rãi nở nụ cười, bầu không khí trong xe cũng ấm áp lên theo sau nụ cười của lãnh đạo. Chiếc xe phía trước mau dừng lại, nếu không chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế, phải nhận hậu quả. Một giọng nói uy nghiêm chợt vang lên từ phía cửa sau. Khi âm thanh này vang lên, một chiếc xe việt dã điên cuồng chạy đến, tốc độ của chiếc xe rất nhanh, nhìn qua giống như muốn vọt nhanh về phía trước. Vài chiếc xe mở đường của thành phố Linh Long thấy chiếc xe kia thì không khỏi hoảng sợ, đám người lái xe mở đường có kinh nghiệm phong phú, bọn họ hầu như nhanh chóng cho ra biện pháp ứng phó. Vì không muốn cho chiếc xe kia đâm vào chiếc Toyota Coaster của lãnh đạo, những chiếc xe này nhanh chóng bao quanh chiếc xe Việt Dã bên kia. Ầm, uhm, chiếc xe Việt Dã thấy dàn xe phía trước cản đường, thế là cũng có cảm giác không ổn, dưới tình thế cấp bách đành phải thắng lại. Nhưng tốc độ chạy quá nhanh, chiếc xe này không khỏi đụng vào chiếc xe chắn phía trước. Đúng lúc này một chiếc xe cảnh sát nhanh chóng chạy đến, có vài tên cảnh sát nhảy xuống xe, khi bọn họ thấy chiếc xe Việt giã đụng vào xe của thị ủy, thế là biết sự việc không may. Gương mặt của Miêu Dược Hổ và đồ phấn đấu cực kỳ khó coi, thật sự là sóng gió rồn rập, vừa rồi mình muốn che giấu nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện này. Hai người đồ phấn đấu và Miêu Dược Hổ đưa mắt nhìn nhau, Bọn họ chuẩn bị đi xuống xử lý sự việc, đúng lúc này Sầm Vật gương đã hoàn toàn nổi giận, lão nhìn thoáng qua Đồ phấn đấu, anh mau đi hỏi xem là có chuyện gì xảy ra. Đồ phấn đấu và Miêu Dược Hổ cảm thấy sự việc này bày ra trước mắt Sầm Vật gương, chỉ sợ mang đến phiền toái lớn, thế nhưng lúc này bí thư Sầm đang nổi giận, hai người bọn họ cũng không dám ngỗ nghịch, thế nên Miêu Dược Hổ đành phải xuống xe. Hai phút sau một tên cảnh sát hơn 40 tuổi dẫn theo một người đàn ông trung niên bị bắt đi đến, viên cảnh sát giống như chưa từng gặp qua nhiều lãnh đạo như vậy, khi thấy có cả bí thư sầm vật cương thì căn bản không biết phải làm sao. Anh nói xem vì sao lại truy bắt người này, sầm vật cương nhìn viên cảnh sát kia rồi khẽ nói. Bí thư sầm, tôi là trung đội trưởng trần cương của đội cảnh sát hình sự thành phố Linh Long, người này góp vốn phi pháp lại muốn chạy trốn sau khi trải qua sự nghiên cứu của lãnh đạo đơn vị chúng tôi thực hành biện pháp bắt giam người này viên cảnh sát kia chợt có phản ứng hắn chào sầm vật cương rồi trầm giọng nói góp vốn phi pháp sầm vật cương nhíu mày sau đó nhìn về phía người đàn ông trung niên kia vị cảnh sát này có nói đúng không bí thư sầm cảnh sát trần nói không sai nhưng tôi cũng không có biện pháp nào khác lỗ đỉnh thành kia lấy tiền của tôi bỏ chạy Bây giờ trong thành phố Linh Long có nhiều người muốn nhảy lầu chết quét đi cho rồi, tôi không chạy thì cũng chỉ nhảy lầu tự tử mà thôi. Người đàn ông trung niên giống như có biết sầm vật gương, nhưng hắn lại có vẻ kiên cường với viên cảnh sát, dù sao cũng đã bị bắt rồi, hắn cũng không sợ. Lỗ Đỉnh Thành đã bỏ chạy, lần này sầm vật cương xem như hiểu rõ vấn đề, Lỗ Đỉnh Thành là một nhân vật nổi tiếng của thành phố Linh Long, là chủ tập đoàn đỉnh duyệt hùng mạnh, là người nổi tiếng trong tỉnh, người thế này sao lại bỏ chạy. Hạng mục phát ly cung là của tập đoàn đỉnh duyệt, hèn gì vừa rồi nhóm người đồ phấn đấu dùng trăm phương ngàn kế cản mình không đi thăm phát ly cung, xem ra vấn đề là ở nơi này. Chỉ sợ bây giờ phát ly cung đã không còn ra thể thống gì nữa rồi. Gương mặt đồ phấn đấu trợ đỏ hồng, hắn nhìn tình cảnh đang xảy ra, thế là biết khó thể gạt được sầm vật gương, không khỏi trầm giọng nói, bí thư sầm, điều này, Điều này, sầm vật cương lúc này cũng không còn tâm tư nghe lời giải thích của đồ phấn đấu. Lão khoát tay nói, bây giờ anh đi giải quyết sự việc, sau khi xong việc thì báo cáo cho tôi. Sầm vật cương nói rồi khoát tay với Phương Anh Hồ, chúng ta về thôi. chương 1908, một dùng khí dùng 36 kế. Trở lại thành phố rừng mật, tâm tình của sầm vật cương thật sự không tốt, tình hình lỗ đỉnh thành khốn khổ đã được chứng thật, dựa vào những gì sầm vật cương quen thuộc với lỗ đỉnh thành, lão biết rõ chuyện này căn bản là không nhỏ. Lỗ đỉnh thành đầu tư quá lớn, nếu như có vấn đề, căn bản là một sự kiện lớn ảnh hưởng đến cả thành phố Linh Long. Nhưng lỗ đỉnh thành sao lại phải bỏ chạy? Chẳng lẽ vấn đề thật sự đến tình trạng không thể nào thu thập rồi sao? Bí thư sầm, ngài ăn chút cơm đi thôi, giữa trưa ngài chưa ăn gì, như vậy là không được. Thư ký khẽ đi đến bên người sầm vật cương, sau đó đưa một hộp cơm ra trước mặt. Sầm vật cương thật sự không có tâm tình muốn ăn, hắn nhìn thoáng qua cả mèn cơm, sau đó phất tay cho thư ký lấy ra rồi khẽ hỏi, phía thành phố Linh Long bên kia có báo cáo đến không? Còn chưa có, bí thư, nếu không thì tôi thúc giục bọn họ nhé. Thư ký nhìn bộ dạng mệt mỏi không chịu nổi của sầm vật cương, sau đó khẽ đề nghị. Sầm vật cương lắc đầu, lão căn bản không biết nên làm thế nào cho phải với cục diện thành phố Linh Long vào lúc này. Lão nhìn ánh mắt ân cần của thư ký, sau đó khoát tay áo nói, cậu ra ngoài trước đi, cơm cứ để lại tôi ăn, khi nào thành phố Linh Long có báo cáo thì nhanh chóng đưa đến cho tôi. Thư ký đi ra ngoài, sầm vật cương mở cà mèn cơm ra, bên trong cơm chiên thập cẩm được chuẩn bị khá tốt, có trứng gà vàng ống, gạo thơm ngon. Sầm vật cương nhìn món cơm chiên trứng mà mình thích, xem ra tiểu tử thư ký này cũng có chút tâm tư. Nếu là trước kia cho dù có ra bên ngoài ăn cơm xã giao, sầm vật cương cũng sẽ ăn món cơm chiên này, thế nhưng bây giờ lão thật sự mất đi khẩu vị. Sầm vật cương trầm ngâm dây lát rồi cầm điện thoại gọi cho một số máy quen thuộc, sau khi nói vài câu với đối phương, lão cười nói, chủ nhiệm trình, tôi đã xem qua văn kiện anh gửi đến, bây giờ thế cục bên ngoài rối ren như vậy sao? Bí thư sầm, với quan hệ giữa chúng ta, tôi cũng không có gì phải giấu anh. Dựa theo suy đoán của chúng tôi, bây giờ bên ngoài khẳng định xảy ra khủng hoảng kinh tế, thế nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Nhưng đây là chuyện tốt với chúng ta, ít nhất nó cũng ức chế quá trình tăng trưởng quá nhanh vào hiện tại, phá vỡ xu thế kinh tế bọt biển. Chủ nhiệm trịnh căn bản là chuyên gia ở phương diện này, tuy không nói nhiều nhưng cũng rất có lực. Sầm vật cương nghe lời phân tích của chủ nhiệm trịnh và hiểu đây là chuyện tốt. Khi lão đang định cúp điện thoại thì chủ nhiệm trịnh giống như nghĩ ra điều gì đó, bí thư sầm, lần này lực tác động dù thật sự rất sâu thế nhưng cũng là cơ hội, các anh cần phải nắm thật chặt. À, các anh cần chú ý một chút, những thành phố chú trọng bất động sản và năng lượng sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề. Bị ảnh hưởng rất nặng nề, gương mặt sầm vật cương chợt trở, trở nên cực kỳ khó coi, thành phố Linh Long tuy có chút trọng vào các sản nghiệp khác, thế nhưng lão hiểu rõ cơ sở phát triển của thành phố Linh Long. Trên thực tế vẫn là bất động sản và năng lượng. Lão nghĩ đến những chuyện xảy ra ở Linh Long mà không khỏi cảm thấy trong lòng siết chặt. Thành phố Linh Long sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn đấy chứ. Khi Sầm Vật Cương suy nghĩ như vậy, điện thoại của lão chợt vang lên. Lão nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, sau đó trầm giọng nói, "Tôi là Sầm Vật Cương." "Bí thư Sầm, phòng tổ chức có cho ra văn kiện về điều chỉnh nhân sự hai chức vụ." ngài có muốn xem qua không? Giọng nói của Văn Thành Đồ xuyên qua điện thoại truyền vào trong tai Sầm Vật Cương. Tuy lúc này Sầm Vật Cương không quan tâm đến nhân sự, thế nhưng lão vẫn trầm giọng nói, à, anh mang đến cho tôi. Hai phút sau Văn Thành Đồ đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương, hắn đưa văn kiện trong tay cho Sầm Vật Cương xem qua một lượt rồi nói, Bí thư Sầm, trải qua nghiên cứu khảo sát của phòng tổ chức tỉnh ủy, tôi cảm thấy những đồng chí lần này có năng lực khá tốt, công tác trước kia cho ra thành tích không nhỏ, thế nên đề nghị tổ chức sử dụng trọng điểm. Sầm vật cương nhìn qua văn kiện, những cái tên trong đó rất quen, lão biết rõ những người này sở dĩ được cho vào đây cũng là vì có người nâng đỡ, nhưng bây giờ lão không có tâm tư xem thêm. Lúc này ở trước mặt văn thành đồ, lão cũng không muốn để cho văn thành đồ thấy rõ tâm tư của mình, dù sao lão và văn thành đồ cũng không có quan hệ quá sâu. À, chuyện này chúng ta cứ đợi một chút. Sầm vật cương nói làm cho văn thành đồ không khỏi sững sờ, hắn không ngờ để bạt người một nhà mà sầm vật cương còn muốn chờ đợi. Chẳng lẽ chính mình không nắm đủ độ nặng trong danh sách này, thế nên làm cho bí thư sầm không vui sao? Trong lòng bốc lên một làn khói đen, văn thành đồ không khỏi trầm giọng nói, bí thư sầm, tôi cảm thấy cũng nên điều chỉnh một chút, phó chủ tịch thường ủy Lý Thành Long của thành phố Linh Long nên được gia tăng trọng trách gần đây vị trí chủ tịch thành phố thanh chuyên còn chưa được quyết định tôi cảm thấy đồng chí lý thành long phù hợp với vị trí này ngài thấy sao chủ tịch thành phố thanh chuyên sầm vật cương nhìn thoáng qua văn thành đồ trong lòng thầm cười nhạt thầm nghĩ anh cảm thấy bầu không khí giữa tôi và vương tử quân quá bình tĩnh ôn hòa thế nên anh muốn là người thay tôi châm ngòi nổi gió sao anh cũng quá coi thường tài nghệ của sầm vật cương tôi rồi nếu như Sầm Vật Cương còn là một vị đại tướng chỉ tay quyết định Giang Sơn, như vậy Văn Thành Đồ anh căn bản không dám châm ngòi ly gián giữa tôi và Vương Tử Quân. Rõ ràng anh vì đạt đến mục đích của mình mà không chịu chiến đấu công tác, chỉ biết châm ngòi ly gián mà thôi. Sầm Vật Cương dùng dư quang khóe mắt nhìn Văn Thành Đồ, lão cố gắng áp chế cảm giác chán ghét của mình, sau đó thản nhiên nói, chuyện này không nên gấp, chờ sau đó rồi tính văn thành đồ nhìn gương mặt lạnh như băng của sầm vật gương hắn do dự dây lát rồi cười nói vậy thì để sau rồi tính nói thật trước kia sầm vật gương căn bản tình nguyện để cho văn thành đồ ở lại trong phòng làm việc của mình thế nhưng bây giờ lão cần bầu không khí yên tĩnh vì vậy sau khi trần chờ dây lát thì lão nâng ly trà lên uống văn thành đồ nào không hiểu đạo lý nâng trà tiến khách hắn nhìn sầm vật gương nâng ly trà lên thầm cảm thấy không thoải mái dù sao hắn cũng là phó bí thư, cho dù bây giờ mình đi theo sầm vật gương, anh cũng không nên đối đãi với tôi theo kiểu như vậy. Bí thư sầm, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước. Văn Thành Đồ cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng tươi cười nói với sầm vật cương. Sầm vật cương nhìn nụ cười của Văn Thành Đồ mà gật đầu, cũng không nói lời nào. Khi cửa phòng đóng lại nặng nề, sầm vật cương thầm nghĩ đến phương diện rốt cuộc tình huống ở thành phố Linh Long xấu đến mức nào lão do dự dây lát, thế nhưng sau đó lại không chịu gọi cho một số máy mà đã lâu mình chưa liên lạc. chương 1908, 2, dùng khí dùng 36 kế. Sầm vật cương đặt điện thoại xuống và cảm thấy cực kỳ mỏi mệt, trong đầu không khỏi nghĩ đến ý kiến của Vương Tử Quân về tình hình phát triển kinh tế của thành phố Linh Long. Khi đó sầm vật cương cảm thấy vương tử quân rõ ràng là không ra gì, thế nên cảm thấy ý kiến của vương tử quân là cực kỳ không phù hợp nhưng bây giờ nhìn thấy cục phát triển trước mắt sầm vật cương mới cảm thấy những lời soi mói của vương tử quân là vàng ngọc khi đó nghe xong lời nói của vương tử quân mình không nên mở miệng nói như vậy đặc biệt là hạng mục phát ly cung khi sầm vật cương trầm ngâm thì thời gian chậm rãi trôi qua khi lão đưa mắt lên nhìn đồng hồ thư ký khẽ gõ cửa đi vào nói bí thư sầm đồ phấn đấu của thành phố linh long đã đến nói là muốn báo cáo với ngài về tình huống của thành phố Linh Long. Cho anh ấy vào, sầm vật cương trầm ngâm dây lát rồi thản nhiên nói. Đồ phấn đấu giống như một học sinh tiểu học phạm sai lầm nhẹ nhàng đi đến trước bàn làm việc của sầm vật cương. Hôm nay hắn cũng không dám ngồi mà khẽ nói, bí thư sầm, tôi lần này muốn kiểm điểm với ngài, công tác của chúng tôi. Đừng nói những lời vô dụng, mạnh miệng nói xuông cũng không ra gì, chỉ nên nói lời thực tế. Lỗ đỉnh thành bên kia rốt cuộc tạo ra hậu quả gì? Sầm Vật Cương có tâm tình không được tốt, lúc này càng tỏ ra nóng nảy. Đồ phấn đấu rất ít khi bị mắng như vậy ở trước mặt Sầm Vật Cương, hắn sững sốt giây lát rồi cung kính nói, "Bí thư Sầm, chúng tôi cũng không ngờ tập đoàn đỉnh duyệt gặp khốn cảnh như vậy." Vì phát triển nhanh mà tập đoàn này không những vay của ngân hàng, còn tiến hành góp vốn quần chúng. Trải qua phương pháp thống kê sơ bộ, lúc này số tiền của bọn họ vay mượn bên ngoài đã là 7-800 triệu. 7-800 triệu, có phải là như vậy không? Sầm vật cương thở dài một hơi, tuy đó là con số lớn thế nhưng còn chưa đến mức quá khó chịu. Bí thư sầm, những con số này còn chưa quá chính xác, thế nhưng trên cơ bản gần như là vậy. Đồ phấn đấu do dự dây lát rồi nói với sầm vật cương. Sầm vật cương khẽ gật đầu không nói gì thêm, đồ phấn đấu lại chỉnh đốn ý nghĩ rồi dùng giọng tự phê bình nói bí thư sầm thành phố linh long chúng tôi lần này xem như vấp phải bài học lớn sẽ tiến hành chỉnh đốn những hành vi góp vốn phi pháp trong thành phố tranh thủ ép mức nguy hại xuống thấp nhất được rồi cứ như vậy đi sầm vật cương khẽ gật đầu rồi nói khi đồ phấn đấu cáo từ sầm vật cương giống như nghĩ ra điều gì mà nói đưa tình huống của anh báo cáo cho chủ tịch vương để xem anh ấy có biện pháp gì ứng phó hay không các anh cần phải chứng thực thật tốt chỉ thị của Chủ tịch Vương, nếu có gì sai sót thì anh khỏi tiếp tục tiếp nhận công tác. Chủ tịch Vương, đồ phấn đấu có chút xứng sốt, sau đó không khỏi dùng giọng vô thức hỏi là Chủ tịch Vương nào. Sầm vật cương không nói gì mà dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đồ phấn đấu, lúc này đồ phấn đấu cũng xem như có phản ứng nhanh, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của sầm vật cương. Sầm vật cương nâng ly lên uống một ngụm mà cảm thấy rất khổ sở. Lão không ngờ lại có vấn đề quá lớn như vậy, tình huống này khó thể nào lừa dối được, khi lãnh đạo hỏi thì mình nên trả lời thế nào. Cốc cốc cốc, khi tiếng gõ cửa vang lên, thư ký đi vào trong phòng. Lúc này viên thư ký có mang theo một túi văn kiện, hắn đưa cho sầm vật cương rồi khẽ nói, bí thư sầm, đây là thứ ngài muốn xem. Sầm vật cương chờ thư ký ra khỏi phòng rồi mở túi văn kiện ra xem lão nhìn hình ảnh trong túi và những tư liệu tỉ mỉ xác thực rõ ràng, lão không khỏi cảm thấy đầu óc nổ ầm lên. Sự việc đã đến nước này mà thành phố Linh Long còn cố gắng che giấu, lão nghĩ đến bộ dạng đồ phấn đấu vừa báo cáo với mình, thế là không khỏi căm hận muốn ném thứ này vào mặt đồ phấn đấu. Sầm Vật Cương thật sự nổi giận, lão đứng lên khỏi ghế, ngay sau đó cảm thấy hai mắt tối đen, ầm uhm, tài liệu tung tóe ra khắp nơi vương tử quân nhìn tài liệu trong tay bàn tay còn lại liên tục gõ lên mặt bàn hắn đã thông qua con đường của mình để biết không ít chuyện ở thành phố linh long lúc này hai hàng chân mày càng nhíu chặt nếu như mình sớm tham gia ở thành phố linh long như vậy sẽ không có mức tổn thất như hiện tại chứ vương tử quân thầm có ý nghĩ như vậy nhưng ngay sau đó hắn lại chặn ý nghĩ này chính mình căn bản là muốn sớm tham gia vào chuyện của thành phố linh long thế nhưng có người cho mình cơ hội này sao? Chưa nói đến phương diện sầm vật cương là người cản tay vương tử quân trong tỉnh, dù là ở thành phố Linh Long thì tổ hợp hai người đồ phấn đấu và miêu dược hổ chỉ sợ cũng chỉ làm mình khó chịu. Chính mình không tham dự vào chuyện của thành phố Linh Long, một khi tham dự thì chỉ có thể muối mặt đi về. Dù sao thì Linh Long bên dưới căn bản là bằng mặt không bằng lòng với mình, mình cũng khó tránh được tình huống này. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, thư ký cổ dương và cố tắc viêm đi vào. Vương tử quân buông văn kiện trong tay, hắn chỉ tay về phía đối diện rồi nói, mời chủ tịch cố ngồi. Những ngày hôm nay cố tắc viêm làm việc rất cao ngạo, mặc dù văn kiện bổ nhiệm hắn làm phó chủ tịch thường vụ còn chưa được đưa xuống tỉnh, thế nhưng hắn đã nhanh chóng tiến vào nhân vật, chủ động tiếp nhận trọng trách của phó chủ tịch thường vụ tỉnh. Rất nhiều chuyện vốn không nên hỏi cũng được hắn hỏi đến. Dưới tình huống này thì người thông minh cũng sẽ không dám lên tiếng, dù sao đây cũng không phải là sự việc làm cho người ta vui sướng. Vương tử quân căn bản không quan tâm đến hiện tượng này, không phải hắn không có năng lực động vào, chẳng qua là mặc kệ. Nếu như một người làm việc không biết nông cạn, phương thức làm việc lại có thể làm cho người ta vui sướng, anh còn gì để chấp nhất người ta nữa. Chủ tịch, tôi nghe phòng tài chính bên kia nói anh đã bác bỏ phương án đầu tư cho khu kinh tế mới ở thành phố Tử Quang có phải không? Cố tắc viêm ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân rồi hỏi. Vương Tử Quân gật đầu nói, tôi cảm thấy phương án của phía Tử Quang bỏ ra cái giá quá lớn, bọn họ xây dựng quá nhiều cơ sở hạ tầng, bọn họ dựa vào cái gì để xây dựng nó? Còn không phải là trước tiên di rời trụ sở hành chính của thành phố, sau đó chuyển tất cả đơn vị hành chính đi theo để thúc đẩy con số phát triển kinh tế sao? Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy ý nghĩ phát triển thành phố của bọn họ cũng không có gì là sai. Cô Tắc Phiêm nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói, bây giờ có không ít địa phương đang chọn lựa phương pháp này. Vương Tử Quân không lên tiếng, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm rồi mới trầm giọng nói, chúng ta có kế hoạch, cần phải tiến lên từng bước để tạo cơ sở phát triển kinh tế, đây là điều bình thường. Thế nhưng chúng ta muốn xây dựng cơ sở hạ tầng để đẩy mạnh phát triển kinh tế cũng không phải là thúc đẩy mù quáng. Chủ tịch Cố, anh có chú ý đến diện tích văn phòng được sử dụng của các cơ quan đơn vị tuyến thành phố trong tỉnh hay không? chương 1909, gió thổi mưa phả vào bãi cát. Cố tắc viêm chợt sững sờ, hắn không ngờ vương tử quân lại nói đến điều này. Nếu như đối mặt với người ngoài thì hắn tuyệt đối dám biểu hiện sự không biết, thế nhưng đối mặt với vương tử quân thì hắn không dám làm. Tuy những ngày qua hắn cực kỳ lo lắng, thế nhưng hắn vẫn phải cảm thấy rét run với vương tử quân. Dù sao vị chủ tịch vương nổi tiếng này không phải dễ chọc vào. Điều này, điều này tôi thật sự không biết. Sau khi nghe lời của cố tác viêm thì vương tử quân đưa một phần văn kiện trong tay ra, đây là bản thống kê điều tra về diện tích văn phòng được sử dụng của các cơ quan tỉnh, thành phố và quận huyện, mời anh xem qua, để xem các cơ quan đơn vị trong tỉnh có cần phải xây dựng văn phòng mới hay không. Tuy văn kiện không quá dài nhưng bên trong lại thống kê rõ ràng quy định của thượng cấp đối với diện tích văn phòng quản lý công, người ngoài chỉ cần nhìn vào là hiểu. Cố tắc viêm nhìn tài liệu này mà không khỏi nhíu mày. Cố tắc viêm trầm ngâm dây lát rồi mới nói, Chủ tịch Vương, tính xác thực của phần tài liệu này thật sự làm cho người ta cảm thấy coi trọng. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta nên coi trọng chuyện này, Đồng thời cũng không nên làm ảnh hưởng đến tính tích cực phát triển kinh tế của các tuyến dưới. Bí thư Sầm rất tán thưởng phương án của thành phố Tử Quang, tôi cảm thấy chủ tịch ngài cũng không nên quá lo lắng. Cố Tác Phiêm nói hết lời thì gương mặt Vương Tử Quân chợt biến đổi, lời nói của Cố Tác Phiêm đã quá rõ ràng, đó chính là dùng sự cường thế của Sầm Vật gương để dọa mình. Vương Tử Quân tuy không thèm nhìn sự áp chế này, thế nhưng dù sao cũng cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi trầm giọng nói, chuyện này tôi sẽ nói với bí thư sầm. Cố tắc phiêm nhìn vương tử quân không nói thêm điều gì, hắn biết mình có nói gì thì vương tử quân cũng không thèm nghe. Nhưng hắn cũng không quá quan tâm đến điều này. Hắn hiểu ý nghĩa của một vị phó chủ tịch thường vụ như mình là gì, không phải là để cản tay vương tử quân ở ủy ban nhân dân tỉnh sao. Nếu như mình không dám nói ra ý kiến phản đối, như vậy sau này bí thư sầm còn cần dùng mình nữa không? như vậy tôi sẽ chờ tin tức từ chủ tịch, nhưng phía thành phố tử quang thúc rất gấp, các đồng chí đều có tâm tư khó thể chờ đợi được với kế hoạch phát triển kinh tế của mình. Vương tử quân nghe xong lời của cố tác viêm thì khoát tay áo, không muốn tiếp tục dây dưa ở vấn đề này. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ bầu không khí bình tĩnh trong phòng. Vương tử quân có chút sững sốt, hắn khẽ nói, vào đi. Người đi vào là Tần Hoài Trung, hắn vào trong phòng cũng không quan tâm đến ánh mắt bất mãn của cố tắc viêm, hắn trực tiếp lớn tiếng nói, chủ tịch vương, đã xảy ra chuyện, bí thư sầm ngã xuống rồi. Bí thư sầm ngã xuống, tuy chỉ là năm chữ thế nhưng lại làm cho vương tử quân và cố tắc viêm chấn động. Cố tắc viêm vốn không có tâm tư quan tâm đến tần hoài trung, thế nhưng bây giờ cũng bất chấp tất cả mà tiến lên giữ lấy tay tần hoài trung rồi nói bí thư sầm ngã xuống có việc gì không chỉ cần nhìn hành vi này của cố tắc phiêm là biết mối quan hệ thân sơ với sầm vật gương là như thế nào. còn không chờ tần hoài trung trả lời, điện thoại của cố tắc phiêm đã vang lên. hắn lấy điện thoại nhìn thoáng qua, cũng bất chấp đây là phòng làm việc của vương tử quân mà nhanh chóng nghe máy. sau khi nói vài câu với đầu dây bên kia, gương mặt cố tắc phiêm càng thêm âm trầm. lúc này hai hàng chân mày của vương tử quân càng thêm nhíu chặt khi thư ký phát hiện ra sự việc thì sầm vật gương đã bất tỉnh nhân sự bây giờ đang được đưa đến cấp cứu trong bệnh viện xe cứu thương đã sớm xuất phát thư ký trưởng phương anh hồ cùng đi đến bệnh viện người gọi điện thoại đến cho tần hoài trung chính là phương anh hồ đi thôi nhanh chóng đến bệnh viện vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi di ra ngoài hắn vừa đi vừa phân phó tần hoài trung nhất định phải làm tốt công tác bí mật thông tin này tránh phát sinh những bối rối hoang mang không cần thiết Thứ hai giữ liên lạc với bệnh viện. Tôi cũng không nói nhiều, anh nói với bệnh viện, không, anh thông báo cho bệnh viện, cần phải cho gia chuyên gia tốt nhất không tiếc bất cứ giá nào đảm bảo sức khỏe cho bí thư sầm trong thời gian sớm nhất. Vương Tử Quân vừa tiến lên vừa cho ra chỉ thị với Tần Hoài Trung. Công tác nây xong sắp xếp của Vương Tử Quân mà chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn có thể đi đến vị trí hiện tại căn bản là có bản lĩnh của mình, mặc dù hắn không phải là người không chớp mắt khi núi sập xuống đầu, thế nhưng công phu chấn định vẫn hơn người thường. Sở dĩ hắn tỏ ra thất thố trước mặt vương tử quân, chủ yếu là vì sự kiện này quá đột một làm cho hắn khó tiếp thu được. Dù sao thì chuyện này liên lụy đến sầm vật cương, còn ảnh hưởng đến vị trí của sầm vật cương ở mật đông. Nếu như không có sự giúp đỡ của sầm vật cương, cố tắc viêm biết mình chỉ có thể kẹp đuôi làn người trước mặt vương tử quân, sao là đối thủ của vương tử quân. Nhưng bây giờ sầm vật cương lại ngã xuống khi nhóm người vương tử quân đến bệnh viện lúc này thư ký trưởng phương anh hồ đang đứng ở hành lang phòng cấp cứu bên cạnh có vài nhân viên công tác của bệnh viện khi thấy vương tử quân đi đến thì phương anh hồ nhanh chóng tiến lên đón chào chuyện gì xảy ra bí thư sầm sao lại ngã vương tử quân bắt tay đơn giản với phương anh hồ rồi trầm giọng nói phương anh hồ nhìn bộ dạng sốt ruột của vương tử quân hắn trầm giọng nói chủ tịch phương sở dĩ xuất hiện tình huống này là do chúng tôi không làm tốt công tác, buổi trưa bí thư không dùng cơm, buổi chiều lại có cường độ công tác quá lớn. Vương tử quân nhìn Phương Anh Hồ làm kiểm điểm, hắn thở dài nói, đồng chí Anh Hồ, bây giờ không phải là lúc làm kiểm điểm, bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ nói bí thư sầm suất huyết não, chỉ cần tĩnh dưỡng là không có vấn đề gì. Phương Anh Hồ nhìn Vương tử quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua gương mặt của Phương Anh Hồ, tuy vẻ mặt của người này không có biểu hiện gì khác, thế nhưng hắn biết rõ đối phương không nói thật với mình. Dù sao trong mắt Phương Anh Hồ thì sầm vật cương ngã xuống và mình là người cảm thấy rất vui. À, như vậy là tốt, bệnh viện sẽ nhanh chóng làm cho bí thư sầm tỉnh lại. Còn nữa, văn phòng tỉnh ủy nhất định phải hấp thu bài học lần này, làm tốt công tác với bí thư, không thể để xuất hiện tình huống tương tự. Vương Tử Quân cho ra yêu cầu rất bình thường, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể cho ra yêu cầu như vậy. Khi Vương Tử Quân cho ra lời yêu cầu, Phó bí thư tỉnh ủy Văn Thành Đồ cùng nhóm người Uông Thanh Minh cũng đã đi đến, chỉ một lát sau đã có đủ người để mở hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Giám đốc bệnh viện thấy có nhiều lãnh đạo tỉnh ủy đến thì cảm thấy áp lực quá lớn. Hắn nhanh chóng thu dọn một gian phòng cách đó không xa làm phòng họp, mời các vị lãnh đạo sang nghỉ ngơi mọi người đi vào trong phòng nghe những lời báo cáo khô cần về bệnh tình của bí thư sầm vẻ mặt đám người rất trầm trọng không ai lên tiếng chủ tịch có tin từ thành phố linh long nói đám người đồ phấn đấu bị công nhân đòi tiền công vây quanh ở công trường tần hoài trung đi đến bên cạnh khẽ báo cáo với vương tử quân vương tử quân khẽ gật đầu hắn trầm ngâm dây lát rồi nói anh gọi điện thoại cho thành phố linh long yêu cầu bọn họ phải làm tốt công tác trần an quần chúng đồng thời chúng ta không phải còn có một khoản tiền bảo hiểm thi công sao. Nắm chặt điểm này yêu cầu phòng tài chính xuất tiền trả một phần lương cho công nhân. Vâng, Tần Hoài Trung nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Trường 1911, một ngày cứ nghỉ ngơi một chút, chuyện còn lại giao cho tôi. Trong quan trường có sức khỏe hay không có khả năng trở thành thủ đoạn để đối thủ chính trị đánh ngã. Sầm Vật Cương là người lăn lộn quan trường nhiều năm, lão biết rõ lợi hại trong sự việc này. Nhưng lão có lo lắng cũng không làm gì được, mặc dù vương tử quân có lệnh phong tỏa tin tức, thế nhưng vẫn còn có nhiều người liên tục chạy đến. Trong số các vị thường ủy tỉnh ủy càng có không ít người cá biệt chạy đến chờ sầm vật cương tỉnh lại. Lúc này bầu không khí trong phòng họp rất đè nén, hầu như mọi người đều cảm thấy rông tố đang kéo đến. Tần Hoài Trung lại khẽ đi vào phòng, hắn đến báo cáo với Vương Tử Quân, Chủ tịch, Vừa rồi chủ tịch triệu của thành phố Linh Long có phản hồi tình huống, là phía thành phố Linh Long vì thúc đẩy mở rộng công tác đã yêu cầu thực hiện chế độ bảo hiểm thi công, thế nhưng yêu cầu cũng không nghiêm. Nghe nói cả thành phố chỉ có một khu văn phòng nhỏ của bảo hiểm thi công. Tần Hoài Trung báo cáo làm cho vương tử quân trợt nổi giận, hắn biết rõ tình thế thật sự cũng không phải là yêu cầu không nghiêm, mà là thành phố Linh Long làm công tác bảo hiểm thi công ở phương diện hình thức, căn bản không bỏ ra tiền đóng bảo hiểm văn phòng bảo hiểm thi công kia căn bản chỉ là một đơn vị hành chính bị bắt lính bất đắc dĩ mà thôi. Nếu như trước kia vương tử quân sẽ giận tím mặt, sẽ vỗ bàn xử lý vụ việc này. Thế nhưng bây giờ là không được, sầm vật cương còn đang nằm trong phòng cấp cứu chưa tỉnh hẳn, nếu bây giờ hắn xử lý đổ phấn đấu và miêu dược hổ, như vậy sẽ làm cho người ta cảm thấy vương tử quân là người ném đá xuống giếng, không thể chờ đợi được nữa anh nói cho phía thành phố linh long cố gắng hết sức có thể làm tốt công tác chấn an quần chúng phải giải quyết vấn đề ngay vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi mở miệng phân phó các vị lãnh đạo bí thư sầm đã tỉnh lại giám đốc bệnh viện chạy đến rồi báo cáo với nhóm lãnh đạo tỉnh ủy trong phòng phương anh hồ chợt đứng lên nói bây giờ có thể vào thăm hỏi được chưa điều này bí thư sầm vừa tỉnh lại tâm tình còn chưa ổn định có nên cho nhiều lãnh đạo đi qua hay không? Giám đốc bệnh viện là người nhất ngôn cửu đỉnh trên địa bàn của mình, hắn đã nhiều lần đón lãnh đạo tỉnh ủy đến nằm viện. Cũng có lúc mở miệng vui đùa nói là lãnh đạo đến chủ yếu là tính dưỡng sức khỏe, bổ sung tinh thần cho công tác mệt nhọc. Nhưng lúc này sầm vật cương nhập viện làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ, bây giờ đối mặt với các vị lãnh đạo tỉnh ủy, hắn mở miệng căn bản rất lo lắng. Không nên có quá nhiều người đi qua, tất nhiên là vì muốn tốt cho sầm vật gương, thế nhưng là ai đi qua. Dù sao thì nơi này cũng có nhiều người có không ít thời gian chờ đợi. Chủ tịch Phương, ngài thấy thế nào? Phương Anh Hồ là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hắn do dự dây lát rồi ném sự việc cho Vương Tử Quân. Dù thế nào thì Vương Tử Quân cũng là lãnh đạo đứng hàng thứ hai trong tỉnh, bây giờ phải nghe chỉ thị của Chủ tịch Phương. Vương Tử Quân lúc này muốn đưa đẩy thì rất dễ dàng, chỉ cần trực tiếp ném quả bóng cho giám đốc bệnh viện là được. Nhưng bây giờ hắn cũng không có tâm tư như vậy, hắn trầm ngâm dây lát rồi nói, thư ký trưởng, anh đại biểu cho mọi người vào thăm hỏi bí thư sầm, mong bí thư sầm an tâm dưỡng bệnh. Phương Anh Hồ Căn Bản rất cảm kích với sắp xếp của Vương Tử Quân, có thể nói Vương Tử Quân tỏ thái độ như vậy giúp hắn đứng vững trước áp lực. Vương Tử Quân không đi qua thì những người khác cũng không dám gây áp lực với mình. Vâng, tôi sẽ đi vào thăm hỏi và chuyển lời của lãnh đạo. Phương Anh Hồ nói rồi cũng không quan tâm quá nhiều mà nhanh chóng đi vào phòng bệnh của sầm vật cương. Khi hắn đi vào trong phòng chợt nghe thư ký của mình khẽ báo cáo, thư ký trưởng, vừa rồi phía thành phố Linh Long gọi điện thoại đến, nói là thế cục không khả quan, mong có được sự trợ giúp. Tình huống thế nào? Phương Anh Hồ vừa đi vừa hỏi. Nghe nói một ông chủ bị người góp vốn bắt lấy, bị người ta đánh cho đầu rơi máu chảy lúc này quần chúng nhân dân đang rất phẫn nộ tình huống khó khống chế được nếu như không phải người nhà của ông chủ kia báo án chỉ sợ sẽ có vụ việc chết người thư ký nói đến đây thì hít vào một hơi tình hình đúng là không khả quan sầm vật cương đã tỉnh rồi nhưng vẫn còn nằm trên giường bệnh lúc này bí thư sầm giống như một người bị rút sạch sức lực và tinh thần bí thư sầm hiện ra trước mặt phương anh hồ căn bản không còn là như trước nhưng Phương Anh Hồ nhìn hai hàng chân mày của sầm vật cương nhíu chặt mà không khỏi cảm thấy người trên giường bệnh như một gốc cây già đột nhiên bị sương muối tập kích, chỉ còn lại chút cành cây héo úa, vẻ mặt tinh thần không còn như xưa. Nhưng cây già này vẫn còn bám trên đất, vẫn còn dễ chùm bên dưới hút sinh dưỡng nên không có vấn đề về nhân mạng. Biết đâu sau này một bí thư sầm phấn đấu phát triển nhiều chục năm sẽ phải ngã đổ như thân cây già, biết đầu bí thư sầm có thể ngồi lên thế nhưng sau này chỉ miễn cưỡng đi lại, khó thể tiếp tục tiến chân vào quan trường. Phương Anh Hồ nghĩ như vậy mà cảm thấy bi thương, tâm tình này làm cho cánh mũi hơi cay, tự dưng cực kỳ khó chịu. Phương Anh Hồ là cán bộ được sầm vật cương đề bạt lên, nếu như không có sầm vật cương, căn bản không có một Phương Anh Hồ với địa vị hiển hách như hôm nay. Thậm chí có thể nói tính mạng chính trị của Phương Anh Hồ liên lạc thật chặt với sầm vật cương, không có sự giúp đỡ của sầm vật cương, hắn chỉ là một vị thường ủy tỉnh ủy yếu kém nhất. Bí thư sầm, ngài thấy khá hơn chút nào chưa? Phương Anh Hồ cũng là một người giỏi khống chế tâm tình cảm xúc, hắn cố gắng làm cho mình thoải mái hơn một chút. Sầm vật cương có bộ dạng đờ đấn khi thấy Phương Anh Hồ thì khóe miệng hơi vỉnh lên, sau đó nói ra một câu khá yếu ớt, Anh Hồ, phía thành phố Linh Long bên kia thế nào rồi? Sầm vật cương vẫn còn nhớ đến thành phố Linh Long. Phương Anh Hồ cảm thấy tâm tư ảm đạm, mãi một lúc sau không nói nên lời. Hắn có thể hiểu được tâm tình của Bí Thư Sầm vào lúc này, vì sự quật khởi của thành phố Linh Long có liên quan trực tiếp đến Bí Thư Sầm, cũng vì có sự giúp đỡ của Bí Thư Sầm mà thành phố Linh Long mới có thể sáng tạo ra kỳ tích như vậy. Thế cho nên đối với mọi người thì thành phố Linh Long chính là dấu ấn lớn của Bí Thư Sầm. Lúc này thành phố Linh Long xuất hiện vấn đề, mặc dù người khác cũng có một phần trách nhiệm, thế nhưng cờ lê sẽ gõ lên đầu sầm vật cương đầu tiên bí thư sầm lúc này thành phố linh long đang từng bước giải quyết vấn đề thế cục dần được khống chế phương anh hồ cười cười hắn khẽ nói bí thư ngài nên tin tưởng vào năng lực giải quyết vấn đề của hai đồng chí đổ phấn đấu và miêu dược hổ giải quyết hư sầm vật cương nằm trên giường bệnh run rẩy dữ dội sầm vật cương tuy tràn đầy lửa giận thế nhưng lúc này không còn chút sức lực nào Lúc này lão muốn đứng lên đến tỏa trấn ở Linh Long, đáng tiếc là lão không còn sức lực, không thể thực hiện được. chương 1912, ngài cứ nghỉ ngơi một chút, chuyện còn lại giao cho tôi. Thành phố Linh Long không phải chỉ có riêng một lỗ đỉnh thành. Sầm vật cương nói đến đây thì có vài phần bất đắc dĩ, lỗ đỉnh thành cũng chỉ coi là một nguyên nhân mà thôi, anh ta ngã xuống thì sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Phương Anh Hồ há hốc miệng không nói gì, nếu bí thư sầm đã hiểu rõ tình huống như vậy, hắn nếu tiếp tục nói dối lãnh đạo thì rõ ràng là sỉ nhục trí thông minh của lãnh đạo. Bí thư sầm là một người cường thế, chắc chắn không cần hắn an ủi ở phương diện này. Nhưng tình huống này nếu không an ủi thì phải đi theo đường nào nữa đây? Anh Hồ, Chủ tịch Vương có đến không? Sầm vật cương trầm ngâm dây lát rồi khẽ hỏi. Có, Chủ tịch Vương đến đây đã hơn một giờ, mãi chờ ở bên ngoài. Phương Anh Hồ không biết vì sao sầm vật cương lại tìm Vương Tử Quân, thế nhưng hắn nhanh chóng cho ra đáp án chính xác. Anh mời Chủ tịch Vương vào đây, tôi có chuyện cần nói với anh ấy. Sầm vật cương tuy rất muốn nói lớn hơn một chút, thế nhưng mỗi lần mở miệng lại có chút khổ sở. Phương Anh Hồ nhìn gương mặt tiêu tụy của sầm vật cương, hắn do dự dây lát rồi nói, bí thư sầm, nếu không tôi sẽ phân phó chỉ thị của ngài cho Chủ tịch Vương. Ngài cứ nghỉ ngơi đi, Chờ một lát sau rồi nói. Sầm Vật Cương nhìn Phương Anh Hồ, ánh mắt dần trở nên ôn hòa, lão hiểu rõ ý nghĩ lời nói của Phương Anh Hồ. Chính mình gần đây quá cường thế, Phương Tử Quân hầu như là đối thủ lớn nhất của mình ở Mật Đông, chính mình xuất hiện trước mặt Vương Tử Quân với bộ dạng thế này căn bản không phải là chuyện gì tốt. Nhưng bây giờ Sầm Vật Cương nào còn lo lắng như vậy, hơn nữa tình hình của thành phố Linh Long sẽ càng thêm phức tạp, mà sức khỏe của mình sầm vật cương khoát tay rồi thản nhiên nói được rồi anh đi mời chủ tịch vương vào đây chủ tịch vương là người có ý chí mạnh mẽ căn bản là người thường không thể so sánh được khi phương anh hồ đến mời sầm vật cương vào thăm sầm vật cương khi đó vương tử quân đang nghe điện thoại sau khi nghe xong lời nói sắp xếp của sầm vật cương từ trong miệng phương anh hồ vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi theo phương anh hồ đi vào trong phòng bệnh của sầm vật cương Lúc này có một vị y tá đang cẩn thận dùng khăn nóng lau mặt cho sầm vật cương. Khi thấy vương tử quân đi vào thì viên y tá do dự dây lát rồi khẽ nói lãnh đạo, ngài cũng không nên nói chuyện quá lâu. Cảm ơn, tôi biết rồi. Vương tử quân nhìn bộ dạng của sầm vật cương sao không hiểu y tá muốn nói gì. Hắn có không ít hảo cảm với cô y tá thẳng thắn này. Ha ha, chủ tịch tử quân, mời anh ngồi. Sầm vật cương muốn gắng ngượng ngồi lên, thế nhưng những hạt mồ hôi như đậu nành rơi xuống làm lão biết mình không dễ dàng làm được điều này. Vương tử quân vội vàng đi đến trước giường bệnh của sầm vật cương, bí thư sầm, ngài cứ nằm đi, chúng ta từ từ nói. Trong mắt sầm vật cương có chút không cam lòng nhưng vẫn nằm xuống, lão dùng giọng mất hết sức lực nói, chủ tịch tử quân, thật sự là bệnh đến như núi, tôi còn chưa hoàn toàn rời khỏi cương vị công tác thì lại có vấn đề về sức khỏe rồi. Vương Tử Quân nhìn gương mặt của Sầm Vật Cương, hắn không khỏi có vài phần đồng tình. Mối liên hệ của Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương những năm qua có vài phần gập ghềnh, nhưng Vương Tử Quân vẫn khâm phục tính cách của Sầm Vật Cương. Đây là một người chỉ đứng thẳng mà không cúi người, bây giờ người này lại nói ra những lời như chịu thua thế này căn bản là không dễ dàng. Bí thư Sầm, người có ai không có bệnh, ngài cứ an tâm dưỡng bệnh, các đồng chí vẫn chờ ngài. Mật Đông không thể tách rời khỏi sự tỏa chấn của ngài. Chí sợ tôi có tâm nhưng không có lực mà thôi. Sầm vật cương nói một tiếng rồi khẽ lắc đầu, sau đó lại khẽ nói với Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương, bây giờ tình hình của thành phố Linh Long là không lạc quan, tôi cho rằng hình thức phát triển của thành phố Linh Long là rất tốt, bây giờ tôi mới hiểu phát triển như vậy là quá nguy hiểm, nên phá mụn ngủ này càng nhanh càng tốt. Để càng lâu thì vấn đề càng lớn. Vương Tử Quân cũng biết rõ điều này, bây giờ nghe xong lời của Sầm Vật Cương thì không khỏi sinh ra cảm giác anh hùng cùng chí hướng. Hắn trầm ngâm dây lát rồi trầm giọng nói, bí thư Sầm, thành phố Linh Long phát triển kinh tế có vấn đề, thế nhưng chúng ta cũng thấy rõ mặt tích cực của bọn họ. Tôi tin tưởng chỉ cần nhìn thẳng vào vấn đề, như vậy sẽ có phương án giải quyết vấn đề trong trạng thái nảy sinh. Trạng thái nảy sinh, chỉ sợ đã quá muộn rồi. Sầm vật cương nhìn vương tử quân rồi cười khổ nói. Vương tử quân cảm thấy nóng mặt dưới cái nhìn chăm chú của sầm vật cương. Hắn biết rõ sầm vật cương nói như vậy là có ý gì, hơn nữa trong mắt hắn chưa từng cho rằng đây là trạng thái nảy sinh. Tử quân, tôi căn bản không thích anh. Sầm vật cương chợt nói lớn hơn vài phần, con người của tôi từ nhỏ đã mạnh mẽ, theo lời của các cụ thì tôi chỉ có thể nhìn người không bằng mình, không thể tha thứ cho người mạnh hơn. Anh Đường kia thật ra cũng rất có bản lĩnh, thế nhưng tôi không nhận anh ấy, còn anh, tất nhiên anh là người chỉ có hơn chứ không kém anh Đường, vì vậy tôi bài xích anh trên phương diện bản năng tâm lý. Sầm Vật Cương nói đến đây thấy Vương Tử Quân định mở miệng, lão khoát tay áo nói, hai người chúng ta rất ít khi cùng ngồi thổ lộ tình cảm, anh cứ để tôi nói xong cái đã. Sau khi anh đến Mật Đông đã cho ra nhiều công tác rất tốt, làm cho tỉnh Mật Đông càng thêm sáng lạn đặc biệt là phương diện sắp xếp điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, anh nhận lấy áp lực không nhỏ nhưng vẫn hoàn thành. Mặc dù hai năm qua kinh tế mật đông phát triển không nhanh, thế nhưng có thể thấy rõ đắc làm tốt công tác xây dựng cơ sở, phát triển nhanh mạnh chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Khụ khụ, sầm vật cương ho khan hai tiếng rồi nói tiếp, có một người trợ thủ như anh làm cho áp lực của tôi là quá lớn. Vì chứng minh chính mình không kém anh ở phương diện kinh tế, tôi nhanh chóng thúc đẩy phát triển thành phố Linh Long dưới cơ sở vốn có, thế nên tôi là người có trách nhiệm lớn nhất trong sự kiện này, sau này tôi sẽ nhận kiểm điểm với lãnh đạo. Bây giờ vấn đề cấp bách nhất là giải quyết tình huống ở thành phố Linh Long. Phải làm sao để khống chế được thế cục rối loạn của Linh Long? Sầm vật cương nói đến đây thì nhìn vương tử quân rồi lớn tiếng nói tiếp, nếu nói ra thì anh không thể nào hiểu rõ về thành phố Linh Long bằng cố tắc viêm, thế nhưng sau khi tôi tỉnh lại, người đầu tiên tôi nghĩ đến khi muốn giải quyết vấn đề ở linh long chính là anh lúc này ở mật đông chỉ có anh mới khống chế được thế cục ở linh long sầm vật cương nói rất đúng trọng tâm vương tử quân không khỏi có chút cảm động sầm vật cương tuy là người cường thế nhưng lại vì đại cục phát triển của mật đông người này có thể trò chuyện với mình như vậy cũng xem như là tuấn kiệt trong quan trường vương tử quân biết rõ bây giờ không phải lúc mình từ chối thế nên hắn tranh thủ thời gian cười nói Bí thư sầm, trước khi đến phòng bệnh của ngài thì tôi đã chuẩn bị đi đến Linh Long. Tôi không dám nói có thể lập tức giải quyết vấn đề, thế nhưng tôi sẽ cố gắng lớn nhất để giữ thế cục. Mật đông không thể không có bí thư sầm tỏa chấn, tôi còn cần ngài hướng dẫn nhiều hơn. Khoảng thời gian qua ngài đã mệt mỏi rồi, mong ngài nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ không làm cho ngài thất vọng. Được, anh đi trước đi, vương tử quân rời đi, Sầm vật cương nhìn bóng lưng vương tử quân mà không khỏi thở dài nặng nề một hơi. Lão biết vương tử quân tuy có thể sẽ vẫn đến, thế nhưng câu chuyện như hôm nay sẽ không còn. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 159